Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 46. Tô Y Y cau mày, lần đầu tiên cảm thấy Trần Bát Hoang đúng là ngốc, bị hận thù làm cho mờ mặt. Thiên đạo lục trọng thiên, lấy gì để chiến đấu với thiên quân đính phong? Đánh bằng tưởng tượng sao? Chúng ta hợp sức, ông ta chết chắc, việc gì phải tốn sức, ai giết chết ông ta, thì cũng là anh báo thù được, không phải sao? Thí chủ, hãy suy nghĩ kỹ, Thích Thiện cũng nói sao làm vậy, một luồng Phật quang bao trùm Trần Đức, muốn đế anh bình tĩnh, đừng kích động. Trên thực tế, Trần Đức rất bình tĩnh. Hận thù là hận thù, nối giận là nối giận. Anh vẫn luôn giữ phán đoán tỉnh. Táo. Từ chối bọn họ là có hai mong muốn. Thứ nhất, anh buộc phải đích thân giết Trần Nguyên Vũ. Thứ hai, cuộc chiến các thần chưa kết thúc, tất cả vẫn chưa có kết quả. Một khi Bạch Nguyệt không chiến thắng, anh sẽ phải đối diện với cơn giận của bán thần, đến lúc đó Tô Y Y và Thích Thiện sẽ bị liên lụy. Cho nên bất luận xuất phát từ điều nào, anh cũng sẽ không để hai người ra tay. Hai người đứng một bên xem là được, nếu ai muốn ra tay, tôi sẽ cố ý để người đó giết chết. Trần Đức cất giọng trầm trọng, không hề giống như nói đùa, sau đó, ánh mắt chuyển sang Trần Nguyên Vũ, thế nào, bây giờ, ông hài lòng chưa? Không thế không nói, từ điểm này, tao vẫn rất khâm phục mày, Trần Nguyên Vũ lạnh lùng nói, đã vậy thì mày chết được rồi. Trần Nguyên Vũ rất dứt khoát, trực tiếp ra tay. Lần này, ông ta không tấn công bằng cơ thế nữa. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Ở thế giới đại thiên, rất nhiều tu sĩ đều dùng kiếm. Dùng kiếm là thuận tay nhất, cũng ngầu nhất, đẹp nhất, rất nhiều người tu kiếm, Trần Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ, ổng ta lúc dùng kiếm và không dùng kiếm, hoàn toàn là hai người khác nhau. Trong tích tắc, một thanh trường kiếm màu đỏ vung lên. Vừa vung kiếm, hư không nứt ra, cả không gian đều như bị chèn ép, khiến người ta cảm thấy khó thở, cảm thấy tan vỡ, cho dù cách rất xa, cũng có người cảm thấy như một thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực của họ, đâm xuyên tim của họ. Vừa vung kiếm, mặt đất cũng xuất hiện một đường rãnh dài, thân kiếm màu đỏ lướt qua, như dung nham cuồn cuộn, ngay cả không khí đều biến thành màu đỏ. Trong phút chốc, vẻ mặt hai người Tô Y Y và Thích Thiện đều biến sắc, họ vẫn đánh giá thấp Trần Nguyên Vũ. Cảnh giới cấp thiên quân, sau khi rút kiếm ra, ít nhất có thực lực vương quân, bọn họ chỉ cảm thấy linh hồn cũng sắp bị xé rách, khí khuấy đảo thành bột vụn. Đường kiếm này, cho dù là cường giả thiên quân đính phong, cũng bị giết. Trần Bát Hoang phải tiếp đường kiếm này thế nào, bà lão bên cạnh Tô Y Y thấp giọng nói, bà ta thực sự không nghĩ được Trần Bát Hoang, một anh chàng thi én đạo lục trọng thiên, phải làm thế nào mới có thể tiếp được đường kiếm của Trần Nguyên Vũ. Ở chỗ không xa, An Nhã Hi cau mày, cũng căng thẳng, hơi thở dồn dập. Lão tăng đó cũng lắc đầu, lần này Trần Bát Hoang sơ suất rồi, quá tự tin, đối diện với Trần Nguyên Vũ gần đến vương quản, cảnh giới thiên đạo có lý do gì để sống tiếp. Đường kiếm của Trần Nguyên Vũ quá mạnh, mạnh đến khiến người ta run sợ, là cường gia cấp tôn, lão tăng vừa nhìn là biết trong đó ấn chứa sức mạnh khủng bố thế nào. Đúng lúc này, một khe nứt hư không mở ra, kiếm và cả Trần Nguyên Vũ đột nhiên xuất hiện trước mắt Trần Đức. Mái tóc màu trắng xám của Trần Đức cuồn cuộn bồng bềnh, như thác nước, khí tức trong cơ thể hoàn toàn bùng phát, nguyền khí hỗn độn như nước sôi sùng sục gào thét trong cơ thể, giơ tay. Kích định thiên bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay, thân kích định thiên lóe sáng, trên cán kích, chân long màu đen ghé thân như thức tỉnh, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Gầm! Chân long màu đen bay lên, đó là kích định thiên đang cua múa, vô cùng kinh người, Trần Đức tiến vào giai đoạn 2 của tự tại thần ma công, vốn dĩ ít nhất có thể vượt qua 3 cảnh giới lớn giết người, mặc dù anh là cảnh giới thiên đạo lục trọng thiên, nhưng vấn đề không lớn. Nửa cái hít thở. Một kiếm. Một kích đối mặt. Tiếng vang khủng khiếp trong nháy mắt xé rách, âm thanh cực lớn chấn động đến mức trong chu vi trăm dặm cũng đang rung chuyển, lại nứt ra vô số kẽ hở, kích và kiếm ma sát ra ánh lửa sáng lạn, hư không xung quanh hai người vặn vẹo, trừu tượng, giống như rơi vào một không gian khác. Bụp. Một giây kế tiếp. Hai người tách ra, Trần Đức đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Còn Trần Nguyên Vũ. Lại lùi mấy bước. Không hổ là người của nhà họ Trần. Đúng là mạnh, trong lòng Trần Đức thầm nói, một kích của anh theo lẽ thường mà nói, chắc hắn có thể bị thương nặng, thậm chí là chém chết người của cảnh giới thiên quân đỉnh phong, dù sao anh cũng đã bước vào cực cảnh, cũng đã sử dụng tự tại thần ma cõng, cộng thêm binh khí siêu cấp kích định thiên, chiến lực của anh tương đối yêu nghiệt.
Nhưng, Trần Nguyên Vũ lại không sao. Cũng chỉ lùi vài bước. Cảnh này ít nhiều khiến cho anh có chút chấn động, kinh ngạc. Trần Đức ở bên này cảm thán, nhưng những người chứng kiến cuộc chiến kia đã ngơ ngác từ lâu, bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Đức, sợ còn hơn gặp quỷ. Trần Bát Hoang. Lại tiếp một kiếm kia. Không chỉ tiếp nó, mà còn khiến Trần Nguyên Vũ lùi lại. Lùi vài bước, nhìn thì không có chuyện gì lớn, thậm chí cũng không bị thương, nhưng lại khiến tất cả mọi người chấn động không khác gì sấm sét giữa trời quang, dù là Tô Y Y, Thích Thiện hay lão giả cấp tôn đi theo hai người, hay mấy tỷ người đang chăm chú nhìn bọn họ từ xa, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Bình thường không phải Trần Bát Hoang sẽ bị giết trong nháy mắt sao? Thiên đạo lục trọng thiên, loại cảnh giới này ở trong mắt cấp quân chỉ là con kiến hôi không phải sao? Đừng nói là người cấp bậc thiên quân đỉnh phong hay vương quân, dù một vị nhân quân cũng có thể dễ dàng dùng một cái tát đập chết cường giả cảnh giới vạn đạo. Ừ, đây là nhận thức phổ biến. Đó cũng là bài học và kinh nghiệm xương máu của vô số tu sĩ đại thiên thế giới mưu toan vượt quá cảnh giới để giết người. Nhưng, tất cả những thứ này ở trên người Trần Bát Hoang, hình như đã nghịch chuyến. Khóe miệng Trần Nguyên Vũ co quặp, con người co rút. Kết quả như vậy ông ta cũng khó mà chấp nhận nổi, con mẹ nó gặp quỷ sao? Dù là yêu nghiệt đệ nhất thế hệ trẻ nhà họ Trần cũng không thể vượt quá nhiều cảnh giới như vậy để giết người. Từ nhỏ ổng ta đọc qua rất nhiều cuộc chiến giữa các võ giả, nhưng chưa từng xuất hiện cảnh tượng như hôm nay. Trần Đức đã làm mới nhận thức của ông ta. Điều quan trọng nhất là sau khi hai binh khí đụng nhau, cánh tay Trần Nguyên Vũ cảm giác có chút tê dại. Giết! Nhưng... Trần Đức không cho tất cả mọi người cơ hội suy tính, anh lại một lần nữa ra tay, âm dương kinh nhanh chóng vận chuyển, đôi mắt đỏ tươi giống như dã thú, giống như chiến thần quơ múa kích định thiên, xông đến trong nháy mắt. Nơi anh đụng qua, không gian dường như sạt lở, tiếng nổ ầm ầm chấn động màng nhĩ, mũi kích lóe lên ánh sáng rét lạnh bức bách. Đến rồi! Trần Bát Hoang như một chiến thần. Từ trên trời hạ xuống. Trần Bát Hoang, dù mày nổ lực cũng chỉ phí công. Ngũ quan Trần Nguyên Vũ vặn vẹo, Trần Bát Hoang mạnh vượt quá dự tính của ổng ta, hoặc là nói vượt quá dự tính của tất cả người tu võ, quyết không thể để anh sống tiếp. Vô thượng thần thân, Trần Nguyên Vũ quát lớn một tiếng, máu tương trong cơ thể đột nhiên trào ra, giống như sóng biến gầm thét, sống lưng không ngừng hiện ra. Rào rào, trong nháy mắt, một đôi cánh từ trong cơ thể hiện ra. Vô thượng thần thân là võ ký cấp thần nước Vĩnh Hằng ban cho nhà họ Trần. Người phải có huyết mạch nước Vĩnh Hằng mới có thể tu luyện, mà nhà họ Trần dựa vào nước Vĩnh Hằng mà vững mạnh, trên dưới toàn gia tộc nhà họ Trần, trong cơ thể đều có huyết mạch thần quốc Vĩnh Hằng theo mức độ khác nhau, đây là lời chúc phúc đến từ thần đế. Vỏ thượng thần thản tống cộng có 3 tầng, mỗi tầng luyện thành đều có thể gia tăng gấp đôi năng lượng khủng khiếp. Xích xích, đòi cánh phất lẻn, cơ thể Trần Nguyên Vũ trong phút chốc nhảy lên trời cao bằng tốc độ nhanh chóng, cực kỳ dị ân xảo. Sau khi cao lên đến 10 trượng, trong cơ thể ông ta lúc này lại thoát ly ra hai thân ảnh giống nhau như đúc. Điều quan trọng nhất chính là, hai thản ảnh kia cũng không phải là hư ảo, mà rất chân thực, có cảnh giới và thực lực tương đồng với Trần Nguyên Vũ. Ba thân ảnh tay cầm trường kiếm màu đỏ máu, trường kiếm lại một lần nữa đối đầu với Trần Đức. Ầm ầm ầm. Lần này, Trần Nguyên Vũ đã chiếm thế thượng phong, ông ta đến từ nhà họ Trần, thân là thế lực viền cố. Nội tình nhà họ Trần thâm hậu, có các loại bí thuật và thuật pháp quý báu đứng đầu, hôm nay, vỏ thượng thần thân lại là tinh phẩm trong bí thuật, khi thi triển ra thì cực kỳ đáng sợ. Ba thân ảnh khổng lồ giống như ba vị thần, giữa trời đất cũng tràn ngập kiếm ý của Trần Nguyên Vũ. Dưới công kích mãnh liệt, Trần Đức cũng không ngừng thụt lùi. Trần Bát Hoang, ép tao lùi 5 bước, mày tướng mày có thể thắng được tao sao, Trần Nguyên Vũ lạnh lùng cười. Vẻ mặt đùa cợt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng biến mất, mày cùng lắm chỉ là một đứa trẻ được sinh ra bởi Trần Giang Lăng và một con đàn bà rác rưởi, mày chỉ là một thằng tạp chủng thôi, lấy cái gì mà so sánh với huyết mạch thuần chủng nhà họ Trần là tao. Không thế nào hình dung được năng lượng khủng khiếp đang đánh tới, xung quanh chiến trường nổi lên những gợn sóng, không ngừng lan rộng trong không khí, ba thản ảnh gần như ép đánh Trần Đức, anh đã trúng ba kiếm, mỗi kiếm đều chí mạng. Nhưng... Trần Đức dường như không cảm thấy đau. Kích định thiên trong tay vẽ ra từng đường ánh sáng chói lọi, nguyên khí hỗn độn màu đen vỏ hãn bắt đầu gào thét, nối lên giống như ma vương, lần lượt giao chiến với Trần Nguyên Vũ, dù trên người đã có mấy lỗ máu,
nhưng cũng không nhìn quá nhiều. Trần Bát Hoang, mắt đẹp của Tô Y Y khẽ động, cô ta có chút lo âu, muốn ra tay nhưng lại lo lắng Trần Đức sẽ lại ra tay vì bọn họ mà cố ý chịu chết. Không cần gấp. Vị lão bà bên cạnh Tô Y Y cuối cùng đã hồi phục tinh thần từ trong chấn động trước đó, cô không phát hiện sao, thằng nhóc kia mặc dù ở thế hạ phong, nhưng rất tỉnh táo, thậm chí theo thời gian thay đổi, hắn sẽ càng ngày càng trở nên điêu luyện. Nói đến đây, trong lòng lão bà không khỏi than thở, lão bà tôi đã sống cả trăm ngàn năm, nhưng vẫn chưa từng thấy qua tu sĩ yêu nghiệt nào giống như Hân. Hắn đang mượn sức mạnh của Trần Nguyên Vũ, củng cố cảnh giới vừa đột phá, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Tô Y Y và Thích Thiện đồng thời ngây ra. Khi cẩn thận quan sát, họ bất ngờ phát hiện Trần Đức đúng như lời bà lão nói, vừa bắt đầu đối mặt với ba thân ảnh Trần Nguyên Vũ thì không ngừng thụt lùi, đến bây giờ anh đã có thể đứng yên tại chỗ, đồng thời tiếp nhận công kích mãnh liệt đến từ ba thân ảnh kia. Phát hiện này không khỏi khiến hai người chấn động. Đều là thế hệ trẻ. Chênh lệch giữa bọn họ và Trần Đức dường như lớn đến đòi mạng. Hơn nữa, trên cơ sở có sự chênh lệch này, bọn họ vẫn còn đang kéo nhanh khoảng cách, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh. Trần Bát Hoang hơn 20 tuổi. Sức chiến đấu của anh đủ để sánh với mấy lão ngoan đồng mấy chục ngàn tuổi. Thần chiến vẫn còn tiếp tục. Chân trời nổ ầm ầm, run rẩy, từng mảng đại đạo bao phủ 9 tầng mây, từng trận sóng khí tức chấn nhiếp tâm hồn bao trùm trên dưới, khiến người ta sợ hãi, trong lòng nguội lạnh. Dưới sự khủng khiếp như vậy, Trần Đức và Trần Nguyên Vũ vẫn còn đang chiến đấu. Ba thân ảnh khổng lồ vẫy cánh, bọc Trần Đức lại, vô cùng kinh khủng, sức mạnh đủ để phá sông phá núi lần lượt giáng xuống. Áo quần Trần Đức nhuốm máu, tay cầm kích định thiên bơi giữa ba người, mặc dù thỉnh thoảng bị thương, nhưng ngày càng thành thạo, bảo thế lần lượt khôi phục hoàn thiện giữa lúc tan biến hết lần này đến lần khác, hơn nữa càng trở nên kiên cố hoàn mỹ. Đây đã là ngày thứ ba hai người giao chiến. Trần Nguyên Vũ thi chiến ra các loại bảo thuật và quyến trục, không gian đi qua cũng không ổn định, liên tục sụp đổ. Ba thân ảnh trào dâng nguyên khí, mỗi người nhấc một cánh tay, đào mảnh đất thành ba ngọn núi lớn, ném về phía Trần Đức. Trần Đức dùng thế sát trực tiếp đụng vào. Ba ngọn núi lớn sụp đổ, như biến gầm, động đất, ầm ầm vang dội. Trần Nguyên Vũ càng đánh càng kinh hãi. Mặc dù đến bây giờ ổng ta vẫn chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, nhưng trong lòng ông ta biết rất rõ, Trần Bát Hoang chỉ là một tu sĩ cảnh giới thiên đạo lục trọng thiên, cảnh giới còn thấp hơn ổng ta rất rất nhiều, nhưng có thể đánh tới đánh lui với ông ta thì không hề bình thường. Điều càng khiến ông ta sợ hãi chính là trong cuộc chiến này, sức chiến đấu của Trần Đức còn đang nhanh chóng tảng vọt. Tam thần hợp nhất. Trần Nguyên Vũ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, ông ta trực tiếp đốt cháy máu tươi, để thăng chiến lực cực hạn. Ba thân ảnh lại một lần nữa hợp nhất, khí tức trong cơ thể cũng liên tiếp tăng lên, loại tốc độ như này lại khiến trời đất vang dội. Cùng giây, Trần Nguyên Vũ nuốt một viên đan dược. Hô! N! Trong khoảnh khắc đan dược được nuốt vào, nguyên khí cuồng bạo tăng vọt như bão, nơi ông ta đứng đều là mớ hỗn độn, trật tự đại đạo khủng khiếp vây quanh ông ta. Trong phút chốc, khí tức của ông ta từ thiên quân một bước nhảy vào vương quản. Mặc dù chỉ có một cảnh giới, nhưng đây là một cảnh giới lớn, là một loại lột xác, thực lực tăng trưởng gấp mấy lần. Nhưng, không phải ông ta thật sự đột phá, mà là tạm thời đột phá đến vương quân, cho nên cũng không có lõi kiếp giáng xuống, nhưng sức chiến đấu của ông ta được đề thăng là thật, rất chân thật, trong phút chốc, ông ta lại phất kiếm, một lần nữa giáng xuống. Lần này khác hoàn toàn trước đây. Đụng với kích định thiên của Trần Đức, trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh không thể kháng cự liền thuận theo kích định thiên xông vào tay anh, cánh tay tê dại, trong nháy mắt toàn thân từ trên cao rơi xuống, đập vào hố sâu mấy ngàn mét, xương cốt toàn thân vang dội tiếng rắc rắc, gãy lìa toàn bộ. Trần Bát Hoang, không khỏi thừa nhận, mày nằm ngoài dự liệu của tao, đáng tiếc, người mày đối mặt là tao. Trần Nguyên Vũ của nhà họ Trần. Trần Nguyên Vũ cười gân. Từ trên cao hạ xuống, đứng trước mặt Trần Đức. Bàn tay ngưng tụ ra một luồng sức mạnh cắn nuốt khủng khiếp, lại một lần nữa hạ xuống đỉnh đầu Trần Đức. Vù vù. Lập tức, một luồng sức mạnh cắn nuốt khủng khiếp xuất hiện, Trần Đức chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cái động đen đang gầm thét, lực cắn xé khủng khiếp giống như muốn cưỡng ép cả thần hồn của anh. Trên đỉnh đầu, ấn ký thiên tâm bị cưỡng ép hiện ra, giống như bị người ta kéo ra bên ngoài cơ thể. Năm đó tao chính là như vậy,
cắn nuốt thần hồn của Trần Giang Lăng, cũng chính là vì có thần hồn của hắn mà tao mới có thể đạt được trăm tuổi, sắp vào vương quân. Trần Nguyên Vũ lại một lần nữa khỏi phục tự tin, dùng tư thái cường giả nhìn xuống Trần Đức, u ám nói, còn nhớ trước khi chết, hắn khố sở cầu xin tao, nhất định phải tha cho mày, tha cho mẹ mày, ha ha. Nụ cười lạnh lẽo vang vọng khắp bên tai Trần Đức. Một chữ Trần Đức cũng không nói. Giống như đã buông tha chống cự, mặc cho người ta xẻ thịt. Trần Bát Hoang, mày nói xem một thằng rác rưởi sinh ra ở địa cầu, dựa vào cái gì mà có ấn ký thiên tâm? Ấn ký thiên tâm này chỉ có ở trong tay người như tao mới có thể phát huy công dụng lớn nhất, mạnh nhất. Trần Nguyên Vũ ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác không hề nhàn rỗi, thần hồn của ông ta đã bao trùm cả cánh tay, giống như một con cá mập vô cùng đói bụng, không ngừng lôi kéo ấn ký thiên tâm. Ấn ký thiên tâm tản ra từng đường ánh sáng rực rỡ, khi bị xé rách, ấn ký thật sự được sống trong cơ thể, nhưng ấn ký và thần hồn liên quan đến nhau, thần hồn của Trần Đức quá mạnh. Trong thời gian ngắn, Trần Nguyên Vũ vốn không có cách nào để ấn ký thiên tâm hoàn toàn chia lìa. Trần Bát Hoang, mày vẫn đang chống cự sao, có ích không? Ha ha, Trần Nguyên Vũ cười nhạt, đều là người của nhà họ Trần, máu chảy trong cơ thể giống nhau, nhưng ổng ta không hề có chút thương hại, trong tròng mắt chỉ có sự tham lam và tàn bạo. Trần Nguyên Vũ, ông quá tự tin rồi. Nhưng, đúng lúc này, khóe miệng Trần Đức đột nhiên hiện ra một tia cười nhạt, giọng nói bình tĩnh. Đồng thời, một luồng lực lôi kéo đột nhiên trào ra từ sẩu trong thần hồn của Trần Đức. Rào rào rào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lập tức, đường thần hồn trên cánh tay Trần Nguyên Vũ kia giống như cá mập gặp phải khủng long, bị một hớp nuốt ngược. Sắc mặt Trần Nguyên Vũ biến sắc, theo bản năng bay rớt ra ngoài. Bên trong hố sâu, Trần Đức chậm rãi đứng dậy. Khi anh đứng dậy, khí tức trong cơ thể lúc này cũng điên cuồng dâng lên. Sức mạnh của Linh Lung và Lão Yêu Hoàng lúc này đẽn cuồng rót vào, dung hợp, khí tức cực kỳ kinh khủng, từng làn sóng dạo dực, hình thành rung động mãnh liệt lan khắp bốn phương tám hướng. Lúc này, Trần Nguyên Vũ cũng ngơ ngác. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Đức, không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì, lúc này, sức chiến đấu của Trần Đức đã tăng đến một loại trình độ khiến ông ta hoảng sợ. Nhưng cảnh giới vẫn dừng lại ở thiên đạo lục trọng thiên. Mặc dù không rõ tình huống gì. Nhưng trong nháy mắt, Trần Nguyên Vũ đã hiếu chuyện. Làn sóng này đã lạnh. Trần Nguyên Vũ chưa lấy lại được tinh thần, thân ảnh Trần Đức đột nhiên đến trước người Trần Nguyên Vũ, đánh một quyền về phía ông ta. Bụp! Một tiếng rên vang lên, toàn thân giống như hỏa tiễn, bay thẳng tắp về phía trời cao, răng trong miệng liên tiếp chảy máu, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, dữ tợn. Bay ra đến khoảng 1-2 ngàn mét, Trần Nguyên Vũ mới miễn cưỡng đoạt lại quyền khống chế cơ thể. Trần Bát Hoang, mày vẫn còn lá bài tẩy, thực lực mạnh như vậy, tại sao không dùng sớm? Một, sắc mặt Trần Nguyên Vũ u ám như sắp chảy nước, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sợ hãi nồng nặc. Hắc, tôi có lá bài tẩy, nhưng tôi không cần, là thứ đồ chơi thôi. Trần Đức tét miệng cười. Hai mắt ngưng đọng, lại một lần nữa đến trước người Trần Nguyên Vũ. Kích định thiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, một kích hướng vào đầu Trần Nguyên Vũ, trực tiếp càn quét. Nhưng, ngay khi kích định thiên ép tới gần Trần Nguyên Vũ, Trần Đức đột nhiên dừng tay, con người cũng đột nhiên co rút lại bỗng nhiên phóng đại. Toàn thân giống như bị ấn nút tạm dừng, đứng ngây tại chỗ, cánh tay cầm kích định thiên giống như hóa đá, hoàn toàn đọng lại. Không có gì khác, chỉ vì vào lúc này trong tay Trần Nguyên Vũ xuất hiện một tòa tháp. Ừ, chính là một tòa tháp. Tháp màu đen vàng tổng cộng có 9 tầng, cao chừng 20-30 trượng, cử như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Nguyên Vũ, giống như nâng một ngọn núi nhỏ. Đương nhiên, cao bao nhiêu, màu sắc như nào, nhưng quan trọng chính là trong tháp đang nhốt một đám người. Những người này, Trần Đức vừa nhìn liền nhận ra. Lâm Giao, Hạ Thiên Tuyết, Âu Dã Thanh Vũ, Tiêu Mạn Y, ngay cả Diệp Khánh Ngọn cũng ở trong đó. Chính giữa mấy cô gái còn có một đứa bé mười mấy tuổi, mấy năm không gặp, cô bé đã thay đổi rất lớn, nhưng vừa nhìn Trần Đức đã nhận ra, là Tử Hàm. Các cô, giống như bị một áp lực vô cùng khủng khiếp, như có một ngọn núi đè xuống, mỗi người đều quỳ chèn đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cực kỳ không tốt. Mấy năm không gặp, ngoại trừ Tử Hàm đã lớn ra, mấy người phụ nữ còn lại vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Cái này rất bình thường. Có nhàn mạch và uy danh của Trần Đức, các cô ở địa cầu được 36 tộc tương trợ, đương nhiên không thiếu các loại đan dược kéo dài tuổi thọ, làm chậm lão hóa cũng tương đối dễ dàng. Nhưng, lúc này các cô lại cực kỳ đau đớn. Từng người tiểu tụy không thể tiểu tụy hơn, trên người bị thương rất nặng, giống như bị dã thú dùng móng túm lấy, từng vết máu trải rộng, cực kỳ tanh và tàn nhẫn. Các cô ở tầng thứ nhất, tầng thứ 9 còn có một người. Đó là một ông lão. Trần Đức không quen biết. Nhưng chẳng biết tại sao, Trần Đức lại có cảm giác quen thuộc từ tận xương tủy. 100% anh có thể khẳng định. Ông lão kia tuyệt đối có liên quan đến anh. Dù sao tầng thứ nhất đều là người phụ nữ của anh, không phải sao? Mà Trần Nguyên Vũ tuyệt đối sẽ khỏng nhốt người không có liên quan đến anh đúng chứ? Cùng giây đó, bên trong tháp, mấy cô gái vừa nhìn thấy Trần Đức. Bát Hoang. Ông xã. Bát Hoang. Anh Bát Hoang. Giây phút các cô nhìn thấy Trần Đức, nước mắt rơi xuống như trân châu, lăn dài từ trong mắt, gần như muốn lao ra ngoài tháp, nhưng cơ thể không thể nào nhúc nhích nổi. Đứa nhỏ, tầng thứ 9, lão giả kia cũng mở đôi mắt già nua, so sánh thì tình hình của ông ta ốm hơn một chút, còn người nhìn chằm chằm vào Trần Đức, khó khăn nói, cháu chính là đứa nhỏ của Giang Lăng. Phải, đúng là đứa nhỏ rồi, nhất định cháu không quen lão tổ là bố của ông nội cháu, tên của cháu là lão tổ đặt cho, lão tổ hy vọng cháu có thế giống như bát thần, càn quét thiên hạ, nhìn đời bằng nửa con mắt. Trong nháy mắt. Trần Đức đã biết thân phận vì ông lão kia. Là lão tổ của anh. Lão tổ ru ó. Chẳng trách, nhìn thấy ông ta, Trần Đức đã có cảm giác huyết mạch tương liên. Sao hả, tới đi, Trần Bát Hoang, kích này của mày mau bố xuống đi, Trần Nguyên Vũ cười, nụ cười vô cùng u ám. Đối mặt với Trần Đức mạnh mẽ như. Vậy, cuối cùng, ông ta đã lấy ra lá bài tẩy cuối cùng. Lá bài tẩy này ông ta không hề muốn lấy ra. Bởi vì, quá mất mặt, một cường giả cấp phương quân như ông ta đối mặt với tu sĩ Lục Trọng Thiên mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ bỉ ối như vậy, một khi truyền ra, danh tiếng và mặt mũi của Trần Nguyên Vũ sẽ không còn. Nhưng, cuối cùng ông ta vẫn phải dùng. Không thế không dùng thì phải chết. Mặt mũi so sánh với tính mạng vốn không đáng giá nhắc tới, không phải sao. Nhìn Trần Đức không nhúc nhích, động tác cứng ngắc, mặt đầy kinh hãi. Nụ cười của Trần Nguyên Vũ này càng sâu đậm, Trần Bát Hoang, không phải mày rất mạnh, rất yêu nghiệt sao? Trần Nguyên Vũ tao đứng đây rồi, mày tiếp tục ra tay đi chứ, nào, hắc. Tao đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho mày đấy, mày hài lòng không? Lau vết máu trên khóe miệng, Trần Nguyên Vũ tỏ ra cực kỳ dữ tợn. Đùng đùng, đùng đùng. Lúc này tim Trần Đức không ngừng nhảy lên, đập mạnh đến mức không thể mạnh hơn, trong không khí cô đọng. Có thể thấy rõ ngực anh đang phập phồng lên xuống, giống như núi lửa sắp phun ra, lập tức xuất hiện đợt sóng thần, hết tầng này đến lần khác. Hít thở, cũng trở nên nặng nề. Nghĩ thế nào anh cũng không ngờ. Tên khốn khiếp Trần Nguyên Vũ này lại bắt được phụ nữ của anh ở địa cầu. Đáng chết, nội tâm anh gầm thét liên tục. Anh rất rõ, những người này đều được sắp xếp cao thủ bảo vệ trước khi anh rời khỏi địa cầu. Mà lúc này các cô lại xuất hiện trong tháp của Trần Nguyên Vũ. Cũng chứng tỏ rằng người bảo vệ các cô đã chết hết. Có lẽ không chỉ những người đó, còn có người của 36 tộc như nhà họ Kỳ, tộc Âu Dã, v.v. Nhưng Trần Đức vẫn có chút kỳ quái, trong những người phụ nữ này, tại sao không có Tống Ngữ Yến? Cỏ cũng xảy ra chuyện rồi sao? Nhìn chằm chằm Trần Nguyên Vũ, ngay cả hô hấp của Trần Đức cũng trở nên nặng nề. Kích định thiên trong tay rất muốn rơi xuống. Nhưng, cuối cùng anh vẫn không nhúc nhích. Không chỉ không nhúc nhích. Sau vài cái hít thở, thậm chí đã thu hồi kích định thiên. Không còn cách nào khác. Anh không thể coi thường tình thân và tình yêu. Người khác không nói. Dù thế nào anh cũng không thể để Tử Hàm xảy ra chuyện, đó là thân nhân duy nhất của người anh em. Thấy anh thu hồi vũ khí. Dừng tấn công. Xa xa. Tô Y Y, Thích Thiện, bao gồm cả người xem cuộc chiến cũng lập tức kinh hãi. Nhìn người bên trong tháp, bọn họ nhanh chóng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vô Liêm SL, Tô Y Y nghiến chặt hàm răng. Đây chính là giang hồ, có điểm yếu thì người khác có thể quyết định sống chết của cô, lão bà bên cạnh Tô Y Y giống như giảng đạo, con đường tu luyện cần phải vô tình.
A-di-đà Phật, lục căn thanh tịnh, tu thành chính quả, Thích Thiện khẽ than thở, giống như đáng tiếc thay. Cùng giây đó, trung tâm chiến trường, đòi mắt Trần Đức mang theo khát máu, phong tỏa Trần Nguyên Vũ, cố họng phun ra bốn chữ lạnh lẽo, óng muốn thế nào? Tao muốn thế nào hả? Trần Nguyên Vũ lạnh như băng nói, tao có thế làm gì? Đại uy thiên thần muốn đưa mày về thần quốc vĩnh hằng, Trần Nguyên Vũ tao chỉ là một thiên quân thì có thế có tâm tư gì xấu chứ? Nhưng tao muốn ấn ký thiên tâm, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ thả người trong đây, Trần Nguyên Vũ tao nói lời giữ lời, Trần Nguyên Vũ hở hững nói, về chuyện này, nếu khổng tin, mày có thể hỏi cỏ bạn gái đầu tiên của mày, cũng là người mày yêu nhất. Nói đến đây, ánh mắt ỏng ta nhìn về phía An Nhã Hi ở phía xa vẫn luôn xem cuộc chiến. Trần Đức, cũng nhìn về phía cô ấy. Thân thể mềm mại của An Nhã Hi khẽ run lên, trong con ngươi tràn đầy áy náy và ngượng ngùng. Nhưng, rất nhanh cô ấy liền khôi phục dáng vẻ phớt lờ, vô tình, khẽ gật đầu về phía Trần Đức. Vâng, từ trước đến giờ chủ nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nói láo, huống chi người phụ nữ của anh đều ở trong tay ông ấy, thời điểm này ông ấy không cần phải lừa anh. Nhã Hỉ, không thế nôi như vậy, cái gì mà đều ớ hết trong tay tôi, còn thiếu một người, không phải sao, Trần Nguyên Vũ lạnh lùng nói, thiếu một người tên là Tống Ngữ Yên, cô ta rất may mắn, người của tôi khổng tìm được cô ta. Sau đó Trần Nguyên Vũ nói với Trần Đức, có đưa ấn ký thiên tâm hay không? Tao cho mày 3 giây để trả lời, 3 giây sau, nếu tao không có được câu trả lời tao muốn, tao sẽ giết một người. Vừa dứt lời, Trần Nguyên Vũ đã bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 2, tôi đưa. Trần Nguyên Vũ còn chưa nói hết, Trần Đức cắn răng, nói, tôi cho ông ấn ký thiên tâm. Cuối cùng, Trần Đức vẫn đồng ý. Tình huống này, anh không thể không đồng ý. Rất hiển nhiên, Trần Nguyên Vũ đã có chuẩn bị, chắc chắn phải giành được, với tác phong của ông ta, nếu Trần Đức không đồng ý, vậy thì đám người Diệp Khánh Ngôn, Lâm Giao, Hạ Thiên Tuyết, Tử Hàm sẽ chết chắc. Còn Trần Đức, bất luận thế nào cũng không muốn nhìn thấy họ xảy ra chuyện. Vậy là đúng rồi, sớm làm vậy, tao cũng không cần phiền phức như vậy, phái người đón những người phụ nữ của mày đến đây từ nơi xa xôi. Trần Nguyên Vũ cười lạnh lùng, nói thật, đón những cô gái này đến thế giới đại thiên, ông ta cũng tốn rất nhiều tài nguyên. Dù sao địa cầu và thế giới đại thiên rất khác nhau. Không nói cái khác, chỉ riêng trọng lực, người địa cầu đến nơi này, chưa đến một giây. Trọng lực đó đủ để nghiền họ thành tương thịt. Vì vậy, Trần Nguyên Vũ đã bỏ ra rất nhiều đan dược, tài nguyên, mới giúp họ tăng cấp, đạt đến mức miễn cưỡng có thể chống lại trọng lực của thế giới đại thiên, có thể nói, với cảnh giới, thực lực hiện giờ của họ, đặt ở thế giới phụ thuộc của Vân Tiêu giới, cũng miễn cưỡng coi là hàng đầu. Hơi thở của Trần Nguyên Vũ hơi dồn dập, kích động, Trần Bát Hoang, thế giới đại thiên quá phức tạp, cho dù ấn ký thiên tâm ở trên người mày, mày cũng không nắm giữ được. Nếu như vậy, chỉ bằng đế tao giữ, mày nói có đúng không? Nói thừa ít thôi. Ánh mắt Trần Đức hãm hầm, muốn ấn ký thiên tâm, thì tự đến lây. Trần Nguyên Vũ cau mày. Sao thế? Không dám à, Trần Đức thản nhiên nói, trong lúc nói, đồng thời hồi phục trạng thái bình thường, mái tóc màu trắng xám dần đen trở lại, khí tức hỗn độn cũng dần tiêu tan, chế nhạo nói, tôi đã từ bỏ đối kháng, nếu ông không dám, thì đúng là vô dụng. Vậy tôi khuyên ông đừng có ý đồ với ấn ký thiên tâm nữa, ông không xứng, ha ha. Trần Bát Hoang, mày giỏi thật đấy, lúc này còn dám khiêu khích tao, Trần Nguyên Vũ tỏ vẻ không vui, nhưng ông ta cũng biết rõ, muốn lấy được ấn ký thiên tâm, ông ta buộc phải ra tay. Dù sao e rằng Trần Đức cũng không tự làm được chuyện này, tự tách ấn ký thiên tâm, chẳng khác nào cầm dao chặt đầu của mình. Thậm chí dùng đao chém đầu chỉ đau trong lúc đó. Còn quá trình và đau đớn khi tách bỏ ấn ký thiên tâm còn đau đớn hơn một vạn lần so với chém đầu. Cho nên, ổng ta định đích thân tiến lên tách bỏ, nuốt chừng. Chỉ cần phụ nữ của Trần Bát Hoang trong tay ông ta, Trần Đức tuyệt đối không dám phản kháng. An Nhã Hi. Trần Nguyên Vũ quát một tiếng. Lập tức ở phía không xa, An Nhã Hi đến trước Trần Nguyên Vũ, chủ nhân. Cô cầm lấy cái này, một khi Trần Bát Hoang có hành động bất thường. Lập tức giết chết người bên trong, nhớ kỹ, là tất cả bọn họ, Trần Nguyên Vũ dặn dò, đồng thời, không hề do dự đưa tháp trong tay đến trước An Nhã Hi. Ông ta rất yên tâm về An Nhã Hi, sẽ không lo lắng cô ấy giở trò. Bởi vì, giữa ông ta và An Nhã Hi đã có khế ước,
Một khi An Nhã Hi có tâm tư phản bội, ông ta sẽ biết ngay lập tức, một ý niệm thì có thể khiến cô ta thịt nát xương tan, thần hồn hủy diệt. Trên thế gian có ai mà không cần mạng của mình? Rõ, An Nhã Hi gật đầu. Trần Đức nhìn dáng vẻ của cô ấy, trong lòng vô cùng khó chịu, anh có quá nhiều điều không cam lòng, không nỡ, trước đó, anh chưa từng nghĩ có một ngày An Nhã Hi sẽ đứng phía đối lập với anh. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích. Anh chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Linh Lung, Lão Yêu Hoàng, hai người còn có cách gì khỏng, Trần Đức thầm hỏi. Tôi chịu rồi, muốn giết Trần Nguyên Vũ rất dễ, nhưng vừa muốn giết ông ta, vừa bảo vệ người của cậu, rất khó, Lão Yêu Hoàng lẩm bẩm. Chẳng phải chỉ là mấy cô gái sao, cậu Trần, thiên hạ nhiều phụ nữ như vậy, khỏng phải không có ai đẹp hơn họ, chết thì chết, việc gì phải mạo hiểm. Ông không hiếu đâu. Lòng Trần Đức trầm xuống, chẳng lẽ lần này thực sự phải thỏa hiệp sao? Chỉ có thế đi một bước tính một bước, Linh Lung nói, cũng may, đối với anh, ấn ký thiên tâm không có tác dụng gì, anh đột phá không dựa vào ấn ký thiên tâm, không phải sao? Cho nên... Tách bỏ ấn ký thiên tâm cũng không ảnh hưởng đến anh, chỉ có thế xem trong lúc này có cách hay không. Linh Lung nói đúng. Trần Đức đột phá đúng là không có liên quan đến ấn ký thiên tâm, những lợi ích của ấn ký thiên tâm mang đến, tinh hoa trời đất, anh cũng không hấp thụ. Không phải anh không muốn, mà là không thế. Anh đã thử hấp thụ, nhưng vừa hấp thụ vào thì bỗng phát hiện những ấn ký đó xuất hiện phản ứng bài xích với phương thức tu hành và nguyên khí hỗn độn trong cơ thể anh. Nếu anh lựa chọn ấn ký thiên tâm, thì nguyên khí hỗn độn cũng sẽ biến mất khỏi cơ thể. Nếu lựa chọn cách tu hành cũ, thì không có được lợi ích của ấn ký thiên tâm. Chỉ có thể chọn một trong hai. Cuối cùng, Trần Đức vẫn chọn cách tu hành vốn có. Trực giác mách bảo anh, ấn ký thiên tâm không tốt bâng. Nếu ấn ký thiên tảm được tách ra khỏi anh, thực sự không có ảnh hưởng lớn đến anh, vừa không chết, cũng sẽ không bị thương, cho dù như vậy. Anh cũng không muốn cứ vậy mà giao ấn ký thiên tâm cho Trần Nguyên Vũ. Chỉ một nguyên nhân, Trần Nguyên Vũ là kẻ thù giết bố anh. Thực ra vẫn có cách, đột nhiên, Lão Yêu Hoàng nói, nếu cậu đủ mạnh, có thể giết chết Trần Nguyên Vũ trước khi Trần Nguyên Vũ giết những cô gái đó, thì có thể ngăn cản tất cả. Trần Đức, Lão Yêu Hoàng nói vậy chẳng khác nào không nói. Trần Nguyên Vũ mạnh thế nào? Hiện giờ là cường giả cấp phương quân. Còn tòa tháp đó chắc chắn liên kết với ông ta. Muốn giết người bẽn trong, nhiều nhất ông ta chỉ cần 10 giây. Cũng có nghĩa là Trần Đức buộc phải giết chết Trần Nguyên Vũ trong vòng 10 giây. Có thế không? Đối diện với người có pháp bảo, còn át chủ bài, bảo thuật nhiều vỏ kế như Trần Nguyên Vũ, cho dù là cường giả cấp tòn cũng hoàn toàn không thế nào giết được ông ta trong 10 giây. Đột nhiên, Lão Yêu Hoàng bổ sung nói, thử đi. Thử giao tiếp với tấm da người trong thức hải của cậu. Trần Đức bỗng ngẩn người, mới nghĩ ra, trong thức hải của anh còn có một bảo vật bí mật. Bảo vật thực sự. Tấm da người bát thần. Trong khoảng thời gian này, Trần Đức gần như bỏ qua nó, chí vì nó vẫn luôn nằm trong thức hải hỗn độn, không có động tĩnh gì, càng không có cảm giác tồn tại. Nếu thực sự có thể giao tiếp với nó, có thế. Thực sự có hy vọng giết được Trần Nguyên Vũ. Lập tức. Trần Đức bèn truyền tất cả sức mạnh thần hồn vào trong thức hải hỗn độn, thử giao tiếp liên lạc với tấm da người bát thần. Bất luận là có hiệu quả hay không, thì cũng phải thử xem, chẳng phải sao. Trần Bát Hoang. Cùng lúc đó, Trần Nguyên Vũ đã đến trước người Trần Đức, cười hung dữ, mày, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trần Đức nhắm mắt, không nói gì. Bày dáng vẻ mặc cho người thịt. Tao làm đây. Cơn sóng trong lòng Trần Nguyên Vũ dâng trào. Ấn ký thiên tâm gần trong gang tấc, đã chuẩn bị hơn 20 năm, cuối cùng cũng sắp có được, ông ta kích động đến tim đập mạnh, cũng khó muốn nói đem một chữ, giơ lòng bàn tay bao phủ thiên linh cái của anh. Y ngắn, sức hút, nuốt chừng to lớn lại xuất hiện. Ấn ký thiên tâm trong thiên linh cái của Trần Đức cũng bắt đầu xuất hiện vào lúc này. Do Trần Đức thực sự không chống cự, lần này, Trần Nguyên Vũ tỏ ra rất nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu, ấn ký thiên tâm đó đã bắt đầu thoát ly khỏi thần hồn của Trần Đức từng chút từng chút. Tuy Trần Đức không có được lợi ích của ấn ký thiên tâm, nhưng dưới sự cào xé, vẫn có cơn đau xuyên tim truyền đến, cơn đau này không phải là da thịt, mà trực tiếp từ thần hồn, nỗi đau của thần hồn kèm theo cả cơ thể đều xuất hiện phản ứng. Lúc này, trên người Trần Đức như có người cầm hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, thần hồn càng như có người đang dùng sức xé bỏ lớp thuốc dán dính chặt, khó chịu muốn chết.
Mặc dù cơ thể Trần Đức rắn chắc, thần hồn kiên định, lúc này, Phàn đau đến toát mồ hôi, đôi mắt đang nhắm phải mở ra, trong đôi mắt tia máu như mạng nhện bao phủ trên nhãn cầu, một lớp đỏ ngầu, hung dữ. Có thể nói, hôm nay, coi như anh thực sự hiếu khó chịu hơn cái chết là thế nào. A! À, một tiếng tức giận gào thét kinh thiên truyền khắp bốn phương. Đau! Thực sự rất đau! Nỗi đau do tách bỏ ấn ký thiên tâm còn khó chịu hơn gấp một vạn lần so với hàng ngàn hàng vạn búa đập, đao chém rỉu bố, kiến gặm nhấm, ít nhất Trần Đức còn có thể chịu đựng được những việc đó, còn có thể cố gắng nhẫn nhịn, còn sức cào xé này dường như khiến anh đau đến không chịu nổi. Nhưng, anh buộc phải nhẫn nhịn. Không thể phản kháng. Anh biết rõ, một khi phản kháng, thì Hạ Thiên Tuyết, Lâm Giao, Tiêu Mạn Y, Tử Hàm và cả lão tố của anh đều sẽ chết. Tiếng kêu khiến người ta tê dại ra. Đầu. Tô Y Y, Thích Thiện vô cùng khó chịu. Lúc như này, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, không giúp được gì, nếu tự ý giúp đỡ, rất có thể sẽ hại chết những người trong tháp. Lần này, Trần Nguyên Vũ chắc chắn sẽ có được ấn ký thiên tâm. Đúng thế, một khi có được ấn ký thiên tâm, nhà họ Trần sẽ trở nên mạnh hơn. Đúng là không được chọc vào nhà họ Trần. Phần lớn mọi người đều đang nghĩ cách theo dõi trận chiến giữa thần, chỉ có một phần nhỏ quan tâm đến Trần Đức, các tu sĩ dõi theo Trần Nguyên Vũ đều bàn tán xôn xao. Tiếng kêu gào vần vang lên, có thể thấy rõ ràng, khóe miệng Trần Đức chảy ra máu tươi. Nỗi đau từ thần hồn khiến lục phủ ngũ tạng của anh cũng đang run lên, đồng thời bị tổn thương, các đường kinh mạch nổi lên dưới da, uốn lượn phập phồng nổi như dãy núi, chấn hãi lòng người. Đau không? Đau là đúng rồi. Đồng tử của Trần Nguyên Vũ rung rung, kích động đến ngũ quan cũng biến dạng, sự thoải mái dễ chịu là dành cho cường giả như tao. Trần Đức hoàn toàn không muốn tranh cãi với ông ta. Thứ nhất, vì quá khó chịu đau đớn. Thứ hai, anh còn đang liên lạc với tấm da người bắt thần. Cho dù khó chịu đi nữa, anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Phía xa, An Nhã Hy ngấn người, hơi đau lòng, năm đó, những ngày cô ấy và Trần Đức ở bên nhau. Chưa từng thấy anh đau khổ như vậy, cho dù là cơ thể trúng đạn, không tiêm thuốc tê, lúc lấy đạn ra, anh cũng không kêu một tiếng. Lúc này, lại phát ra tiếng gầm thét, phải đau đến mức nào chứ? Trong đôi mắt của An Nhã Hỉ hiện lên lớp sương mờ. Cánh tay cầm tháp hơi run run. Trong tháp, Hạ Thiên Tuyết, Lâm Giao, Âu Dã Thanh Vũ, Tiêu Mạn Y, Diệp Khánh Ngôn nhìn thấy tình cảnh của Trần Đức, cũng phải rơi nước mắt đầm đìa. Anh bát hoang. Tử Hàm khóc đến đỏ ửng đôi mắt, cô bé mười mấy tuổi, đâu từng thấy cảnh tượng này. Ông xã, mau phản kháng lại đi, chúng em chết thì chết, có thể gặp được anh, chết cũng không tiếc. Âu Dã Thanh Vũ cố nhẫn nhịn đau đớn dữ dội trên người, hét lớn với Trần Đức. Đỉnh tháp, Trần Hành Giả nhìn thấy Trần Đức đau đớn như vậy, cả cơ thể cũng run lên, hận không thể xông ra xé xác Trần Nguyên Vũ, không ngừng đập tháp, nhưng tòa tháp đó là một chí bảo, trận văn dày đặc. Lại thêm ông ấy bị thương nặng, bất luận đập thế nào cũng không tìm được lối ra. Giang Lăng, bố có lỗi với con, xin lỗi con, ỏng lão nằm dưới đất, nước mắt đầm đìa, không nỡ lòng nhìn sang Trần Đức. Lúc này, mỗi một lỗ chân lông của Trần Đức đều đang chảy máu, toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả mái tóc màu đen cũng nhuốm màu đỏ, máu tươi tưới cả người anh thành người máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Hai phần ba ấn ký thiên tâm đã thoát khỏi cơ thể. Chỉ còn lại một phần ba cuối cùng. Cùng với ấn ký thiên tâm tách ra, Trần Nguyên Vũ cũng càng lúc càng hưng phấn, kích động. Phụt! Trần Đức lại phun ra một ngụm máu, bây giờ, anh còn chưa bị ấn ký thiên tâm ảnh hưởng mà đã khó chịu như vậy. Anh khó mà tưởng tượng ban đầu bố của anh truyền thừa ấn ký thiên tâm vào cơ thể của anh thì sẽ như nào, khi đối diện với sức nuốt chửng của Trần Nguyên Vũ, thì phải đau đớn và khó chịu đến mức nào. Đột nhiên sau thời gian dài thử giao tiếp với tấm da người, không biết có phải ảo giác không? Trần Đức phát hiện, tấm da người đó, hình như cử động rồi, nhưng cũng chỉ một chút thỏi. Sau đó lại yên tĩnh trở lại, nhưng lại cho Trần Đức hy vọng, anh thử giao tiếp, điều khiến da người phân nữa. Bên ngoài, huyền quang phát ra, ấn ký thiên tâm không ngừng thoát khỏi thần hồn Trần Đức, dường như trời đất cũng cảm nhận được, bắt đầu xuất hiện đạo quang chói lọi, rực rỡ. Quang hoa bao trùm hai người Trần Đức, Trần Nguyên Vũ, ảo diệu khó lường, vẻ hưng phấn kích động trên mặt Trần Nguyên Vũ so với vẻ đau đớn đến tươi sáng của Trần Đức. Tất cả lọt vào trong đôi mắt của An Nhã Hy, như một con dao gọt xương,
không ngừng cắt vào trái tim của cô ấy, cả trái tim co giật, đau khổ. Ấn ký Thiền Tảm đã tách được 4/5, chỉ còn lại một phần cuối cùng, nhiều nhất còn một phút, ấn ký Thiên Tâm sẽ hoàn toàn được tách khỏi. Chính là lúc này. Đúng lúc này, trong đôi mắt của An Nhã Hi đột nhiên hiện lên vẻ quyết đoán. Cùng lúc đó, vù, hai, nguyên khí trong cơ thể cô ấy nổi lên, lập tức, truyền vào thân tháp trong tay. Vù vù, hai, bảo tháp 9 tầng bắt đầu rung lên, chưa đến 1/3 giây, bảo tháp 9 tầng bỗng biến to lẽn, các cánh cửa mở ra. Đi thôi, Trần Hành Giả phản ứng lại đầu tiên, xông ra bảo tháp, đồng thời, đánh ra mấy đạo thần mang, đưa tất cả mọi người Hạ Thiên Tuyết, Tô Mạn Y, Âu Dã Thanh Vũ, Diệp Khánh Ngôn ra khỏi bảo tháp. Cùng lúc đó, Trần Hành Giả lấy ra một cái đỉnh lớn, ném về phía bảo tháp. Bảo tháp kiên cố bất khả xâm phạm từ bên trong, bị tấn công từ bên ngoài, giống như một miếng gỗ già cỗi, lập tức nổ vỡ, hóa thành từng mảnh vụn kim loại. Tất cả xảy ra cực nhanh. Cả quá trình cũng chỉ trong 2-3 giây. Trần Nguyên Vũ chuyên tâm tập trung tách bóc ấn ký Thiên Tâm, vốn không ngờ An Nhã Hi lại phản bội mình trong lúc gần như quan trọng nhất, dù sao. Đối với An Nhã Hi, chuyện này chỉ có hại chứ không có lợi, chẳng phải sao. Vì vậy, Trần Nguyên Vũ tập trung hoàn toàn vào ấn ký Thiên Tâm. Cho đến 3 giây sau, bảo tháp vỡ tan, ông ta mới định thần lại. An Nhã Hi, cô muốn chết hả? Ông ta gầm thét một tiếng, lập tức thúc động khế ước. Bành! Gần như cùng lúc, An Nhã Hi nổ tung tại chỗ, máu thịt bắn tung tóe. Cậu Trần, còn giao tiếp với ra người gì nữa? Trực tiếp giết ông ta đi, cùng lúc An Nhã Hi nổ tung, lão yêu hoàng trực tiếp gầm một tiếng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thần hồn xuyên ra từ trong cơ thể Trần Đức, đó là Linh Lung, cô ta ngưng tụ thân hình, đến trước An Nhã Hi, chưa đến nửa hơi thở, bầy đại trận khi thiên, trong thân thể nát vụn, từng đường quang hoa nhàn nhạt lấp lánh, đó là thần hồn của An Nhã Hi, Linh Lung đã trả giá bằng thiêu cháy tinh huyết, bảo vệ một chút tàn hồn sót lại của An Nhã Hi. Đại trận khi thiên cắt đứt liên kết của khế ước, miền cưỡng bảo toàn tính mạng của An Nhã Hi, bát hoang, Trần Nguyên Vũ buộc phải chết, hủy bỏ khế ước, nếu không, một khi không có đại trận khi thiên, thần hồn của An Nhã Hi sẽ hoàn toàn tiêu tan. Linh Lung vừa dứt lời, có thể thấy rõ ràng, chỗ thiên linh cái của Trần Đức, ấn ký Thiên Tâm đã tách ra, hoàn toàn thoát khỏi cơ thể anh. Nhưng Trần Nguyên Vũ lại không vui nối, lúc này, Trần Đức mở đôi mắt máu, nhìn chằm chằm ông ta. Mái tóc đen đã biến thành trắng xám, huyết dịch trên người hấp khô, lộ ra cơ thể vạm vỡ, và khuôn mặt dính máu tràn đầy hận thù. Bỗng nhiên, Trần Nguyên Vũ biến sắc, vỏ cùng không thể tin nổi. Theo lý, ấn ký Thiên Tâm bị cưỡng đoạt cướp đi, chẳng phải sẽ bị thương nặng, nhẹ nhất cũng phải biến thành phế nhân sao? Tại sao Trần Bát Hoang lại không bị ảnh hưởng gì? Bất giác Trần Nguyên Vũ dùng mình ớn lạnh, sau đó nuốt chửng ấn ký Thiên Tâm. Không suy nghĩ gì, quay người bỏ đi. Lúc này, ông ta không dám không chạy. Ông ta đã không còn con át chủ bài nào, đối diện với Trần Đức, ông ta lấy gì để chiến đấu. Hiện giờ, cách duy nhất là rời khỏi nơi này, tìm một nơi hoàn toàn dung hòa ấn ký Thiên Tâm vào cơ thể. Sốt! Tốc độ của Trần Nguyên Vũ cực nhanh, trong chớp mắt, đã ở chỗ cách ngàn mét. Chỉ là ông ta cứ chạy mãi. Đột nhiên! Một bóng hình chặn trước mặt ông ta. Trần Nguyên Vũ, ông chạy đi đâu? Giọng trầm thấp từ thốt ra từ trong cổ họng bóng hình đó, dường như ảm thành tử thần vang vọng. Sắc mặt Trần Nguyên Vũ lập tức biến đổi, trở nên tái nhợt. Trần Bát Hoang. Bành. Trần Nguyên Vũ muốn nói gì, nhưng Trần Đức không cho ông ta cơ hội lên tiếng, một quyền đã giáng lên mặt ông ta. Cực cảnh, tự tại thần ma công, lại thêm một phần sức mạnh của lão yêu hoàng. Chiến lực của Trần Đức đã có thể sánh với đế quân, thậm chí đã vượt đế quân, bất luận là tốc độ hay sức mạnh, Trần Nguyên Vũ hoàn toàn không thể sánh được. Trần Nguyên Vũ hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nắm đấm đã giáng xuống mặt ông ta. Lập tức, bành, cả khuôn mặt Trần Nguyên Vũ nhanh chóng biến dạng, méo mó. Sau đó lại một quyền tấn công vào lồng ngực Trần Nguyên Vũ. Phút, nắm đấm xuyên qua thân thể của ông ta. Trực tiếp đấm xuyên lồng ngực, nắm đấm lọt ra từ sau lưng ông ta, có thể thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay cầm một quả tim, bóp mạnh, quả tim đó lập tức hóa thành nước máu, rơi xuống giữa năm ngón tay. Trần Bát Hoang, chúng ta đều là người của nhà họ Trần. Chảy cùng dòng máu,
tha cho tao, được. Được không, một trái tim tổn hại cũng không phải là chí mạng với võ giả cấp bậc như Trần Nguyên Vũ, nhưng mức độ khủng bố đó còn kinh hãi hơn cái chết. Trần Bát Hoang có thể dễ dàng hủy trái tim ông ta, cũng cho thấy anh có thể giết ông ta bất cứ lúc nào. Đúng thế, chúng ta chảy cùng dòng máu, Trần Đức cất giọng khàn khàn, cho nên, ông mới không phải là con người, mà là súc sinh, tương tàn, giết lẫn nhau trong cùng tộc, nếu không phải là ông, có lẽ tôi đang ở bên cạnh bố mẹ tôi, nếu không phải là ông, các anh em của tỏi vẫn còn sống. Cuộc đời này của Trần Bát Hoang tôi đều bị ảnh hưởng bởi ông. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không giết ông nhanh như vậy, tôi đã nói, phải rút hết gân cốt của ông, lột da của ông, khiến ông chảy máu, dùng thần hồn của ông để thắp đèn trời, tế bái vong hồn đã chết. Trần Bát Hoang tôi, trước nay luôn nói là làm. Trần Đức cắn răng, cất giọng vô cùng trầm thấp. Nhưng lời này lọt vào trong tai Trần Nguyên Vũ, lại ma quỷ hơn ma quỷ, la tu hơn la tu. Ông ta còn muốn cầu xin, muốn nói thêm mấy câu. Nhưng ổng ta bỗng phát hiện, đã không thể lên tiếng, ngay cả cử động cũng không cử động được. Trực tiếp bị giam cầm, cấm nhốt. Nôn ra thứ đã nuốt của tôi ra đây, Trần Đức nhìn ông ta, xung quanh cơ thể, hỗn độn tử kim lôi tràn ngập, như từng sợi dây thường đánh lẻn người Trần Nguyên Vũ. Hỏa ly men theo từng lỗ chân lông của Trần Nguyên Vũ chui vào trong kinh mạch, dây thần kinh, thức hải của ông ta. Trần Đức đánh ra một trường ẩn chứa sức mạnh thần hồn, giáng xuống thiên linh cái của Trần Nguyên Vũ. A! À, Trần Nguyên Vũ vô cùng đau đớn, cả cơ thể đều sôi sục, đôi mắt hung dữ. Trong cơ thể, ấn ký thiên tâm nổi lên. Trực tiếp thoát ra. Không! Trần Nguyên Vũ hét lớn, kinh hồn bạt vía, nhìn ấn ký thiên tâm dần dần rời đi, khóe mắt ông ta đang chảy máu, thứ mà ông ta cố gắng dành trong 30 năm, có được chưa đến một phút. Đã bị người khác đoạt đi, cảm giác đó, người bình thường khó mà hiểu được. Vù vù, ấn ký thiên tâm tỏa ra hào quang rực rỡ, như một đóa hoa kiều diễm xinh đẹp, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Dưới con mắt của mọi người, Trần Đức cất nó vào trong thức hải. Sau đó, ánh mắt hung dữ, vẻ mặt dữ tợn, lòng bàn tay bỗng thọc sâu vào trong cơ thể Trần Nguyên Vũ. Xoạt xoạt xoạt, cùng lúc đó, một đoạn gân cốt dài bị rút ra. Giống như sợi dây thường dài, đó là gốc của cơ thể người, hào quang lấp lánh, nhuốm máu tươi nhức mắt, bị Trần Đức rút ra. Rút gân. A! À, Trần Nguyên Vũ kêu thảm thiết, tiếng kêu đó giống như quỷ khóc sói gào rú, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng Trần Đức mặc kệ. Ly hỏa thiêu gân cốt thành hư vỏ. Sau đó, kích định thiên đảo quét qua lồng ngực của Trần Nguyên Vũ. Lập tức văng ra máu tươi. Máu tươi như nước suối ào ào chảy ra. Chảy máu. Máu tươi như suối dường như sẽ không đông lại, chảy ra từ cơ thể Trần Nguyên Vũ, rồi rơi xuống mặt đất, như một màn mưa máu. Trần Nguyên Vũ chỉ có thể nhìn, cứ vậy trơ mắt nhìn, bởi vì, ông ta không động đậy được, giống như con rẻ đợi thịt thực sự, như cá nằm trên thớt, chỉ có thể nhìn, không làm được gì, trước nay ông ta chưa từng tuyệt vọng như vậy. Ông ta bị giam cầm, không chỉ là cơ thể, còn có thần thức. Thần thức như ở trong lồng giam, vốn không thể thoát ra. Máu chảy ra từng dòng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Không thể khóng nói, Trần Nguyên Vũ có rất nhiều máu, nói cách khác, võ giả hồi phục tế bào rất mạnh, máu chảy ra sẽ không ngừng được bổ sung, trận chảy máu này mất hết hơn hai ngày mới chảy cạn khô. Trong lúc đó, Trần Nguyên Vũ tuyệt vọng đến cùng cực. So sánh ra, có lẽ chết cũng không là gì, tình hình hiện giờ, còn dày vò. Khổ sở hơn cái chết, bất luận là dày vỏ thế xác hay tâm trí, đều đến cực hạn. Rút gân, chảy máu, sau đó, sẽ là lột da, máu chảy cạn, Trần Nguyên Vũ vốn cường tráng, lúc này đã trở nên vô cùng khó héo, Trần Đức đi đến trước Trần Nguyên Vũ với vẻ mặt không cảm xúc, hai tay như dao sắc đâm vào cơ thể ổng ta. Sau đó, tóm một góc da thịt, giật mạnh. Rào. Một tấm da người bắt đầu rụng ra từ cơ thể Trần Nguyên Vũ. Quá trình rất chậm. Trên thực tế, bóc một tấm da rất đơn giản đối với Trần Đức, chưa tới 10 giây đã có thể hoàn thành, nhưng tuyệt đối không thế cho Trần Nguyên Vũ được lợi, không phải sao. Lột da nhìn thì đơn giản, nhưng lại hàm chứa một luồng lực thần hồn. Thứ bóc da không chỉ là da người, mà còn có da của nguyên thần. Ách a! Trần Nguyên Vũ gầm lớn, bây giờ đến lượt ông ta khó chịu, gân xanh nổi lên, ngũ quan đau đến méo mó, toàn bộ người đều co rút.
run rẩy. Khoảng chừng hơn 3 tiếng đồng. Hồ! Một tấm da người hoàn chỉnh mới hoàn toàn rụng xuống. Mà Trần Nguyên Vũ cũng gào thét chói tai suốt 3 tiếng đồng hồ. Da người rơi xuống. Ông ta vẫn chưa chết. Thân là một tu sĩ, đừng nói là lột da, dù có chém đầu hay cơ thể nổ tung, chỉ cần thần hồn vẫn còn ở đây thì vẫn không thể chết. Cái này chính là cái xác thúi của ông, Trần Đức xách ra người, đôi mắt ngự thú mở ra, cưỡi một con dã thú chạy như đẽn từ giữa núi rừng, vứt ra người vào miệng nó đã ăn sạch sẽ, ngay cả mảnh vụn cũng không còn thừa lại. Tiếp theo, thần hồn điếm thiên đăng. Trần Đức nhoẻn miệng cười. Nụ cười khiến người ta tê dại, cực kỳ tàn nhẫn. Trần Đức đã hận Trần Nguyên Vũ đến thấu xương, không còn một chút tình cảm nào. Một bước nhảy đến trước mặt Trần Nguyên Vũ, Trần Đức cưỡng ép nguyên thần, lôi kéo từ trong cơ thể ra ngoài. Không! Trần Nguyên Vũ thét chói tai, khỏng ngừng giãy giụa. Ông ta rất rõ. Một khi bị lôi kéo, thứ chờ đợi ông ta chính là thần hồn điếm thiên đăng. Cái gì gọi là thần hồn điếm thì ẻn đăng? Tên như ý nghĩa, chính là đốt cháy thần hồn. Đối với tu sĩ mà nói, đốt cháy thần hồn giống như châm lửa đốt người bình thường. Sau đó thiêu sống. Đau đớn trong đó không cần nói cũng biết. Quan trọng nhất chính là, sau cơn đau sẽ là cái chết. Trần Nguyên Vũ không muốn chết, ông ta đang nỗ lực đến cuối cùng. Giãy giụa, có ích không, Trần Đức mặt không biểu cảm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng giống như núi băng. Hô hô, từng trận cuồng phong thối loạn tóc Trần Đức, quần áo bồng bềnh. Lúc này, giữa trời đất, mọi âm thanh đều yên lặng. Có mấy trăm triệu người đang nhìn chằm chằm Trần Đức, từng ánh mắt nhìn anh tràn đầy kính nể và sợ hãi, da đầu tê dại. Thiên đạo lục trọng thiên giết được một tu sĩ nhà họ Trần thực lực vương quân đến tay cũng không còn, sức chiến đấu như vậy đối với bọn họ mà nói quả thật chính là một loại kỳ tích hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, còn hơn cả nằm mơ. Nếu không phải xảy ra ngay trước mắt, đối lại là một ai đó kế lại cho bọn họ cũng sẽ không tin. Trần Bát Hoang, quật khởi. Cao thủ cấp quân ở đại thiên thế giới này thật ít ỏi, dù là những thế lực siêu cường hãng nhất kia, cấp quân cũng là trụ cột vững, có quyền phát biểu cực lớn, mà ở trong thế lực viền cổ cũng có địa vị tương đối khá. Một thế lực viền cổ có mấy tỷ tu sĩ, mà trong mấy tỷ đó, cấp quân nhiều nhất cũng chí 20 triệu người, người có thể chém chết vương quân. Người có sức chiến đấu vương quân đoán chừng cũng chỉ 100.000 người, ít đến đáng thương. Mà Trần Bát Hoang, chính là cường giả siêu cấp. A, tiếng thét chói tai tê dại, kinh khủng lại một lần nữa truyền ra, thần hồn của Trần Nguyên Vũ đã hoàn toàn bị cưỡng ép kéo ra. Thần hồn Trần Nguyên Vũ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lúc này ông ta bị Trần Đức bóp trong tay, tràn đầy tuyệt vọng, sắc mặt xám xịt, không nhìn thấy bất kỳ khả năng sống sót. Trần Bát Hoang ở trong mắt ông ta giống như một người khổng lồ, một vị thần. Còn Trần Nguyên Vũ thì sao? Giống như đồ chơi, vừa nhỏ bé lại đáng thương. Ông ta rất rõ, bây giờ, Trần Đức chỉ cần bóp nhẹ là có thể hoàn toàn bóp chết ổng ta như bóp chết một con kiến, mà ông ta không có bất kỳ khả năng phản kháng. Giữa hai người tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Ly hỏa tới. Giọng Trần Đức lạnh lẽo gọi ly hỏa tới. Giống như linh xà chậm rãi đến gần Trần Nguyên Vũ. Anh cố ý làm rất chậm. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Anh muốn để Trần Nguyên Vũ hiểu rõ thế nào là tuyệt vọng, hiểu được cảm giác bị người ta đùa giỡn, chi phối. Nhìn ly hỏa ép tới gần, Trần Nguyên Vũ theo bản năng thụt lùi, rồi lại thụt lùi. Nhưng, rất nhanh, ông ta đã không lùi nổi. Nữa, đã lùi đến bẻn bờ bàn tay. Ở đó năm ngón tay cao vút giống như năm ngọn núi cao sau lưng, ông ta không thể lùi được nữa. Ly hỏa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 10 ly, 9 ly, 8 ly. Trần Nguyên Vũ lo lắng đến run lấy bấy, thần hồn lay động, co rúm trong xó xỉnh, sợ hãi tuyệt vọng đến cùng cực, thậm chí muốn tự sát để cho mình sảng khoái, nhưng lúc này ông ta tự sát cũng là một điều xa xí. Khi ly hỏa còn cách ông ta một ly thì bất động. Rõ ràng có thể đốt ông ta, nhưng vẫn đứng ở đó. Tâm tình Trần Nguyên Vũ vô cùng phức tạp. Hồi lâu, ly hỏa còn chưa rơi xuống. Tâm tình đang lo lắng của ông ta đã dần dần thích ứng, đã khá hơn một chút. Nhưng, một giây tiếp theo, hô hô, ly hỏa vang dội vù vù, giây tiếp theo đã đốt thần hồn của ông ta.
À à à. Một tiếng thét chói tai truyền tới bốn phương tám hướng, tiếng thét chói tai này chắc chắn là tiếng kêu lớn nhất, đi đôi với làn sóng thần hồn kịch liệt vượt xa ngoài vạn dặm, rõ ràng có thể nghe thấy, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của ông ta. Thần hồn cháy, ánh sáng vô cùng sáng lạn. Nhiệt độ xung quanh đều trở nên nóng bỏng. Ly hỏa từng chút một ăn mòn thần hồn của Trần Nguyên Vũ, tốc độ rất chậm, nhưng đau đớn không ít, chính vì rất chậm nên đã khiến ông ta sống không bằng chết. Từng trận thét chói tai vang vọng, khiến da đầu tê dại. Mà Trần Đức, cứ lạnh lùng nhìn, không hề có chút thương hại hay cảm thấy đáng thương. Ban đầu, Trần Nguyên Vũ làm những chuyện kia, cũng không ai cảm thấy thương hại ông ta, không phải sao? Đủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, giữa trời đất truyền tới tiếng hét. Giọng nói này giống như từ chẽn trời truyền tới, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, thân ảnh một lão giả ngưng tụ và hiện lên trên bầu trời khổng chút tiếng động, lão giả nhìn không khác gì người địa cầu 50-60 tuổi, nói già không già, nói trẻ cũng không trẻ. Khi ông ta xuất hiện, sau lưng cũng từng thân ảnh xuất hiện giữa trời đất. Thêm cả lão giả, tổng cộng chỉ có 9 người. Nhưng, 9 người đứng giữa hư không, như thiên quân vạn mã. Hoàn toàn không thế nào coi thường. Trần Nguyên Vũ nhìn thấy mấy thân ảnh kia xuất hiện. Trong tròng mắt đau khổ hiện ra vẻ khao khát, chỉ đáng tiếc nỗi đau đớn trong cơ thể khiến ông ta không thế nào nói chuyện. Lão giả đưa mắt nhìn Trần Đức, liếc mắt nhìn Trần Nguyên Vũ đau đớn trong lòng bàn tay anh, ông ta thở dài nói. Đứa nhỏ này, hành hạ mà Nguyên Vũ đã chịu đựng đủ để giải quyết ân oán bao nhiêu năm của cậu rồi đúng chứ? Nguyên Vũ là hy vọng của tương lai nhà họ Trần, có thể tha cho hắn một mạng không? Ông là ai? Trần Đức hỏi. Tộc trưởng, ông ta vừa dứt lời, phía xa xa, lão tổ của Trần Đức, Trần Hành Giả, con người ông ta trò động lại, mắt nhìn lão giả ở chính giữa đang nói, ông ta không khỏi phát ra tiếng hô. Theo tiếng kinh ngạc của Trần Hành Giả, thân phận của người đó đương nhiên không cần nói cũng biết. Gia chủ thế gia viền cố nhà họ Trần, Trần Phong Hành. Mà mấy vị sau lưng ông ta, chính là những nhân vật cấp bậc trưởng lão nhà họ Trần. Mỗi một người lai lịch lớn đến kinh hãi, thực lực cũng mạnh dọa người. Thế lực viền cổ và thế lực bình thường khác nhau. Trong thế lực bình thường, gia chủ chưa chắc là người mạnh nhất, trên trưởng lão còn có thái thượng trưởng lão, mà thế lực viễn cổ thì khác, người mạnh nhất vĩnh viễn là tộc trưởng, gia chủ, thánh chủ, tổng chủ, chỉ có bọn họ mới phù hợp ngồi vào vị trí chí cao vỏ thượng kia. Cho dù khi bọn họ lên chức không phải người mạnh nhất, dưới sự xây đắp của vô số tài nguyên cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Vị trí của trưởng lão, từ đó lan rộng ra. Chẳng ai ỷ ngờ, tộc trưởng nhà họ Trần và 8 vị trưởng lão sẽ đích thân đến đây. Rất nhiều người đều cực kỳ chấn động. Phải biết rằng với thực lực của Trần Phong Hành, chí ít cũng phải là vô lượng tôn. 8 người còn lại cũng không yếu. Bọn họ ở trên trời cao khiến không khí bốn phía nóng bừng bất an, tất cả đều dần dần cỏ động và yên tĩnh. Đại uy thiên thần Bạch Nguyệt Không và Hiên Viên Anh Hùng không biết đã đánh đến đâu rồi, hai người không có ở đây, trời đất này bọn họ là tôn. Chọn thời điểm này xuất hiện. Đúng là giỏi tính toán. Sắc mặt Trần Hành Giả vô cùng khó coi, có 9 người này ở đây, bọn họ lại một lần nữa rơi vào bị động. Tộc trưởng, con người già nua của Trần Hành Giả ngấn lên, kính sợ nhìn Trần Phong Hành, ra sức thể hiện giúp Trần Đức, Trần Nguyên Vũ có thế là hy vọng tương lai của nhà họ Trần. Tằng tôn của tôi lẽ nào không phải? Thử hỏi toàn bộ đại thiên thế giới có mấy người có thế dùng cảnh giới thiên đạo lục trọng thiên đánh nhau với vương quân, còn có thế đổ sát người đó? Một Trần Nguyên Vũ chết rồi đổi lại một Trần Bát Hoang, chẳng lẽ không đáng giá sao? Nói xong, Trần Hành Giả cúi người hành lễ với Trần Phong Hành, giống như đang cầu xin. Dù sao thì, theo như ông ta thấy, đoàn người Trần Phong Hành chính là chúa tế trong trời đất. Bọn họ muốn giết Trần Đức và Trần Hành Giả đều dễ như trở bàn tay. Trần Bát Hoang quả thật không tệ, Trần Phong Hành nhìn xuống đám Trần Hành Giả, bình thản nói, hai người nhà họ Trần đều cần cả, một người cũng không thể thiếu. Ha ha, Trần Hành Giả còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Trần Đức lại bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo vang khắp trời đất, nghe xong đáy lòng phát rét. Tiếp đó, Trần Đức nhìn chằm chằm Trần Phong Hành, hai người đều cần. Trần Phong Hành ỏng là cái thá gì? Lời vừa dứt, giữa năm ngón tay Trần Đức đột ngột nổi lên ly hỏa. Vù vù,
Ngay trước mặt Trần Phong Hành, Trần Đức bắt đầu thiêu hủy Trần Nguyên Vũ, đưa vào chỗ chết. Tiếng kêu thê lương thống khổ không ngừng vang vọng khắp trời đất, Trần Nguyên Vũ gần như sắp sụp đổ, thần hồn nằm ở trong lòng bàn tay Trần Đức, không ngừng lăn lộn, co quắp, cảnh tượng đó vô cùng tức cười. To gan, một trướng lão bên cạnh Trần Phong Hành trầm giọng quát, Trần Bát Hoang, chín người chúng tôi đến đây là đã cho cậu mặt mũi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Trần Bát Hoang, mau thả Trần Nguyên Vũ ra. Trần Bát Hoang, đối diện với tộc trưởng nhà họ Trần mà dám càn rỡ như. Vậy, từng tiếng quát vang lên, chấn động trời đất, từng đợt áp lực cực lớn cũng không ngừng hạ xuống Trần Đức, muốn ngăn cản hành động của anh. Nhưng, không hề có ảnh hưởng đến Trần Đức. Ly hỏa vẫn như vậy, tiếng kêu thảm thiết của Trần Nguyên Vũ một khắc cũng chưa từng dừng lại. Mẹ kiếp, tộc trưởng nhà họ Trần giỏi lâm sao? Trần Bát Hoang, tôi nói lại một lần nữa, Trần Nguyên Vũ phải chết, phải bị thiêu sống, giọng Trần Đức trầm thấp, một bước không lùi. Lời này, truyền khắp bốn phương tám hướng. Ai nấy đều vô cùng chấn động, bao gồm cả Tô Y Y, Thích Thiện và mấy người bảo vệ đi theo bọn họ. Kẻ điên. Trần Bát Hoang thật sự là một kẻ điên rồi. Bây giờ, lá bài tẩy cũng đã dùng hết, có duy nhất Thiên Yêu Hoang Vô Lượng Tôn đã bị thương nặng, Hiên Viên Anh Hùng cũng không ở đây. Đối mặt với chín cường giả lớn của nhà họ Trần, anh còn dám phách lối như vậy, không phải kẻ điên thì là gì? Dù là Tô Y Y hay Thích Thiện, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng. Nếu như đi lên, chắc chắn sẽ chết. Không chỉ không giúp được gì, khả năng còn thêm loạn, vậy nên chỉ có thể nhìn. Thời điểm này theo lý thuyết, Trần Bát Hoang hẳn phải nhượng bộ mới đúng. Dù sao nhìn vào giọng điệu trước đó của Trần Phong Hành không tính là nghiêm nghị, còn thân thiết gọi anh là đứa nhỏ, thậm chí đã nói hai người đều cần cả, nói cách khác, chỉ cần tha mạng cho Trần Nguyên Vũ, từ nay về sau Trần Bát Hoang cũng là người của nhà họ Trần. Hơn nữa, với thiên phú và trình độ biến thái của Trần Bát Hoang, đến nhà họ Trần chắc chắn chính là trụ cột vững chắc, không bao lâu địa vị vượt qua Trần Nguyên Vũ chẳng phải rất dễ dàng sao. Thậm chí tương lai lên làm tộc trưởng nhà họ Trần cũng không phải không có khả năng. Đến khi đó, ra tay với Trần Nguyên Vũ, há chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn. Ai cũng đều có thể nghĩ ra đạo lý này, Trần Bát Hoang không thế không biết, nhưng anh không thỏa hiệp, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại sức mạnh hung hãn đến liều mạng, còn trực tiếp khiêu khích Trần Phong Hành. Cái này khác gì tự tìm cái chết. Ngay cả Trần Phong Hành cũng hết sức kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi? Trần Phong Hành năm nay đã 140.000 tuổi. Từ khi ông ta ra đời đã là thiên kiêu xuất sắc trong nhà họ Trần, 140.000 năm qua, chỉ cần là chuyện ông ta muốn làm, trước giờ chưa từng không làm được, càng không có ai dám làm ông ta xấu hổ, dám gào thét ở trước mặt ông ta. Hôm nay, có thể nói ông ta đã hạ thấp bản thân, đích thân đến đây, đưa ra lời đề nghị hòa bình, theo như trong dự liệu, Trần Bát Hoang phải cảm ơn Đại Đức, vui mừng điên cuồng chứ. Nhưng anh lại sỉ nhục ông ta như vậy trước mặt hàng tỷ tu sĩ. Trần Bát Hoang, Trần Phong Hành cất giọng nghiêm khắc, gọi cả họ tên của Trần Đức, tao đến đây, không phải để thương lượng với mày, mà là ra lệnh, tuy mấy năm nay Trần Nguyên Vũ quá đáng, nhưng ông ta cũng chịu đủ trừng phạt rồi, chẳng phải sao. Giọng của Trần Phong Hành rất uy nghiêm, ông ta vừa nói ra, cả thiên địa đều chìm vào tĩnh lặng. Dường như ông ta chính là chúa tế của nơi này, là vị thần ở đây. Đã đủ ư? Trần Đức bật cười, lão già này có vẻ như hạ thấp bản thân, trên thực tế vẫn cao cao tại thượng, hoàn toàn đang đứng về phía Trần Nguyên Vũ. Mẹ kiếp, thế nào gọi là đủ hả? Cái chết của bố anh 30 năm trước tính thế nào? Cái chết của các huynh đệ của anh 10 năm trước tính thế nào? Mấy lão già này, e rằng đã xuất hiện ở nơi này từ lâu rồi, lão yêu hoàng sớm đã cảm ứng được một chút khí tức của họ. Nhưng đám lão già này đang dồn Trần Đức vào chỗ chết, khi người ta bị Trần Nguyên Vũ sử dụng làm con át chủ bài thì bọn họ không xuất hiện, khi ấn ký thiên tâm của anh bị tước đoạt, bọn họ cũng không xuất hiện. Vậy mà vào lúc anh muốn giết chết Trần Nguyên Vũ thì đám người này xuất hiện. Biết rõ anh rất có thể sẽ bị nước Vĩnh Hằng đưa đi, còn đi ra giả bộ muốn lôi kéo anh. Mẹ kiếp, đùa à? Các ông cảm thấy đủ, Trần Bát Hoang tỏi lại không thấy vậy, trong mắt Trần Đức lóe lên vẻ hung ác. Phía sau, tự tại thần ma công bỗng hiện lên, như bóng của ma vương, khiến trời đất biến sắc. Còn nữa, Trần Bát Hoang tôi rất ghét, rất không thích người khác ra lệnh cho tôi,
Với nhà họ Trần, ông là tộc trưởng, còn với tôi, ông là cái thá gì? Nói xong, dường như đang khiêu khích Trần Phong Hành, ly hỏa bốc lớn hơn. A! À, tiếng kêu thảm thê lương của Trần Nguyên Vũ vang vọng khắp chân trời, truyền vào trong tai của mọi người. Lập tức, sắc mặt Trần Phong Hành trở nên rất khó coi. Trần Bát Hoang, hy vọng mày có thể nghe tao khuyên một câu, Trần Phong Hành nói thêm, nếu không, trên đời không có thuốc hối hận đâu. Ồ! Trần Đức thản nhiên đáp một tiếng. Sau đó, ly hỏa lại bốc lớn hơn. Vù vù! Lần này, Trần Nguyên Vũ trực tiếp hóa thành cho tàn. Giữa trời đất, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta tê dại ra đầu cũng hoàn toàn biến mất theo lị hỏa rực cháy. Trần Nguyên Vũ, chết! Thần hồn hủy diệt! Tìm kiếm mấy năm, cố gắng mấy năm, cuối cùng Trần Đức đã tận tay giết kẻ thù giết bố. Cho ông ta chết một cách đau đớn không muốn sống. Tất cả xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức đám người Trần Phong Hành không kịp ngăn cản. Dù sao, ai có thể nghĩ được trước đó còn đang hành hạ Trần Nguyên Vũ, ngay sau đó, Trần Đức đã thẳng tay giết chết chứ. Huống hồ, còn là trước mặt chín cường giả cấp tõn bọn họ. Trần Bát Hoang, mày, muốn chết? Hả? N. Cảm nhận được sinh mệnh của Trần Nguyên Vũ đã biến mất, Trần Phong Hành hoàn toàn chắc chắn, Trần Nguyên Vũ đã chết không thế chết thèm. Tại hiện trường, sắc mặt ông ta ảm trầm đến muốn chết, giọng điệu lập tức trở nên vô cùng băng lạnh, lạnh lùng. Phải biết rằng, với thiên phú của Trần Nguyên Vũ, sau này, thậm chí có thế mạnh hơn ông ta. Chỉ cần cho Trần Nguyên Vũ thời gian nhất định, tương lai, tăng lên cấp thần cũng không phải không có khả năng. Những năm nay, nhà họ Trần vẫn luôn đào tạo bồi dưỡng ông ta như bảo bối, đã tiêu tốn vô số tài nguyên vào ổng ta. Nhưng ông ta lại chết như vậy. Trong lòng Trần Phong Hành nhỏ máu, nhìn chăm chăm Trần Đức, nếu không phải Trần Đức đủ mạnh, e rằng ánh mặt đó có thể giết anh 18 lần. Có thể cảm nhận rõ ràng, một cơn giận đang càn quét lan rộng. Tộc trưởng, Trần Hành giả kinh sợ, tộc trưởng, Bát Hoang cũng không phải có ý mạo phạm ông, thực sự là Trần Nguyên Vũ ức hiếp người quá đáng, tộc trưởng, ông tha cho Trần Bát Hoang được không? Sau này cậu ta nhất định sẽ báo đáp ông, báo đáp nhà họ Trần. Lão Tố, không cần xin ông ta. Trần Đức phụt người đến trước Trần Hành Giả, phía sau anh, Lâm Giao, Âu Dã Thanh Vũ, Diệp Khánh Ngôn, Hạ Thiên Tuyết, Tử Hàm kích động không thỏi, nhưng bọn họ cũng biết, bây giờ, không phải là lúc nói chuyện cũ, tuy người nào cũng kích động, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ lo lắng rõ ràng. Bát Hoang, Trần Hành Giả nhìn sang anh. Không đợi ông ấy nói, Trần Đức bổ sung nói, mọi người vào tiếu thiên địa của tôi trước đi, đám lão già này. Tôi nghĩ họ cũng không dám giết tôi đâu, nếu không, đã ra tay từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Vừa dứt lời. Không cần nói nhiều. Trần Đức mở tiếu thiên địa, thu toàn bộ mấy người, bao gồm Linh Lung, và tiếu y vào trong, tốc độ cực nhanh. Sau đó, anh lại nhìn sang mấy người Trần Phong Hành. Khóe miệng cong lên chế nhạo. Tuy đám người này mạnh, cũng có thực lực giết được anh, nhưng Trần Đức đánh cược họ không dám. Bởi vì, Bạch Nguyệt không muốn đưa anh đi. Người mà nước Vĩnh Hằng muốn, bọn họ dám giết sao? Trên thực tế, Trần Đức đã cược đúng. Trần Phong Hành thực sự không dám. Trần Phong Hành tức đến bảy lỗ mặt mũi miệng sắp bốc khói, nhưng cuối cùng không dám ra tay. Hồi lâu, ông ta lạnh lùng nói với ánh mắt ảm trầm, bọn tao không dám giết mày, nhưng cũng chỉ là khỏng dám giết mày thôi, mày có từng nghĩ đến người thân của mày? Bạn bè của mày và cả những người có liên quan đến mày không? Nhà họ Trần bọn tao nắm rất rõ thông tin về mày. Dừng một chút, Trần Phong Hành nói tiếp, là mày không lý trí, gây nên cái chết của họ, mày sẽ dằn vặt cả đời vì cái chết của họ, đau khổ cả đời. Trần Văn Diệu, Trần Vạn Sinh, hai người đến Vân Tiêu giới một chuyến, giết chết tất cả những người có liên quan đến Trần Bát Hoang, chặt đầu của họ mang về, tế bái cho Nguyên Vũ. Khi Trần Phong Hành nói nửa câu cuối cùng, hai bóng hình lập tức nhận lệnh đi khỏi. Trần Văn Diệu, Trần Vạn Sinh, hai người đều là cường giả cấp tôn, cũng đều là nhân vật cấp trưởng lão của nhà họ Trần. Với thực lực của họ, bất kỳ người nào đến Vân Tiêu giới cũng có thế một quyền đánh vỡ cả thế giới. Mà Trần Phong Hành phái luôn cả hai người đi cùng một lúc. Nghĩ cũng biết, ông ta tức giận thế. Nào, hai người vừa đi được hai bước. Hai người đợi đã. Bỗng nhiên, Trần Phong Hành lại gọi hai người. Hai người dừng chân. Trần Văn Diệu khom lưng nói,
tộc trưởng, có gì dặn dò? Chặt đầu từng người, quá rắc rối, lãng phí thời gian, Trần Phong Hành nhìn chằm chằm Trần Đức, thản nhiên nói, hai người trực tiếp hủy diệt cả Vân Tiêu giới, không để lại thứ gì, hãy nhớ. Mang theo đá chiếu hình, truyền hình ảnh về đây. Rõ. N. Hai người đáp rồi định rời đi. Nhưng khi bọn họ đang định đi, một bóng hình đột nhẽn chặn trước hai người. Không phải Trần Đức thì là ai? Cùng lúc đó, anh cất giọng cực kỳ trầm thấp, cũng rất từ từ, trước khi đến Vân Tiêu giới, phiền hai người bước qua xác của tôi. Vừa dứt lời, bóng hình Trần Đức bồng to lên, tự tại thần ma công phía sau giống như 10 vạn dãy núi chặn trước 9 người nhà họ Trần. Nư C cười. Trần Phong Hành cười khinh miệt, dựa vào mày, một con kiến còn không phải là cấp tôn cũng muốn ngẩn bọn tao. Văn Diệu, Vạn Sinh, còn đợi cái gì, đi nhanh về nhanh. Cũng đúc lúc này, Trần Văn Diệu, Trần Vạn Sinh thúc động nguyên khí, trực tiếp ra tay. Bọn họ không dám giết Trần Đức, nhưng không có nghĩa không thể đánh thương anh. Hai người bùng phát nguyên khí, cảnh giới siêu mạnh đại chí tôn cũng phát ra vào lúc này, lúc hai người vung cánh tay, không ngừng tích sức lực, sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới nối lên, cuồn cuộn trong nắm đấm của họ, không gian cuốn lên từng tầng sóng dữ. Làn sóng khí cuồng bạo càn quét, cùng lúc đó, nắm đấm của hai người cũng lần lượt giáng xuống Trần Đức từ hai phía. Đến đây, Trần Đức gầm một tiếng, vung kích định thiên trong tay, trực tiếp xông lên. 1/3 giây sau, bành, tiếng nổ kinh thiên vang lên, có thể thấy rõ ràng, bóng hình Trần Đức bay ngược ra, liên tiếp đập vào mười mấy tòa núi, bay xa ngàn dặm. Nhưng liền sau đó anh lại đứng lên, lại xông về phía trước. Trong đầu Trần Đức chỉ có một ý nghĩ. Bất luận thế nào, anh buộc phải ngăn cản 8 tên khốn này. Soạt. Nguyên khí hồn độn vút thẳng lên trời xanh, Trần Đức một bước nhảy vọt qua sông núi đại địa, xông về phía trước ra tay lần nữa. Hai người Trần Văn Diệu, Trần Vạn Sinh cười chế nhạo, quay sang nhìn nhau, sau đó pháp tắc hiện lên người của hai người, tỏa ra thần quang vô tận, tấn công Trần Đức. Lại một lần nữa Trần Đức bay ngược ra, đập vào trong hố sâu. Hồi lâu không động đậy. Rác rưởi, còn muốn cán đường đi của bọn tao, Trần Vạn Sinh cười lạnh lùng, mày ớ đó ngoan ngoãn xem bọn tao hủy diệt Vân Tiêu giới thế nào đi. Sau đó, Trần Vạn Sinh, Trần Văn Diệu cùng rời đi. Nhưng, cùng lúc đó, bóng hình của Trần Đức cử động, lần nữa lại đứng trước mặt họ, anh đã bị thương nặng, máu tươi đầm đìa, xương trắng dày đặc, nhưng vẫn lóe lên ánh hung dữ, khát máu, tôi đã nói, muốn đi. Thì phải bước qua xác của tôi. Ha, Trần Vạn Sinh cười lạnh lùng, nỏ mạnh hết đà, hết gạo sạch đạn, còn tỏ vẻ cường mạnh. Trong lúc nói ra, Trần Vạn Sinh đánh ra thần mang, lập tức, pháp tắc đan sen, tỏa ra huyền quang từng hồi, ngưng tụ ra một sợi dây thường trói buộc Trần Đức. Bỏng chốc, Trần Đức bị khóa chặt, cũng không thể nhúc nhích. Hai người Trần Vạn Sinh, Trần Văn Diệu trỏng có vẻ hơi già. Nhưng thực lực của hai người đều khá mạnh. Trần Vạn Sinh vụt lên hào quang, lập tức khóa chặt Trần Đức. Trần Đức vốn đang bị thương nặng, lúc này, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sức mạnh của lão yêu hoàng cũng đang suy giảm, ổng ta thực sự quá mệt, sau khi bị Bạch Nguyệt không đánh thương nặng, có thể chống cự đến bây giờ đã là cực hạn trong cực hạn, Lĩnh Lung cũng hư yếu, quan trọng nhất là ngay cả tự tại thần ma công cũng bắt đầu suy yếu cùng với Trần Đức sức cùng lực kiệt, trở lại trạng thái bình thường. Nỏ mạnh hết đà. Trần Vạn Sinh nói đúng. Trần Đức thực sự đã là nỏ mạnh hết đà, cung hết mũi tên. Ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, dồn dập. Đáng tiếc, không thể đích thân giết mày, Trần Vạn Diệu nhìn Trần Đức một cái, tỏ vẻ tiếc nuối. Sau đó, ông ta liên thủ với Trần Vạn Sinh đánh phá hư không. Bỗng chốc, biến mất trong tầm mắt của Trần Đức. Quay lại cho tôi. Trần Đức quát một tiếng hung dữ, toàn thân cũng run lên, đôi mặt dần hóa thành đồng tử màu tím yêu dị. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một khe nứt hư vô bị đập mờ, đó là thiếu thiên địa của Trần Đức. Có thể thấy rõ ràng, trong thiếu thiên địa, thủy triều gào thét, một làn nước xanh biếc từ trên trời cao trút xuống như thác nước. Ầm ầm ầm, như mãnh thú hồng thủy, lập tức nhấn chìm cả khu vực. Trong làn nước, một con cự thú như cá nheo đang sôi sục, như núi lớn nhảy vọt ra từ trong tiểu thiên địa, hai xúc tu quỷ dị và linh hoạt, trong cái miệng, nanh như răng nhọn. Miệng như hố đen, nó vừa xuất hiện là phát ra tiếng kêu quỷ dị như biển thét. Tiếng kêu này khiến thần hồn của gần như tất cả mọi người đều run mạnh.
Thú thủy hư. Bỗng chốc, gần như tất cả mọi người đều nhận ra nó. Đúng thế, chính là thú thủy hư. Điều quan trọng nhất là, con thú thủy hư này quá cổ xưa, quá lớn, giống như dãy núi, giáng xuống. Sau đó, một cảnh khiến người ta kinh hãi xảy ra. Thú thủy hư há cái miệng lớn, lập tức, cắn xuống hư không chỗ Trần Vạn Sinh, Trần Văn Diệu biến mất. Phụt phụt, có thể thấy rõ ràng, máu bắn tung tóe, hư không nứt lìa, hai người Trần Vạn Sinh, Trần Văn Diệu bị thú thủy hư nuốt chửng, trong lúc răng cưa khổng lồ mở ra, hai người lập tức hóa thành vũng máu, bị nuốt xuống bụng. Hai cường giả, hư cũng không kịp hư một tiếng, đã chết hoàn toàn. Chỉ để lại máu đỏ tanh nhuốm đỏ răng của thú thủy hư, khiến nó trông vô cùng hung dữ, giống như một con thú hung dữ trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, Trần Đức được tự do trở lại, cơ thể nhảy vọt đến trên lưng thú thủy hư. Đồng thời, nhược thủy bắt đầu tràn ra khắp bốn phương tám hướng, nhấn chìm cả khu vực, đám người Hiên Viên Vân Hải, Hiên Viên Điên Cuồng, Hiên Viên Chiến ở gần đó vội vàng thi chiến trận pháp, trong tích tắc rút khỏi ra chỗ cách vạn dặm. Bốn người Tô Y Y, Thích Thiện cũng tránh xa ngay lập tức. Không ổn. Vẻ mặt Trần Phong Hành biến sắc, mạnh như ổng ta, lúc này cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc đến là 9 người, lúc này, chỉ còn lại 7 người, bọn họ vỏ cùng nhỏ bé trước mặt thú thủy hư khổng lồ, chỉ có thế ngước nhìn. Đây là nhược thủy, Trần Phong Hành cất giọng trầm trọng, trong nhược thủy, chính là thế giới của thú thủy hư, không thể để nhược thủy nhiễm đến chúng ta. Rõ. Hai. Bên cạnh ông ta, một trưởng lão mặc áo bào màu trắng lập tức nhận lệnh, trong lòng bàn tay, một quả linh cầu màu đỏ hiện lên, lập tức, linh cầu màu đỏ bao trùm 7 người, ngăn cách họ khỏi thế giới này, nhược thủy lướt qua vai họ, cuối cùng vẫn nhấn chìm bọn họ. Việc này cũng được coi là trong dự liệu của Trần Đức. Tuy thú thủy hư hung mãnh, nhưng có một nhược điểm chí mạng. Nó chỉ có thể sinh tồn trong nhược thủy, một khi nó rời khỏi nhược thủy thì sẽ chết. Tuy bản thân nó có thể sinh ra nhược thủy, nó ở chỗ nào thì chỗ đó có thể có nhược thủy, nhưng giải phóng ra nhược thủy cũng cần thời gian nhất định. Trong nhược thủy là thế giới của thú thủy hư, bề ngoài nhược thủy cũng là thế giới mà cả đời nó không thể chạm đến. Đây cũng là lý do vì sao đến bây giờ Trần Đức mới triệu hồi nó ra. Nếu triệu hồi quá sớm, với cường giả đẳng cấp như Bạch Nguyệt không lại thêm quyền trưởng vĩnh hằng, e rằng thú thủy hư sẽ chết không có chỗ chôn thân trong tích tắc. Sau đó, trong tay Trần Nguyên Vũ, lại có người thân của anh và An Nhã Hy. Đối với loại người có địa vị và đẳng cấp như Trần Phong Hành mà nói, muốn ngăn cách ra một tiểu thế giới thực sự quá dễ, cũng may, mặc dù ngăn cách ra một tiểu thế giới, bọn họ cũng không dám đứng sừng sững lâu trong nhược thủy, bởi vì, bọn họ đang chìm xuống. Nếu không rời khỏi, sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong nhược thủy này. Sau khi ngăn cách nhược thủy, mấy người lập tức thi chiến trận pháp. Từ trong thiếu thế giới, trực tiếp rời khỏi phạm vi tràn ra của nhược thủy. Khoảnh khắc bọn họ biến mất, nhược thủy gào thét, thiếu thế giới đó hoàn toàn bị nhược thủy nuốt chửng, không ngừng chìm xuống. Trưởng lão nhà họ Trần đó hoàn toàn mất đi sức mạnh kiểm soát quả linh cầu màu đỏ đó, trong nhược thủy, bị ép thành mảnh vụn. Trần Đức thở nhẹ nhõm, cũng coi như tạm thời ngăn được bọn họ. Nhưng tình hình vẫn không lạc quan. Lắm. Dù sao, vẫn còn 7 lão già. Các ông, chẳng phải muốn đi giết người của tôn sao, Trần Đức ngồi trên lưng thú thủy hư, anh cười lạnh lùng vỗ đầu của thú thủy hư, đuổi theo cho tao, nuốt chửng họ. Hú! Thú thủy hư phát ra tiếng kêu vang sáng. Liền sau đó, mang theo nhược thủy vô tận trực tiếp xông về phía 7 người Trần Phong Hành. Sắc mặt mấy người Trần Phong Hành trở nên rất khó coi, luận thực lực, thú thủy hư khá cường mạnh, trong một lúc, kế cả bọn họ cũng không có cách gì. Đối diện với thú thủy hư, bọn họ chỉ có thế rút lui. Sau đó, một cảnh khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Trần Đức cưỡi thú thủy hư, lướt đi trên nhược thủy, đuổi 7 cường giả siêu cấp như đuôi chó, nhược thủy như biến gào, vù vù vang lên, 7 cường giả hàng đầu đang không ngừng lùi lại trong sự rượt đuổi. Cậu Trần, cứ như vậy không phải là cách, thế gia viễn cố căn cơ thâm hậu, sẽ có cách đối phó thú thủy hư, lão yêu hoàng nhắc nhở, nhân lúc bây giờ họ không có cách. Việc cậu nên làm nhất là bỏ chạy, nghe chỉ lệnh của tôi, chạy đến nơi an toàn. Không được. Trần Đức lắc đầu. Anh đâu thế không biết cứ như vậy không phải là cách. Nhưng tạm thời anh cũng không có cách khác. Tấm da người bát thần từ sau khi động đậy một chút trước đó, thì lại như chìm vào giấc ngủ,
không có phản ứng gì, vốn không thể giúp anh, mà nếu một khi anh bỏ chạy, bảy lão già đó sẽ được rảnh rỗi, nhất định sẽ ra tay với Vạn Tẽo Giới. Trần Đức có thể để chuyện này xảy ra sao? Chỉ cần anh còn sống, chắc chắn không cho phép. Anh chỉ có thể đuối mãi, đế mấy lão già đó không rảnh đế làm gì khác. Còn chuyện sau đó, đi một bước tính một bước. Bảy người Trần Phong Hành vô cùng bực mình, ở thế giới đại thiên này, luận thực lực, luận cảnh giới, bọn họ đều là cường giả hàng đầu đấy. Nhưng bây giờ lại bị một kẻ thiên đạo lục trọng thiên mà còn như nỏ mạnh hết đà cắn sau mông. Bảy người Trần Phong Hành, người nào cũng hừng hực lửa giận. Nhưng lại không có cách gì, chỉ có thế nhịn. Nồi ấm ức này duy trì đến 10 phút. Sau, bù, bỗng nhiên, ở phía xa, phía chân trời có một bóng người vội vàng đến, như lưu quang, hai tay cầm một cây cung rực lửa, cây cung cao bằng một người, cháy ngọn lửa bừng bừng, trong phút chốc người đó đưa đến trước người Trần Phong Hành, dâng mũi tên, tộc trưởng, thuộc hạ đến muộn, XLN tộc trưởng trách phạt. Vân chưa chết, không coi là muộn. Trần Phong Hành nhận lấy cung tên, trong tích tắc, cả người ông ta đều bùng cháy, hào quang giữa cánh tay hiện lên, nguyên khí hóa thành ngọn lửa ngút trời, cơ thể Trần Phong Hành không ngừng to lèn, như một tòa núi lớn xảy ra hỏa hoạn. Mũi tên lên cung, kéo thật căng. Lúc kéo dây cung, ngọn lửa cháy càng lớn hơn. Trong phút chốc, mũi tên dài đến 3 mét nhằm chuẩn vào thú thủy hư. Bù! Mũi tên rời khỏi cung. Ngọn lửa cháy bừng bừng, như một con phượng hoàng lửa bay múa, mau chóng bắn về phía thú thủy hư. Những chỗ nó lướt qua, nhược thủy giống như gặp phải kẻ địch lớn, không ngừng bốc hơi, tránh sang hai bên. Thậm chí, Trần Đức có thể cảm nhận rõ ràng thú thủy hư dưới người mình đang sợ hãi, run rẩy. Bát hoang, mau rút đi, đó là thiên hỏa tiền, trong thiếu thiên địa, Trần hành giả cũng nhìn thấy rõ ràng mũi tẻn bẻn ngoài, từng là một thành viên của nhà họ Trần, đương nhiên ông ấy vừa nhìn là nhận ra nó. Thiên hỏa tiền là một trong bảo vật của nhà họ Trần. Ngọn lửa chẽn mũi tên được xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng ngọn lửa của thế giới đại thiên. Còn xếp hạng cao hơn cả ly hỏa. Là ngọn lửa từ bên ngoài trời rơi xuống 6 vạn năm trước, lúc đó đã dần đến mấy thế lực viễn cổ tranh giành, cuối cùng vì các nguyên nhân khác nhau, đã rơi vào nhà họ Trần. Bên ngoài trời, ngay cả thần cũng không đánh ra được, tuy hai người Hiên Viên Anh Hùng và Bạch Nguyệt không rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ chiến đấu bên trong trời đất, không thể đột phá kết giới vô hình, mà thiên hỏa đến từ bên ngoài trời, nó mạnh đến mức nào, nghĩ cũng biết, thiên hỏa tiền được tạo thành từ thiên hỏa, lấy một phần ngọn lửa. Còn nguyên liệu của mũi tên là từ nước Vĩnh Hằng, cũng không phải vật tầm thường. Huống hồ, mũi tên này là do Trần Phong Hành bắn ra. Đừng nói bảo vật như thiên hỏa tiền, cường giả đẳng cấp như Trần Phong Hành, cho dù một sợi tóc được ông ta khẽ bắn ra cũng đủ hủy thiên diệt địa, rời núi chấn biển, lúc này, ông ta dốc hết sức bắn ra một mũi tên, nghĩ cũng biết mạnh thế nào. Vù vù, thần tiền xuyên hư không, cả thế giới đều đang chấn rung, những chỗ nó lướt qua. Đế lại dấu vết hỏa tiền dài bùng cháy trong hư không, giống như đang thiêu cháy pháp tắc, thiêu cháy không gian. Nhược thủy như chuột gặp phải mèo, không ngừng né tránh, không ngừng bốc hơi. Phụt! Mũi tên đó, Trần Đức hoàn toàn không kịp phản ứng. Mũi tên đâm vào thú thủy hư. Trực tiếp xuyên thủng. Hú! Thú thủy hư phát ra tiếng kêu thảm rằng xé đau đớn, cơ thể khổng lồ lăn lộn, như cá chết. Trên người xuất hiện lỗ máu khổng lồ. Vỏ cùng kinh hãi. Bù. Đột nhiên, trong cơ thể thú thủy hư bùng cháy lên ngọn lửa hừng hực, từ trong ra ngoài. Thú thủy hư lập tức hóa thành cho bụi. Nhược thủy ngàn giảm, cũng biến mất không hình không bóng theo cái chết của nó. Thú thủy hư, Trần Đức ngẩn người, muốn bảo vệ thần hồn của thú thủy hư. Nhưng bất luận anh tìm kiếm thế nào, cũng không phát giác ra được khí tức của thú thủy hư. Chỉ trong tích tắc, thú thủy hư đã chết. Đến nỗi kế cả là anh cũng không kịp phản ứng. Đồng tử của Trần Đức run lên, lồng ngực kìm nén ngọn lửa, cực kỳ khó chịu. Cậu Trần, không cần buồn, thú thủy hư chết thì cũng chết rồi, lão yêu hoàng nói, tuy cùng là yêu tộc, nhưng thú thủy hư cùng lắm chỉ là súc vật, đã ăn hết hàng tỷ sinh linh mới có thể sống đến hôm nay, trong đó có không biết bao nhiêu tu sĩ chết trong tay nó. Trần Đức khẽ gật đầu, đương nhiên anh biết thú thủy hư là thế nào. Chỉ có điều, anh vẫn vô cùng tức giận. Trần Phong Hành quá tàn bạo. Một lời không hợp thì tẻo diệt cả Vân Tiêu Giới, giết thú thủy hư, cũng hoàn toàn không cho con đường sống,
trực tiếp thịt nát xương tan. Nếu không phải nước Vĩnh Hằng cần anh, e rằng, Trần Phong Hành cũng sẽ giết cả anh đấy. Vẫn nên suy nghĩ xem thoát khỏi mấy lão già này bằng cách nào đi, lão yêu hoàng nhắc nhở nói, nếu không, có thể gặp đại họa giáng xuống đầu thật. Đấy, lão yêu hoàng vừa nói xong. Soạt, thiên hỏa tiền bắn chết thú thủy hư, rồi lại bay ngược trở về đến trong tay Trần Phong Hành. Sau đó, cùng lúc đó, mấy người Trần Phong Hành đến trước người Trần Đức. Ha, mày tưởng rằng một con súc sinh thì có thể ngăn được bọn tao sao, Trần Phong Hành quay lại, lần này, ông ta trực tiếp giơ tay kẹp cổ của Trần Đức, nhấc anh lên, có thể thấy rõ ràng, trong đôi mắt Trần Phong Hành ngưng tụ ra sát ý vô cùng dày đặc. Nếu có thể, ông ta sớm đã giết chết Trần Đức 1000 lần, 1000000 lần, 10000000 lần. Chỉ đáng tiếc, ổng ta không dám. Đối diện với nước Vĩnh Hằng, ông ta chỉ là đàn em. Một câu nói của thần đế, thì có thể khiến ổng ta chết, ông ta đâu dám động vào thứ thần đế muốn. Không thể khiến Trần Đức chết, nhưng ông ta có thể hành hạ Trần Đức. Giết người không bằng diệt tâm. Trần Bát Hoang, mày cũng xem như là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đáng tiếc, trong người chảy dòng máu nhà họ Trần, nhưng không phải người nhà họ Trần tao, Trần Phong Hành cười giễu cợt, vừa đáng tiếc lại đáng hận. Thứ đáng tiếc đó là Trần Đức không thể được ông ta sử dụng. Thứ đáng hận là hôm nay Trần Bát Hoang đã khiến ông ta mất hết mặt mũi. Một vỏ lượng tôn. Đế một tên rác rưởi Lục Trọng Thiên rượt đuổi. Đố ối với nhân vật thượng tầng và cường giả tuyệt thế như bọn họ mà nói, hoàn toàn là chuyện thiếu lâm. Chí ít có thể bị người ta cười cả vạn năm. Người cần da, cây cần mặt. Trần Phong Hành có thể không tức giận sao? Trần ai? Trần Phong Hành nói với một trưởng lão gần ông ta nhất, ông đích thân đi một chuyến đến Vân Tiêu Giới, phải làm thế nào xác ông biết rồi chứ? Tộc trưởng yên tâm, Trần Ai lạnh lùng nói, tôi nhất định sẽ cho mấy con kiến hôi Vân Tiêu Giới kia hướng thụ tốt một chút. Trần Ai là người mạnh nhất trong các trưởng lão, đã gần đến vô lượng tôn, mà dáng vẻ của ông ta không khác gì một người đàn ông trung niên, có thể tưởng tượng ra thiên phú và thực lực mạnh mẽ của ông ta. Được. Trần Phong Hành đùa giỡn nhìn Trần Đức đang bị ông ta xách, lạnh lẽo nói, lần này tao xem mày có thế dở trò gì. Một con kiến hôi thôi mà, có thể khiến chúng ta trả giá lớn như vậy mà đã kiêu ngạo rồi. Không sai, đối với nhà họ Trần chúng ta, não thằng nhóc này nhất định là bị cửa kẹp rồi. Ha ha ha, tao rất mong đợi hình ảnh Vạn Tiêu Giới bị hủy diệt truyền tới đấy, nhìn thấy bạn bè và người thân mày chết đi, để xem mày có biếu cảm thế nào. Mọi người cứ chờ xem thôi, Trần Ai tôi ra tay, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lần, Trần Ai kiêu căng nói. Mấy trưởng lão cũng tức giận, bọn họ rất ít khi chửi bậy, lúc này bắt đầu chế giễu Trần Đức, trút ra ác khí trong lòng. Ha 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 ha. Trần Ai vừa dứt lời. Lại thấy, bả vai Trần Đức bắt đầu rung rung, miệng phát ra tiếng cười nhạt lạnh lẽo hơn cả ma quỷ, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao. Trần Bát Hoang tôi sao không tin được vậy? Cùng lúc nói chuyện, trong cơ thể Trần Đức, âm dương kinh bắt đầu vận hành nghịch hướng. Âm dương kinh, nghịch chuyến. Khi âm dương kinh đồng thời dịch chuyến, trên thần thức, chấm đen kia bắt đầu không ngừng lan tràn, cho đến khi lẻn mặt lên người Trần Đức thì bắt đầu xuất hiện từng mảng màu đen liên tục lan tràn, giống như có một loại ấn ký, ấn nguyền rủa nào đó, đường vân quỷ dị màu đen từng chút một in sâu vào trong mặt tất cả mọi người. Màu đen quỷ dị lấm tấm, nhìn giống như không có quy luật, không dấu vết, trên thực tế giống một loại đường vản cố xưa nào đó, cơ thể và mặt Trần Đức đều xuất hiện đường vân màu đen, như có từng đám mây đen khác trên người anh. Trên thần thức, điếm đen nhỏ, nói chính xác là ma nguyên, lúc này cũng như đường vân trên cơ thể Trần Đức không ngừng lan tràn. Không ổn, linh lung kinh hãi, cảnh tượng này cỏ ta quá quen thuộc. Ngày xưa, khi Vân còn ở vùng mai táng thần ma tại Vân Tiêu Giới, Trần Đức gặp phải một người tên là Huyết Đồ. Khi đó, Huyết Đồ quá mạnh, hôm nay cũng giống vậy, Trần Đức vốn không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, khi đó, anh cũng nghịch chuyến âm dương kinh, để thăng sức chiến đấu để đánh một trận. Nhưng, hiệu quả mặt trái kia quá kinh khủng. Dù đã 2 năm trôi qua, Linh Lung vẫn còn nhớ rõ, Trần Đức năm đó thần thức hoàn toàn bị chôn vùi, chiếm đoạt, mất đi nhân tính. Luân lạc trở thành một cỗ máy giết người. Nếu không phải là ở trong vùng mai táng thần ma, Linh Lung lấy được Thái Dương Châu, chỉ sợ không thế nào thức tỉnh Trần Đức.
Chỉ là, sau khi sử dụng Thái Dương Châu một lần, năng lượng của hạt châu kia đã biến mất gần như không còn, vốn không thể dùng lại lần thứ hai. Huống chi, Trần Đức bây giờ mạnh hơn ngày trước rất rất nhiều, một khi mất đi nhân tính, trở thành hình người dã thú thì rất khó có khả năng phục hồi. Trần Bát Hoang, đừng, Linh Lung lớn tiếng ngăn cản. Nhưng, không kịp rồi, âm dương kinh đã nghịch chuyển. Mặc dù, Trần Đức còn có thần thức sau cùng cũng khó khống chế. Tự tại thần ma công là chìa khóa mở ra năng lượng ma nguyên, nhưng phải mở ra từng tầng, dưới trình độ khác nhau thì có thế chịu lực ma nguyên khác nhau. Lần này Trần Đức lại một lần nữa nghịch chuyển âm dương kinh, giống như lại không cần đến chìa khóa, trực tiếp mở miệng lũ, một khi lũ trào ra, hoàn toàn không phải thứ anh có thế khống chế. Có thể cảm nhận rõ ràng được. Một luồng khí tức bạo loạn, tiêu hủy, âm u đang tràn ngập trong cơ thể Trần Đức. Hừ, chân mày Trần Phong Hành Đông cứng lại, cảm nhận luồng khí tức bạo động kia, mơ hồ thấy có chút bất an. Cùng lúc này, ông ta còn chưa lấy lại tinh thần. Hai cánh tay Trần Đức đã túm lấy bàn tay Trần Phong Hành đang bóp cổ anh, giữa lúc kinh ngạc, ngón tay Trần Phong Hành đã bị đẩy ra. Tiếp đó, Trần Đức đã thoát được ra ngoài. Lão yêu hoàng, Linh Lung, về sau, người của tôi giao cho hai người, chăm sóc, thần thức của Trần Đức đã bắt đầu mơ hồ, khí tức trong cơ thể đang điên cuồng tăng lên, thân hình cũng dương cao, tăng trưởng từng tầng. Nhóc Trần, cậu điên rồi à, lão hẻo hoàng cũng cảm nhận được thay đổi trong đó, ông ta có chút ngơ ngác, chưa từng nhìn thấy qua phương thức để thăng muốn đòi mạng như thế này. Là điên đó, bị ép đến điên rồi. Khóe miệng Trần Đức lóe lên nụ cười tàn khốc. Lúc nói chuyện, Linh Lung và lão yêu hoàng phát hiện tiểu thiên địa nơi mình ở đang dung hợp, sau đó, lại đang thoát khỏi Trần Đức. Không tới 10 cái hít thở. Tiểu thiên địa hoàn toàn thoát khỏi Trần Đức, phân tách ra. Sau đó, lại nhanh chóng cách xa Trần Đức, thoát khỏi chiến trường. Âu Dã Thanh Vũ, Diệp Khánh Ngôn, Hạ Thiên Tuyết không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ có 3 người lão thiên hoàng, Linh Lung, Trần Hành giả biết tình hình. Bọn họ đều là cường giả nhất đẳng, vậy nên rất rõ, Trần Đức đang phân tách tiểu thiên địa và bản thân mình ra. Chỉ có như vậy, sau khi hoàn toàn mất đi lý trí, mê muội, Trần Đức mới không ảnh hưởng đến họ. Tiểu thiên địa tách rời, trực tiếp trôi bồng bềnh vào trong hư không, nhanh chóng cách xa chiến trường, không tới 1/10 cái hít thở, họ đã không nhìn thấy bóng dáng của Trần Đức. Hẹn gặp lại, những người bạn. Giọng Trần Đức trầm thấp. Anh không nỡ. Nhưng, không còn cách nào khác. Lần trước có Linh Lung và Thái Dương Châu mới có thể thức tỉnh anh. Lần này, một khi mất đi thần trí, không biết mình có thể tỉnh lại hay không. Dù có thế, nhưng tỷ lệ vẫn vô cùng nhỏ, gần như bằng không. Thằng nhã ỉ kia có hơi quỷ dị, Trần Ai vốn định rời đi lại dừng bước lại, chân mày nhíu chặt. Không sai, hình như đang mất đi thần chi, một chướng lão cũng cau mày. Có một dự cảm xấu. Trần Phong Hành hừ lạnh nói, đơn giản là một vài phương pháp cưỡng chế để thăng cảnh giới, để thăng sức chiến đấu mà thôi. Trần Ai, ông mau đi Vân Tiêu giới đi, một Trần Bát Hoang nhỏ bé ở trước mắt mấy người lão phu thì không tạo nổi sóng gió gì đâu. Không sai, thiên đạo lục trọng thiên, dù có để thăng thêm nữa thì có thế để thẳng đến đại tôn không? Mấy vị trưởng lão đều là đức cao vọng trọng trong nhà họ Trần, địa vị tồn tại cực cao. Thực lực thấp nhất cũng trên cảnh giới đại tôn, hơn nữa cũng đã tiến vào đại tôn nhiều năm nay, sức chiến đấu thật có thế so với đại chí tôn. Trong đó còn có 2 người vốn chính là đại chí tôn, cộng thêm vô lượng tôn Trần Phong Hành. Trần Đức có lý do gì mà nổi sóng? Gió. Được, Trần Ai gật đầu. Cùng dây. Trần Phong Hành dẫn đầu, cộng thêm vị cường giả cấp tôn đưa thiên hảo tiến đến, tổng cộng 7 người trong nháy mắt bao vây về phía Trần Đức. Giết. Cùng dây đó, Trần Đức cũng quát. Khẽ. Khí tức khủng khiếp cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập 4 phương 8 hướng, trầm bổng mở ra, giống như một viên đạn nổ, nối lên từng đợt sóng cuồng bạo, Trần Đức dùng thần trí cuối cùng còn tồn tại, định xông về phía Trần Ai. Nhưng, mấy người Trần Phong Hành cũng không phải ăn chay, thân là cường giả siêu cấp, cả đời này bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, có thể sống đến bây giờ, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ đã cực kỳ phong phú. Trong khoảnh khắc Trần Đức định sỏng ra, xung quanh anh đã hiện lên một tấm lưới vàng cực lớn, bao phủ vào trong đó. Vù! Kích định thiên được sử dụng. Âm dương kinh nghịch chuyến,
Trần Đức lúc này giống như ma vương giáng xuống, mái tóc đen điên cuồng dài ra, dài đến bên hông, sau đó lại thành màu trắng, rồi sau trắng lại hóa thành tím vàng. Nghiêm chỉnh mà nói, đó đã không phải là tóc, mà là từng đường hồn độn tử kim. Lôi, sợi tóc của anh giống như một mảng lôi hải, điện mang xen lẫn, đôi mắt có điện quang lóe sáng. Ly hỏa bám theo mỏm đá, bao trùm kích định thiên, hai thứ gần như hóa làm một, đế lại trong hư không từng vết lửa. Suy suy, Trần Đức đang giãy giụa trong lưới lớn, anh rất rõ, thời gian của anh không còn nhiều, một khi mê muội, anh sẽ mất hết nhân tính, tùy ý giết người, cần phải phong tỏa Trần Ai trước và đánh nhau với ông ta, nếu không thì rất có thể sẽ đế mặc ông ta rời đi. Nhưng làm gì được? Bảy người quả thực quá mạnh, mặc dù có ma nguyên để thăng sức chiến đấu, Trần Đức phát hiện cũng rất khó giãy giụa ra ngoài. Bây giờ, sức chiến đấu của anh cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp tôn. Hơn nữa, là sơ tôn trong cấp tôn. Nói thật, sức chiến đấu có thể tăng đến như vậy đã rất khá rồi, khiến rất nhiều người kinh hãi. Chỉ là so với mấy vị đại tôn, đại chí tôn trước mặt thì vẫn quá yếu. Trần Đức dựa vào đâu mà xông ra, cầm đầu đi sao? Không. Dù là cầm đầu cũng không có bất kỳ tác dụng. Trạng thái của Trần Đức đã cực kỳ huyền diệu. Cho dù anh lúc này vẫn không thể nào so sánh được với bảy vị cường giả cao cấp. Nhưng, Trần Phong Hành thân là tộc trưởng của thế lực phiên cổ, ông ta vẫn vô cùng kinh hãi. Trần Bát Hoang, không khỏi thừa nhận, cậu thật sự yêu nghiệt, thời điểm này còn có thế để thăng cực hạn, lão phu rất kinh ngạc, trong đòi mắt già nua của Trần Phong Hành tràn đầy chấn động. Dù là khi ông ta còn trẻ hay ở cảnh giới thiên đạo cũng không làm nối điều này. Đừng nói là cảnh giới thiên đạo, đã từng có thời kỳ ổng ta ở đế quân, muốn đạt sức chiến đấu cấp tôn cũng không hề làm được. Từ vương quân đỉnh phong đạt tới sức chiến đấu cấp đế quân, đối với yêu nghiệt và thiên tài như bọn họ thì rất dễ dàng, nhưng muốn từ đế quản vượt qua cấp tôn, chênh lệch lớn thế nào, chỉ có những người bọn họ đã từng vượt qua mới rõ ràng. Nếu như hôm nay là người khác đối mặt với Trần Đức, có lẽ anh thật sự có sức đế đánh một trận. Đáng tiếc, người mà Trần Bát Hoang đối mặt là một vị vô lượng tôn, hai đại chí tôn, bốn đại tôn. Mà vân còn Trần Ai đang đi đến vân tiêu giới. Nếu Trần Ai ở đây, thì sẽ có ba đại chí tôn. Đội hình như vậy nếu không phải vì thần quốc Vĩnh Hằng xen vào giữa, đủ để bọn họ chém chết Trần Đức cả vạn lần. Trần Đức không nói gì. Kích định thiên trong tay đốt cháy thành ngọn lửa hừng hực. Nguyên khí trong cơ thể giống như sóng biến sỏi trào, cuồn cuộn, đâm vào trong lưới lớn như một con thú bị nhốt. Thời gian của anh không còn nhiều, phải xông ra. Nhưng, lại lực bất tòng tâm. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, hết lần này đến lần khác va chạm, hết lần này đến lần khác gầm thét, trong chu vi vạn dặm cũng truyền ra tiếng gầm thét của anh, ầm ầm vang dội. Từ bỏ đi, hắc hắc, thằng nhãi, mày có thể chống lại được nhà họ Trần sao? Một trưởng lão châm biếm cười lạnh, giống như nhìn vào súc sinh, trong ánh mắt không có một chút thương hại. Cần gì phải chịu khổ chứ? Quỳ xuống, dập đầu nhận sai, cầu xin tộc trường, có thể tộc trường sẽ mềm lòng, sẽ bỏ qua cho vạn tiêu giới thì sao? Một lão giả khác nói, quan hệ giữa ổng ta và Trần Hành giả không tệ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Trần Hành giả chính là tâm phúc của ông ta, chỉ là tình hình hiện giờ ông ta không có cách nào giúp đỡ. Thứ duy nhất có thể làm là hy vọng Trần Đức nhượng bộ, có lẽ chỉ có như vậy vân tiêu giới mới có 0.00001% cơ hội sống sót. Dù sao thì, mặt mũi nhà họ Trần không cho phép bất kỳ ai làm nhục. Từ khoảnh khắc Trần Đức giết chết Trần Nguyên Vũ trước mắt Trần Phong Hành, anh đã bị định đoạt phải trả một cái giá thật lớn. Không dám giết anh, vậy thì chu diệt trái tim anh. Nếu không, thân là một trong 9 thế gia viễn cổ lớn, mặt mũi uy nghiêm ở đâu nữa? Nhà họ Trần không phải ai cũng có thể xâm phạm, tộc trướng nhà họ Trần càng không phải là người mà ai cũng có thể coi thường. Mềm lòng, ha ha, Trần Phong Hành nói hở hững, ông ta ở tuổi này có gì mà chưa từng thấy qua. Hai chữ mềm lòng đã biến mất trong từ điển cuộc đời ổng ta từ lâu rồi, ổng ta lạnh lùng nói, đừng nói là quỳ, dù tự vần trước mặt tôi, vân tiêu giới cũng sẽ bị hủy diệt. Bảy vị cường giả cấp cao đứng ngoài lưới lớn. Giống như nhìn tên hề. Nhìn Trần Đức đụng tới đụng lui ở bên trong. Ngoại giới. 10 tỷ võ giả xem cuộc chiến cũng chấn động. Trong số bọn họ có 99% người chưa từng nhìn thấy cường giả cấp cao nhà họ Trần xuất hiện. Hôm nay gặp mặt rồi,
thật sự đã lĩnh hội được sự mạnh mẽ của nhà họ Trần, lĩnh hội sự khủng khiếp của một thế gia viền cố. Cùng lúc cảm thấy đáng tiếc cho Trần Đức thì cũng cảm thấy anh rất ngu. Nếu như không giết Trần Nguyên Vũ, thì sẽ không có chuyện gì. Cần gì phải chịu khổ như vậy? Ầm ầm ầm. Trần Đức vẫn còn đang va chạm, tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi ỉ một giây đều có thể đánh đến cả trăm ngàn lần. Nhưng, cuối cùng vẫn vô dụng. Dần dần, thần thức của anh ngày càng mơ hồ, cũng sắp tuyệt vọng rồi, anh chưa bao giờ nản chí như vậy. Cảm giác tuyệt vọng không nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không hề có ý muốn từ bỏ. Chỉ là, quá gian nan, tấm lưới lớn vô cùng bền bỉ. Anh giống như cá mắc trong lưới lớn, cho dù cố gắng dẫy dụa thế nào cũng không nhìn thấy hy vọng có thể rời đi. Cứ như vậy sao, một lúc sau, Trần Đức dừng lại, không va chạm nữa. Đã thử nghiệm ngàn lần vạn lần, anh rất rõ, cái này quá khó. Lần này thật sự rất khó khăn. Chỉ cần giữ vững ý thức. Anh vĩnh viễn khóng thế nào xông ra. Bây giờ, biện pháp cuối cùng và duy nhất chính là hoàn toàn từ bỏ ý thức, rơi vào điên cuồng. Từ bỏ sao, một vị trưởng lão khinh bỉ nói, nên từ bỏ từ sớm, một con cá nhỏ sao có thể đánh với lưới lớn. Không biết tự lượng sức mình thì phải trả cái giá thật lớn. Thật đáng thương, nhìn trạng thái của mày, có phải tẩu hỏa nhập ma rồi không? Trần Phong Hành mắt nhìn thấy Trần Đức, khi mọi người đã nói gần hết, ông ta mới chậm rãi nói, nếu từ bỏ dãy giụa, vậy thì tao sẽ cho mày chính mắt nhìn thấy Vân Tiêu giới bị hủy diệt như thế nào. Lời vừa dứt, Trần Phong Hành đã ném ra một hòn đá. Đá sen lằn đại đạo, rất nhanh liền chiếu ra một bức họa. Hình ảnh rất lớn, còn lớn hơn cả ở rạp chiếu phim, hơn nữa không khác gì một hình chiếu 3D. Trong hình ảnh, núi sông lướt qua. Ở giữa, Trần Ai đang đi trong hư không, đi đến điếm giới hạn của Vân Tiêu giới. Loại vị trí như Vân Tiêu giới đối với bọn họ mà nói rất nhỏ, nhỏ như hạt bụi. Nếu không phải vì Trần Đức, cấp bậc như bọn họ sẽ không chú ý đến Vân Tiêu giới. Dù sao thì vị trí lệ thuộc như Vân Tiêu giới, không có 100.000 thì cũng có 80.000, một vài cường giả siêu cấp có lúc tâm tình không tốt, tiện tay sẽ hủy diệt vài chục người, rất tàn khốc, nhưng đây là hiện thực, ai bảo ngươi yếu. Rớt lại phía sau. Rớt lại phía sau thì phải bị đánh. Hủy diệt vị trí như vậy, đối với cường giả đại thiên thế giới mà nói cũng chỉ là cái lật tay. Đương nhiên, loại người này rất hiếm. Bình thường không ai để ý đến sống chết của vị trí lệ thuộc, giống như loài người sẽ không chú ý đến con kiến. Cho nên, cường giả cái thế như Trần Ai nếu đối lại là ngày trước, ông ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Vân Tiêu giới. Điểm giới hạn giữa Vân Tiêu giới và Đại Thiên Thế giới cũng ở nơi biên giới, dù là Trần Ai cũng cần một khoảng thời gian. Lướt qua núi sỏng đất đai. Tốc độ của Trần Ai cực kỳ nhanh. Mỗi một bước giống như đang xuyên qua thời không, tốc độ nhanh như vậy, cộng thêm có truyền tống trận phụ trợ, khiến màn ảnh cực lớn kia cũng có chút khó khăn khi bắt bóng dáng của ổng ta. Trần Đức không nhìn. Anh nhắm hai mắt, để mặc cho đường vân màu đen trên ma nguyên lan tràn. Anh muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sức chiến đấu mạnh nhất, có thể đạt đến đỉnh phong. Thậm chí giờ phút này, nhân lúc vẫn còn thần trí, anh đốt cháy máu tươi của tu sĩ thuộc về thần hồn, đốt cháy máu tươi tương đương với đốt cháy tuổi thọ, dùng tính mạng để thăng sức chiến đấu. Vù, N, đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Hư không phía xa rung chuyển, sau đó lóe lên một trận sáng nhức mặt. Ánh sáng càng ngày càng gần. Rõ ràng có thể thấy. Một thanh kiếm. Đang từ phía xa cấp tốc lao tới. Kiếm mang rét lạnh, xuyên qua hư không, như là duy nhất giữa trời đất. Khi trường kiếm tấn công tới, có thể cảm nhận rõ ràng, bầu trời nóng ran, nhiệt độ hạ xuống kịch liệt, thậm chí trên cát đá bắt đầu chậm rãi kết ra một tầng sương lạnh, một luồng khí lạnh âm u tràn ngập trong lòng mỗi người. Nhiệt độ trời đất này trong thời gian chưa đến một tháng 10 giây, đột ngột giảm xuống điểm đóng băng. Kiếm kia, càng ngày càng gần, nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng, quy luật quấn quanh, trong khoảnh khắc. Xoạt xoạt xoạt, như thái đậu cắt chỉ, trong nháy mắt phá vỡ tấm lưới lớn thành từng mảnh. Tiếp đó, trường kiếm bay lượn, từ xa bay tới. Trong hư không, một cái tay lộ ra, vững vàng nhận lấy. Ai? Ánh mắt Trần Phong Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hư không, một đại chí tôn bên cạnh ông ta quát mâng.
ai ngăn cản nhà họ Trần làm việc. Cùng giây đó, Trần Đức còn lại chút thần thức cuối cùng cũng đột nhiên mở hai mắt. Quá quen thuộc, lời đại chí tôn kia vừa dứt. Trong hư không, một thân ảnh bước ra. Vải thô áo gai, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm, bẽn hỏng đeo hồ lô, trong tay cầm một thanh kiếm dài 7 thước. Quả nhiên là hắn ta. Con người Trần Đức co rút lại. Độc Cô Huyền. Từ khi tạm biệt ở đảo Khốn Long, nghe Tu La Tử nói Độc Cô Huyền đến vùng huyết sát lịch luyện, anh thế nào cũng không ngờ có thể gặp lại Độc Cô Huyền trong tình huống này. Hắn ta không trả lời đại chí tôn kia. Nếu như trả lời, hắn ta cũng sẽ không phải Độc Cô Huyền nữa. Độc Cô Huyền vút lên trời cao, toàn thân cho người ta một loại ý lạnh, hắn ta bước đi cả ngàn mét, giống như một ngọn núi băng. Một hai cái hít thở. Hắn ta đã đi tới trung tâm chiến trường. Khi hắn ta đến gần, khu vực này rơi xuống từng khối băng tuyết. Hắn ta hoàn toàn không để ý đến đám người Trần Phong Hành. Ánh mắt, trực tiếp nhìn Trần Đức, dùng thần thức truyền âm, còn ngây ra đó làm gì? Bây giờ là lúc nên ngơ ngác sao? Cái tên Trần ai kia đã sắp đến điểm giới hạn. Toàn thản Trần Đức chậm lại. Chỉ là, không chờ anh nói. Độc Cô Huyền lại một lần nữa nói, anh yên tâm, tôi giúp anh chặn nơi này. Anh chịu nổi không? Cổ họng Trần Đức khàn khàn, cố nén thần thức đang hỗn loạn. Đây không phải chuyện anh nên quan tâm, Độc Cô Huyền hờ hững nói, cút mau. Được. Trần Đức liên tục gật đầu, lúc này không nên nói quá nhiều, nếu Độc Cô Huyền có thể cắt đứt lưới lớn, xuất hiện ở đây, vậy nhất định hắn ta sẽ có được chắc chắn. Hai người trao đổi thần thức cũng chỉ là chuyện trong phút chốc, Trần Đức hóa thành một đường thần mang, lướt qua bầu trời, chạy thẳng tới chỗ Trần Ai. Người anh em, đeo cái này vào, tốc độ càng nhanh, Độc Cô Huyền đánh ra một mảng thần mang, cuối thần mang có một thứ đồ cơ giới hóa giống như đĩa bay. Bù. Hai. Trần Đức bước vào, trong phút chốc liền biến mất khỏi vùng trời đất này. Tốc độ nhanh đến kinh khủng, mấy người Trần Phong Hành vốn muốn ngăn cản, nhưng một người một kiếm đã ngăn cản trước mặt bọn họ. Đối thủ của các ông là tôi, lúc này, Độc Cô Huyền mới lướt qua bọn họ. Thằng nhãi. Phải thừa nhận cậu cũng không tệ, chỉ là dựa vào cảnh giới và thực lực của cậu, liệu có thể chịu được chúng tôi một giây không? Trần Phong Hành lướt qua Độc Cô Huyền từ trên xuống dưới, không khỏi bật cười. Độc Cô Huyền, rất mạnh, nhưng, chỉ xem như là mạnh trong thế hệ trẻ, cảnh giới đã là cấp phương quân. Chỉ là dựa vào thực lực cấp phương quân thì có thể chống lại được bọn họ. Đây không phải chuyện cười sao? Đánh được hay không, thử một lần thì biết. Độc Cô Huyền nói rất ít, ít như thường lệ, nói xong 8 chữ, đột nhiên ở chân trời, một bàn tay cực lớn màu đen hướng xuống 7 người. Gầm. Một tiếng thú gầm rung trời. Rõ ràng có thể thấy. Một con cự long màu đen hiện lên từ chân trời, toàn thân nó màu đen đỏ, có 5 móng, vảy trên người lóe lên ánh sáng dài đằng đẵng, 2 cái sừng trên đính đầu đan sen sấm sét, quanh quẩn trên trời cao, một luồng khí tức chân long bay lượn bồng bềnh, che toàn bộ bầu trời. Hắc Long Vương. Chính là Hắc Long Vương ban đầu ở đảo Khốn Long đã chủ động lấy lòng Độc Cỏ Huyền và đi theo hắn ta. Lúc này, 10 tỷ tu sĩ nhìn thấy con rồng đen kia, không khỏi kinh hãi run sợ. Con rồng đen này có khí huyết chân long. Đúng vậy, dáng vẻ của nó gần dị ổng như chân long. Tôi biết người đó là ai rồi, Độc Cô Huyền, là Độc Cô Huyền, kiếm khách trẻ tuổi nhất trong nhất mạch Độc Cô. Đại thiên thế giới. Trên đời này, nói kiếm pháp của tộc nào mạnh nhất? Nhà Độc Cô dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Bởi vì, tộc Độc Cô tu luyện vô tinh kiếm. Kiếm của bọn họ không có tình. Không có tình, cho nên lạnh. Tộc Độc Cô tuy không phải thế lực viễn cố, nhưng có thực lực viễn cố, chỉ là vì người của tộc này ít, lại khiêm tốn, vì vậy không có trong thế lực viễn cổ. Nhưng, nhắc tới kiếm, ai dám coi thường tộc Độc Cô? Một vài người đã từng đi đảo Khốn Long, may mắn được thoát ra ngoài, ngay lập tức bọn họ nhận ra lai lịch của Hắc Long Vương, chỉ là không ngờ Hắc Long Vương ban đầu còn giống như con khủng long, hôm nay đã tiến hóa thành dáng vẻ như vậy. Phải biết rằng, ban đầu Long Vương từ đảo Khốn Long đi ra, gần như đều im tiếng biệt tích, không rõ hành tung. Hôm nay, Hắc Long Vương hiện thế, điều này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Một chướng của Hắc Long Vương giáng tới. Đồng thời ép 7 người như Thái Sơn ép xuống.
Nhưng, đoàn người Trần Phong Hành quá mạnh mẽ, bọn họ đứng chung một chỗ, ở đại thiên thế giới này, thế lực viễn cổ khác không ra thì bọn họ chính là đội hình mạnh nhất, ai dám tranh phong. Trong 7 người, Trần Phong Hành thậm chí còn không ra tay, 6 người còn lại cùng nhấc một trường, nghênh đón móng rồng kia. Làn sóng cực lớn thoáng qua, Hắc Long Vương bị đánh thụt lùi, phát ra tiếng gầm thét, phía chân trời, đại đạo đều bị tiếng gầm thét của nó mà kéo tới, từng đường sấm chớp chắc như cây giáng xuống, hư không vừa được tu bổ không lâu lại một lần nữa bị đánh nát. Nhưng, 6 người kia cũng có chút khó chịu. Sức mạnh của tộc Long quả thật rất mạnh. Hắc Long Vương khiến bọn họ cảm nhận nỗi đau đớn nhiều nảm chưa từng thử qua, đương nhiên cũng chỉ là đau đớn mà thôi. Chỉ là, một kích này vừa dứt. Đột nhiên, vù vù vù, trong không khí truyền đến từng âm thanh phá không, tiếp đó có thể nhìn thấy rõ ràng, xung quanh bọn họ xuất hiện hết thanh kiếm này đến thanh kiếm khác, đông đúc chẳng chịt, ít nhất hơn 1 triệu. Từng thanh kiếm bao quanh 7 người, tạo thành một khu vực đặc biệt. Mỗi một thanh kiếm đều lóe lẻn đạo. Kiếm vực. Ánh mắt Trần Phong Hành cứng lại, vào lúc này hiện ra một vẻ nghiêm túc hiếm có, đứa trẻ của nhà Độc Cô, cậu. Là một vương quân, vậy mà đã học kiếm vực. Thế nào là kiếm vực? Tên như ý nghĩa, chính là một khu vực do kiếm hình thành. Chỉ là, khu vực này cũng không phải khu vực bình thường. Đó là cấm thuật của nhà Độc Cô, yêu cầu thấp nhất của kiếm vực cũng cần cấp tôn, mà sở dĩ là cấm thuật, bởi vì kiếm thuật quá mức nghịch thiên. Mỗi một thanh kiếm đều tạo ra từ chân bảo, mỗi một thanh kiếm đều cần một kiếm hồn. Kiếm hồn là gì? Chính là mạng người. Kiếm vực nhìn giống như chỉ có hàng triệu kiếm, trên thực tế Trần Phong Hành lại biết rõ, để hình thành kiếm vực chỉ ít cần hơn 300 triệu thanh kiếm. Nói cách khác, người chết trong tay Độc Cô Huyền ít nhất có 300 triệu. Ngoại trừ kiếm hồn ra còn cần người thi thuật lấy mạng đế thi triển, một kiếm vực có thể rút hết tất cả máu tươi và nguyên khí trong nháy mắt. Sự khủng khiếp của kiếm vực rõ ràng có thể thấy rõ. Khi từng đường kiếm xuyên tới xuyên lui, luôn luôn có từng đường kiếm lướt qua 7 người, 2 cao thủ cấp đại tôn đã bị xuyên thủng. Không sai, là kiếm vực. Ngoài kiếm vực, Độc Cô Huyền nhàn nhạt gật đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt hắn ta rất trắng, trắng như tờ giấy. Nhưng, toàn thân vẫn lạnh băng như xương. Hắn ta lấy bình rượu bẻn hông, uống mấy hớp. Sau đó hỏi ngược lại Trần Phong Hành, không biết tôi có thể trụ nổi hay không? Kiếm vực thi triển cũng không dễ dàng. Không có gì khác. Chỉ vì kiếm vực quá mức nghịch thiên. Cấp quản có thể vây nhốt 1 vô lượng tôn, 2 đại chí tôn, 4 đại tôn. Trước tiên không nói khác biệt cảnh giới giữa hắn ta và mấy người Trần Phong Hành, dù hắn ta là vô lượng tôn, muốn đồng thời đối phó với Trần Phong Hành, lại phải đối phó với 2 đại chí tôn, 4 thiên tôn cũng vô cùng khó khăn. Đây chính là điểm nghịch thiên của kiếm vực. Vì vậy, sử dụng nó không chỉ cần tính mạng của hàng trăm triệu cao thủ trên cấp quân đế làm kiếm hồn, mà còn phải lấy mạng của chính mình. Rõ ràng có thể thấy, mặt của Độc Cô Huyền đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể thẳng đứng, có vài phần mùi vị bi tráng, sức mạnh thần hồn trong cơ thể giống như một tấm lưới, điều khiến trên trăm triệu kiếm và kiếm hồn. Gầm! Hắc Long Vương từ trên 9 tầng mây rớt xuống, nó bị kéo lẻ. Cơ thể đen nhánh giống như xương sống của một ngọn núi cao, khiến người ta nhìn mà sợ. Bên trong kiếm vực, ánh mắt Trần Phong Hành u ám, thân là tộc trưởng nhà họ Trần, đương nhiên ổng ta biết rõ sự khủng khiếp của kiếm vực. Nếu nói đế ổng ta đối phó với 100 triệu người, giết 100 triệu người, ông ta có thể làm được, hơn nữa còn làm rất dễ dàng, tu sĩ cấp đạo ở trong mắt ông ta vốn không là gì cả. Nhưng những người đó hóa kiếm hồn, ngưng kết kiếm vực. Mức độ kinh khủng trong đó dù là ông ta cũng không dám tùy tiện cưỡng ép đột phá. Một khi cưỡng ép đột phá, có thế Trần Phong Hành sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, 6 người sau lưng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một khi bọn họ bị thương, lúc ấy người của tộc Độc Cô tìm đến nhà họ Trần bọn họ sẽ gặp tai họa lớn. Tộc trưởng, làm sao đây? Một trưởng lão hỏi. Chờ. Sắc mặt Trần Phong Hành bình tĩnh, chỉ nói ra một chữ. Đây là cách tốt nhất. Mặc dù, bọn họ không ra được kiếm vực. Nhưng, với tư thế của cường giả, dù ở trong kiếm vực chắc chắn cũng sẽ không chịu bất cứ tổn hại nào. Đối lại là một ai khác của tộc Độc Cô thi chiến kiếm vực, có lẽ cũng sẽ lấy đi mạng của mấy người. Đáng tiếc đây lại là một người trẻ nhất mạnh nhất của tộc Độc Cô,
Trần Phong Hành đưa mặt nhìn Độc Cô Huyền, thản nhiên nói, Độc Cô Huyền, kiếm vực sẽ lấy mạng của cậu, cậu vì một Trần Bát Hoang mà làm như vậy, đáng sao? Hai người không phải có giao tình gì chứ? Tôi nợ hắn một bình rượu. Độc Cô Huyền bình tĩnh nói, Độc Cỏ Huyền tôi không thích thiếu nợ đồ của ai. Cho dù các người có giao tình gì, thứ tôi muốn nói với cậu là dù Trần Bát Hoang có đuối kịp Trần ai, hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của ông ta, một người đang là đại chí tôn, người còn lại thiên đạo lục trọng thiên, sức chiến đấu miễn cưỡng đạt đến cấp tôn, là một thằng nhóc của nhà Độc Cô lợi hại như vậy, lẽ nào cậu không rõ? Tại sao lại vì hắn mà đắc tội với nhà họ Trần, dù sao cũng không thể rời khỏi kiếm vực, ngược lại Trần Phong Hành bình tĩnh, ổng ta là người đứng đầu một tộc, trải qua quá nhiều tình cảnh nguy hiểm, lúc này cũng tỏ ra rất bình thản. Nhưng, Độc Cô Huyền lại không trả lời ông. Ta, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Độc Cô Huyền không thích nói nhảm, càng không thích nói nhảm với đối thủ. Thứ hai, hắn ta chỉ có thể chống đỡ kiếm vực nhiều nhất là 2-3 ngày, trong 2-3 ngày này, hắn ta không muốn tiêu hao bất kỳ tinh lực nào. Ánh mắt hắn ta nhìn vào hình ảnh chiếu trên hòn đá cách đó không xa. Mấy người Trần Phong Hành cũng. Vậy, nếu không ra được, vậy thì chờ. Chờ Độc Cô Huyền chết, chờ kiếm vực tự tan vỡ. Trong hình ảnh vô cùng chân thật, Trần Ai vẫn đang phóng nhanh như điện chớp, xoẻn giữa không gian. Sau 2-3 canh giờ. Cuối cùng. Đến rồi. Ông ta rơi vào một thị trấn nhỏ. Bên ngoài trấn nhỏ có một bia đá, trên bia đá là ba chữ rất lớn. Trấn Vân Tiêu. Trần Ai tới đây, không có một chút khách sáo, cong ngón tay bắn ra, ba chữ Trấn Vân Tiêu kia trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, không còn tồn tại. Kẻ nào dám ngông cuồng ở truyền tống điếm? Ai mà lại điên cuồng như vậy? Trong nháy mắt khi bia đá tan vỡ, tại trấn nhỏ, lập tức có 14 thân ảnh bay vút đến, trong chớp mắt đã rơi trước mặt Trần Ai. 14 người này, yếu nhất là cảnh giới đại năng, một người mạnh nhất là cảnh giới hợp đạo. Ở vùng đất biên thùy như Trấn Vân Tiêu có một cường giả cảnh giới hợp đạo đã tương đối khá rồi, gần như là một phe cự phách, trấn áp một phương, nhưng ông ta nhìn rất già, ngồi trên một chiếc xe lăn, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. 14 người lúc tới khí thế hung hăng. Nhưng, khi nhìn thấy rõ Trần Ai, bụp, 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 lập tức, từng người quỳ xuống đất. Ngay cả cường giả cảnh giới hợp đạo cũng vậy. Không còn cách nào khác. Không phải bọn họ muốn quỳ, mà là không nhịn được, khí tức trên người Trần Ai quá mạnh mẽ. Kiếp này của bọn họ không thế nào gặp người mạnh như vậy, những cường giả này ở trong cuộc đời của bọn họ luôn là tồn tại truyền thuyết, trong sách vở và tin tức, dù là người mạnh nhất cũng không nhìn ra rốt cuộc Trần Ai thuộc cảnh giới nào. Thượng vị đến đây, không biết có việc gì cao quý, cường giả cảnh giới hợp đạo quỳ xuống đất, run rẩy hỏi, lúc nói chuyện cũng vô cùng lắp bắp. Mồ hôi lạnh giống như trân châu không ngừng lăn xuống, nhỏ xuống. Tỏi phải đi Vân Tiêu giới. Trần Ai trực tiếp đi qua mấy người, cũng không nhìn bọn họ một cái, thần niệm khẽ nhúc nhích, tìm ra chỗ liên hệ giữa đại thiên thế giới và Vạn Tiêu giới. Ở nơi đó, có trọng binh bảo vệ. Nhưng những trọng binh này ở trong mặt Trần Ai còn hơn cả con kiến hôi, ông ta bước một bước liền vào trong trận pháp, cưỡng ép thúc giục trận pháp, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Toàn bộ quá trình, những lính canh được gọi là trọng bình còn chưa kịp định thần, thậm chí không biết có người thông qua trận pháp rời đi. Ngoài Trấn Vân Tiêu, 14 vị cường giả kia vẫn đang quỳ. Bọn họ không dám đứng dậy, bởi vì không biết vị cường giả kia đã rời đi chưa, khí tức khủng khiếp ông ta lưu lại vẫn còn vang vọng giữa không trung. Trong hình chiếu, hình ảnh lại thay đổi. Đó là một mảng hư vô và hỗn loạn. Trần Ai xuyên qua khe hở trong hư không, cấp tốc đi tới giữa hỗn loạn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một điểm sáng. Phần cuối của điểm sáng chính là Vân Tiêu giới. Trong mơ hồ, có thể thấy sơn nguyên địa mạch, sông lớn biến khơi. Đúng là nơi ỷ sản xuất ra rác rưởi, lông mày Trần Ai nhíu chặt, nếu không phải tộc trưởng ra lệnh, ông ta tuyệt đối sẽ không đến nơi như vậy. Tu sĩ lấy tu luyện là chính, thực lực manh mới là vốn. Mà Vân Tiêu giới nguyên khí mỏng đến đòi mạng, còn chưa chắc đã có, ông ta cảm thấy hình như đã không còn nguyên khí tồn tại, ở đây hơn một giây, không biết sức chiến đấu của ông ta so với các cường giả đồng cảnh giới sẽ bị tụt hậu đi bao nhiêu lần đây. Đáng chết!
Trần Ai vô cùng ghét bỏ, còn chưa đến Vân Tiêu giới, ông ta đột nhiên dừng bước. Mà cánh cửa đó, cách ông ta, còn khoảng hơn chục ngàn mét. Tộc trưởng, tôi ở đây diệt Vân Tiêu giới là được rồi, thật sự không muốn đi đến chỗ đó, cảm thấy thật buồn nôn. Trần Ai biết rõ đám người Trần Phong Hành đang nhìn, sau khi báo một câu như vậy, ông ta hời hợt giơ một trường, bắt đầu tích chữ lực. Ầm ầm ầm. Cùng giây khi Trần Ai chữ lực, rõ ràng có thể thấy xung quanh hư không vốn hỗn loạn lại càng trở nên loạn hơn, từng tia chớp quấn quanh xen lẫn như rắn bạc, nổ ầm ầm không ngừng. Vân Tiêu giới. Vào thời khắc này đã xuất hiện thay đổi cực lớn. Đất đai mênh mông bát ngát lúc này bắt đầu xuất hiện động đất. Núi lớn rung chuyển, biến khơi sôi. Chào! Một vài cao thủ cấp thánh nhân, thánh vương, thánh tố bế quan đã lâu lúc này cảm nhận được sự bất an mãnh liệt, bọn họ vốn đang bế quan lúc này lần lượt sỏng lẻn 9 tầng mây, quan sát thiên tượng. Không chỉ bọn họ, rất nhiều dã thú cũng phát giác ra. Núi lớn đung đưa trái phải, vô số dã thú lao ra từ trong rừng, lao nhanh trên đất, dẫn đến một trận thú triều. Xảy ra chuyện gì vậy? Vua của Hoàng Triều Vô Cương, Long Đế Chu Long dẫn theo mấy cường giả lớn vọt lên trời cao. Đồng thời, Viện trưởng Học viện Thánh Phong, sư tôn của Trần Đức là Cố Lục Đạo, cùng với đông đảo cường giả thánh nhân và trên thánh nhân của Lưỡng Nghi Tông cũng xông lên trời cao. Lưỡng Nghi Tông bây giờ vì Trần Đức mà đã cùng gắn bó tồn tại với Hoàng Triều Vô Cương, ở Vân Tiêu giới đã là nhất đẳng, thuộc thế lực mạnh nhất. Cùng với sự hùng mạnh của Lưỡng Nghi Tông, vô số cường giả gia nhập vào đây. Những người này ở Vân Tiêu giới, bàn về thực lực, bàn về cảnh giới đều nằm ở cấp cao. Trong đó, lại có rất nhiều lão yêu quái bế quan từ rất lâu không ra ngoài. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đồng thời cấp tốc xông về một phía. Rõ ràng có thể thấy, ở trên vân không cực kỳ xa xôi xuất hiện một vòng xoáy, bên trong vòng xoáy truyền ra từng trận sóng mãnh liệt, dẫn đến Vân Tiêu giới xuất hiện biến cố, chính là từng trận sóng khủng khiếp kia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Chu Long cau mày, càng đến gần, luồng khí tức kia càng khiến ông ta cảm thấy kinh khủng và tuyệt vọng, nhớ đến lần trước ông ta cảm thấy tuyệt vọng chính là vì người trên trời đến. Chẳng lẽ, lại có người của đại thiên thế giới giáng xuống? Long Đế lấm bẩm. Đồng thời, thông qua bí thuật truyền chỉ thị, phái người của Hoàng Triều Vô Cương đi giúp đỡ những người bị nạn. Thản là Hoàng Triều, phải có trách nhiệm của Hoàng Triều. Lúc này, toàn bộ Vân Tiêu giới đều đang rung chuyển, núi lớn nghiêng ngả, biến sâu sôi trào, một vài dã thú đang xông về phía khu dân cư đông đúc, không ngoài dự liệu, rất nhanh sẽ phải đối mặt với tai họa. Thời điểm này, thứ ông ta phải làm là ổn định lòng người. Nếu không, ắt sẽ đai loan. Vẻ mặt Cố Lục Đạo nghiêm trọng, đi sóng vai với Long Đế, liên tục tiến về phía có nguồn năng lượng kia. Chỉ là, sau khi đến một trình độ nhất định, bọn họ cũng không thế nào nhích tới gần nữa. Giống như có bình phong ngăn cản một nhóm 20-30 người bọn họ. Mau nhìn xem, ở đó, hình như có một bóng người, lúc này có một vị lão giả kêu lên, trong mắt toát ra thần mang, đó là ánh mắt đặc biệt, có thể xuyên thủng rất nhiều hư không, trong vòng xoáy nhìn thấy một bóng người. Có người. Không sai. Lão giả gật đầu. Rồi sau đó, lấy linh khí ngưng kết ra hình ảnh. Tổng hợp lại tình hình trong đó một cách sống động, để cho người không nhìn thấy cũng có thể xem qua. Cổ Lục Đạo và Long Đế đương nhiên đã trực tiếp nhìn thấy. Đúng là, bên trong vòng xoáy, có một người. Người đó hình như cũng đã nhìn thấy bọn họ, trên mặt người đó lóe lên khinh bỉ, coi thường, châm biếm rất nồng nặc, có vẻ. Người đó nhìn thấy biểu cảm của đám người như nhìn bãi phản làm người ta khó chịu. Điều này khiến Long Đế càng tức giận. Đương nhiên, nhiều hơn là sợ hãi và kinh khiếp. Ông ta quả thật đã nhìn thấy người đó. Chỉ là dù mạnh như ông ta cũng chỉ liếc nhìn như vậy, cảm thấy hai mắt đau nhói, toàn bộ thần hồn đều bị nổi bất an bao phủ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không chỉ ông ta, đám người Cố Lục Đạo và Lâm Chi Tâm cũng vậy. Người trên trời đến, Cổ Lục Đạo nghiêm túc nói, thân ảnh kia 100% là người trên trời, đến từ đại thiên thế giới. Đúng rồi. Long Đế kinh hãi, cũng chỉ có đại thiên thế giới mới có người kinh khủng như vậy. Hơn nữa, người này còn kinh khủng hơn người trước đó từ đại thiên thế giới chạy tới, hạ xuống Lưỡng Nghỉ Tông đánh một trận với Trần Bát Hoang. Hắn muốn hủy diệt Vân Tiêu giới, một lúc sau,
Cố Lục Đạo rợn cả tóc gáy, bởi vì ổng ta đã cảm nhận được sự hủy diệt đã giáng xuống. Ông ta vừa dứt lời. Bỗng nhiên, trong nháy mắt phân tiêu giới từ ban ngày hóa thành đêm tối, cả vùng đất đều bị bao phủ trong bóng tối, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Trên bầu trời, sấm chớp nổ ầm không dứt. Lúc này, trời đất đung đưa, đất đai sụp đổ, sóng hổ biến đang gầm thét. Một cảnh tượng diệt thế. Đè nén. Trong không khí ngưng kết ra một sự đè nén chết người. Tất cả mọi người và sinh linh ở vân tiêu giới lúc này đã cảm nhận một loại tuyệt vọng nồng đậm. Trong hư không, sức mạnh một trưởng của chân ai đã hội tụ gần đủ. Ông ta hướng về phía vân tiêu giới, hừ lạnh một tiếng, đám kiến hôi các người có thế chết trong tay bốn tôn cũng xem như là phúc cả đời của mấy người rồi, quỳ xuống cho tôi, cố mà hưởng thụ cái chết. Lời vừa dứt, hàng ngàn tỷ người, hàng ngàn tỷ sinh linh vân tiêu giới lúc này cảm nhận được một luồng uy áp tuyệt thế rủ xuống, đánh thẳng vào tìm. Tất cả mọi người không kìm được liền quỳ xuống. Những cường giả siêu cấp như Cổ Lục Đạo và Long Đế cũng vậy, bọn họ cũng không thế nào đứng trên hư không, trực tiếp ngã xuống từ trên không mấy. Đối mặt với chân ai? Bọn họ giống như đối mặt với thần, nhưng vẫn có một người ngoại lệ. Lưỡng Nghi Tông, trong một cung điện vô cùng đắt tiền, Âu Dã Tư Linh vẫn đang đứng. Nha hoàn, người làm hầu hạ bên cạnh cô cũng đều quỳ xuống. Mà cô cũng cảm nhận được nguy hiểm diệt thế. Nhưng, cô vẫn đứng, bởi vì xung quanh bụng cỏ tỏa ra từng mảng trật tự của đạo, chính là những ánh sáng kia đã ngăn cản uy áp đến từ Trần Ai. Đó là đứa bé của cô và Trần Đức. Mang thai đã 3-4 năm, bụng của Âu Dã Tư Linh đã rất lớn, tương đương với người mang thai 10 tháng. Nhưng, đứa nhỏ vẫn chưa ra đời. Hơn nữa, không có một chút triệu chứng nào ngổn ra đời. Mấy năm nay, Âu Dã Tư Linh không biết đã tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, đan dược linh dược, nhưng tên nhóc kia giống như một cái động không đáy, chỉ biết hấp thu năng lượng, chứ không ra đời. Âu Dã Tư Linh ra khỏi cung điện, nhìn trời cao phía xa. Lúc này, vòng xoáy hư không trên bầu trời kia đã vô cùng vỏ cùng lớn, ở bất kỳ xó xỉnh nào của vân tiêu giới cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh lóe lên bị ai? Bàn tay ngọc sờ bụng, cô có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng đang không ngừng chuyển động, dường như rất bất an, con à, không sao, cho dù như thế nào mẹ cũng sẽ không để con xảy ra chuyện. Hả? Trong hư không chảy loạn, thần thức của Trần Ai lập tức cảm nhận được Âu Dã Tư Linh. Trong thiên hạ, có một người duy nhất còn đứng. Ông ta muốn không cảm nhận được cũng khó. Trong nháy mắt, đôi mắt vượt qua núi sông vạn dặm, trực tiếp nhìn Âu Dã Tư Linh. Thấy cái bụng đang dương cao của cô, ông ta lập tức bật cười, khí tức của Trần Bát Hoang. Vận khí cũng thật tốt, không ngờ còn giữ lại một tiếu tạp chủng ở đây, cũng được, một chướng này lấy mày làm trung tâm. Trần Ai ở trong kẽ hở hư không, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, rõ ràng đã nhìn thấy Âu Dã Tư Linh đang đứng im lặng trong Lưỡng Nghi Tông. Đồng thời có chút bất ngờ, khóe miệng Trần Ai lập tức nhếch lên cười nhạt, Trần Bát Hoang, nhất định mày nhìn thấy cảnh này đúng không? Ha ha, người đó. Chắc hẳn là người phụ nữ của mày. Nào, bổn tôn sẽ cho mày nhìn tận mặt, nhìn người phụ nữ và con của mày hóa thành cho bụi và chết oan uống thế nào. Bàn tay Trần Ai đã chữ lực xong. Lời vừa dứt. Không có bất kỳ do dự. Một chưởng giáng xuống. Đùng đoàng. Trong nháy mắt. Bầu trời vân tiêu giới sụp đổ. Toàn bộ bầu trời lúc này gần như không thế nào chịu nổi sức mạnh khổng lồ kia, từng đường quy luật tan vỡ. Từng đám mây nổ tung, vốn đang là ban ngày, lúc này màn đêm hoàn toàn bao phủ, sấm chớp rủ xuống, đánh nát núi non trùng điệp, quy luật đốt cháy khiến bầu trời bắt đầu sụp đổ nhanh chóng, toàn bộ không gian đều tan nát vỡ vụn. Đối mặt với sức mạnh khiếp sợ như vậy, toàn bộ vân tiêu giới, không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn, quỳ trên đất, mặc dù xảy ra tai nạn bất ngờ khiến nội tâm họ vô cùng hoảng sợ và kinh khiếp. Nhưng bọn họ lại không còn cách nào khác. Mà đây mới chỉ là uy lực còn lại. Một trường kia làm trung tâm, sức mạnh cực đoan nhất chạy thẳng về phía Âu Dã Tư Linh và Lưỡng Nghi Tông. Rõ ràng có thể thấy. Cách nhau mấy trăm ngàn dặm, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông lúc này điên cuồng lắc lư, nhà cửa, núi cao, thôn xóm trong tông đã đổ sập. Cậu của Trần Đức là đệ ngũ Hiên, mẹ của anh là đệ ngũ Vân Yên,
cùng với những người phụ nữ của anh là Diêu Mộng Vũ, Ẩn An Sương, Hoa Linh Vi đều ở bên trong Lưỡng Nghi Tông, lúc này từng người giống như cõng núi lớn, sắc mặt tái nhợt, cảm nhận sức mạnh hủy diệt kia đến ngày càng gần, bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Bát Hoang, mẹ chỉ sợ không còn gặp lại con nữa, Đệ Ngũ Vân Yên nước mắt lăn dài, thời gian bà và Trần Đức gặp nhau von không nhiều, hôm nay cảm nhận luồng sức mạnh khủng khiếp chưa từng thấy kia, bà rất rõ, lần này e rằng khó thoát khỏi tai kiếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tai nạn đột nhiên giáng xuống, Đệ Ngũ Hiên không hiểu. Không chỉ ông ta, trên thực tế tất cả võ giả của Vân Tiêu giới đều không hiểu. Đám người Cố Lục Đạo và Đế Long Thân là cường giả biết có người ra tay, mà 99% số người cho rằng chỉ là đại đạo tan vỡ, thiên tai giáng xuống. Không thể nghi ngờ. Nếu như lần này Vân Tiêu giới còn có người có thể sống sót, tai họa lần này sẽ được ghi vào trong sử sách, có lẽ sau vạn năm sẽ trở thành bí ấn không lời giải. Trong vài cái hít thở, năng lượng khủng khiếp ngày càng gần, rất nhiều kiến trúc và núi lớn ở Lưỡng Nghỉ Tông lúc này đã hóa thành bụi, sông hồ bốc hơi, trở nên khô cằn. Tạm biệt, thế giới này, môi đỏ mọng của Ẩn An Sương khẽ mở, cả đời này của có ta cũng xem như là xuất sắc, đầu tiên là thánh nữ của Tiêu Lỏi Môn, sau khi may mắn quen biết Trần Đức, nhận được tán thưởng của Hoàng Triều Vô Cương, lại trở thành thiên kiêu thế hệ trẻ Vân Tiêu giới, cô ta đã sống không uổng. Chỉ là... vẫn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc không thể gặp Trần Đức lần cuối. Ông xã, kiếp sau gặp lại, Hoa Linh Vi cười khổ, nhâm hai mắt, trong đầu nhớ lại lúc ở cùng với Trần Đức, đôi môi đỏ mọng không khỏi nhếch lên. Diêu Mộng Vũ cũng vậy, cô ta vốn chí là thánh nữ của Học viện Thánh Phong, đệ tử quan môn của Cố Lục Đạo, chính vì quen biết Trần Đức, cô ta mới có được ngày hôm nay, trở nên mạnh mẽ như vậy, lại còn đảm nhiệm chức viện trưởng Học viện Thánh Phong. Ở trong Lưỡng Nghi Tông cũng là quyền cao chức trọng, có thể nói không có Trần Đức, có lẽ sẽ không có cô ta ngày hôm nay. Ầm ầm ầm, tới gần rồi. Khi làn sóng khủng khiếp tới gần, tất cả mọi người trong Lưỡng Nghi Tông đều thấy rõ. Đó là một ấn ký của lòng bàn tay. Bàn tay đó che phủ kín bầu trời, bao trùm cả Lưỡng Nghi Tông, còn vị trí giữa lòng bàn tay chính là chỗ của Âu Dã Tư Lĩnh. Con à, đừng sợ, đừng sợ. Duy chỉ có Âu Dã Tư Lĩnh không từ bỏ kháng cự, cô còn có năng lực hành động, chống đỡ kết giới phòng ngự với trạng thái mạnh nhất, cường thịnh nhất, hội tụ toàn bộ linh lực về phía bụng, cô định cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, lực sinh mệnh, sau đó, tiến hành phân tách thai nhỉ khỏi cơ thể cô, rồi dùng cơ thể ngăn chặn sự hủy diệt khủng bố đó. Tuy làm như vậy, khả năng sống sót của thai nhi cũng rất thấp đến gần như là con số 0. Nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì, chẳng phải sao. Làm mẹ thì phải mạnh mẽ, cho dù chỉ có một tia hy vọng, Âu Dã Tư Lĩnh cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Con à, nếu con có thể sống sót, nhất định phải đi tìm bố của con, có một ngày gặp được bố con, nói với bố con, mẹ đã cố hết sức, đã cố hết sức. Trong lúc nói, vẻ mặt của Âu Dã Tư Lĩnh đã trở nên trắng bệch vô cùng, còn chảy máu tươi liên tục, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm. Sau đó, giơ kiếm, chém mạnh xuống bào thai. Không hề do dự. Cô biết, nếu không tách bào thai ra thì sẽ không kịp. Vù vù. Cùng đúng lúc đó, trong chớp mắt. Đột nhiên, một trận nguyên khí trắng đen ảo diệu che phủ trên trường kiếm của cô, lập tức, kiếm của cô cứng lại, cả thân kiếm không ngừng run lên, không thể chém xuống. Âu Dã Tư Lĩnh ngấn người. Khi trong lòng đang nghỉ hoặc, một bóng hình màu đen đột nhiên đáp xuống trước mặt cô. Em muốn phá thai ư? Anh. Không cho phép, cùng lúc đó, bóng hình phía trước hơi quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu kiên nghị nhìn chằm chằm Âu Dã Tư Lĩnh. Vẻ mặt của Âu Dã Tư Lĩnh lập tức cứng đờ, anh là, Trần, he. Âu Dã Tư Lĩnh còn chưa nói hết, bóng hình đó cười thâm trầm, phụt người bay vút lên trời cao. Ông xã, lúc này, cuối cùng Âu Dã Tư Lĩnh hoàn toàn định thần lại, gọi với theo bóng hình đó. Cô dám chắc chắn, đó chính là Trần Bát Hoang. Chính là chồng của cô. Mặc dù không biết tại sao trên người anh tràn đầy đường vân màu đen, che hết cả khuôn mặt anh, che hết cả làn da của anh. Nhưng cô vẫn dám chắc chắn. Bóng hình đó, khí tức đó, giọng nói. Đó, tuyệt đối không sai. Âu Dã Tư Lĩnh nước mắt đầm đìa, con à, bố của con về rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Chẽn trời cao đúng là Trần Đức. Anh đứng trong hư không,
nhìn chằm chằm một trưởng giáng xuống đủ để hủy diệt thế giới, trong đôi mắt mang theo sát ý rõ ràng. Sau đó, anh lại xông lên phía không trung cao hơn, nguyên khí trong cơ thể nối lên như thủy triều. Trong tích tắc, chống đỡ kết giới phòng ngự, bao trùm cả Lưỡng Nghi Tông, rồi nhanh chóng lan ra, lấy Lưỡng Nghi Tông làm trung tâm, bao trùm toàn bộ sinh linh của Vân Tiêu giới. Với chiến lực hiện tại của anh, làm những việc này rất đơn giản. Pháp tắc, đại đạo của Vân Tiêu giới vốn không thể ảnh hưởng đến anh chút nào, chỉ 2-3 hơi thở, đã hoàn toàn bao trùm cả thế giới. Cũng đúng lúc này, một trưởng của Trần Ai hoàn toàn giáng xuống. Khí tức mang tính hủy diệt tràn ngập, lan rộng trong tích tắc, dường như tất cả mọi người của Vân Tiêu giới đều tuyệt vọng, nhắm mắt theo bản năng, chờ đợi cái chết. Nhưng cái chết mà bọn họ chờ đợi lại không đến. Bên tai vang lên từng trận ầm ầm, bạo loạn, tiếng sóng lớn, những âm thanh này đinh tai nhức óc, bùng nổ khiến rất nhiều người đều không mở được mắt, trái tim đập điên cuồng. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn sống. Dường như tất cả hỗn loạn, bóng tối, bạo loạn đều không liên quan đến họ, cuối cùng không ảnh hưởng đến bọn họ, cho dù là một cọng tóc cũng không mất. Cho đúng lúc này, rất nhiều người mới chậm rãi mở đôi mắt, mang theo niềm vui may mắn nghi hoặc nhìn xung quanh, rồi lại nhìn trời cao. Sau đó, bọn họ đều nhìn thấy kết giới phòng ngự khổng lồ đó, cũng nhìn thấy bóng hình trên trời cao dùng hai tay chống đỡ đó. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện áp lực trên người đã biến mất. Bọn họ có thể tự do hoạt động. Đó là, Cổ Lục Đạo hơi nheo đôi mắt già nua, có chút không thể tin nổi, Bát. Bát Hoang. Đúng thế, Long Đế cũng kinh hãi, chính là cậu ta. Trong Lưỡng Nghi Tông, Đệ Ngũ Hiên, Đệ Ngũ Vân Yên, Diêu Mộng Vũ, Ấn An Sương cũng đều nhìn thấy, nhận ra Trần Đức. Là Bát Hoang ư. Đúng thế, là cậu ta, Bát Hoang quay về rồi, Đệ Ngũ Hiên gật đầu mạnh. Các cô gái Diêu Mộng Vũ, Ấn An Sương, Hoa Linh Vi đều rơi nước mắt, có niềm vui sống sót sau thảm họa, càng có sự xúc động gặp lại sau thời gian dài. Hoàng Thiên Vương. Là Hoàng Thiên Vương trở về. Hoàng Thiên Vương trở về cứu chúng ta. Cung nghênh Hoàng Thiên Vương trở về. Cung nghênh Hoàng Thiên Vương trở về. Cung nghênh Hoàng Thiên Vương trở về. Vạn Tiêu giới rộng lớn, tất cả mọi người đều nhận ra Trần Đức, họ to cung nghênh Hoàng Thiên Vương trở về, liên tục không ngừng, lấy Lưỡng Nghi Tông làm trung tâm, truyền khắp các nơi của Vân Tiêu giới. Bất kể có từng gặp Trần Đức hay không, hay có quen biết Trần Đức không, có phải là người của Lưỡng Nghi Tông không, lúc này đều hô to, gọi lớn, sóng âm lớn như biến thét kinh thiên, truyền khắp mỗi một góc Vân Tiêu giới. Bóng hình màu đen đó như vị thần cứu thế, khắc sâu vào trong đôi mắt của mỗi một người. Trong tiếng hô lớn sao động lòng người, trong khe nứt hư không, vẻ mặt đặc ý, vô địch, ngông cuồng của Trần Ai cũng dần cứng đờ lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trần Bát Hoang đến đây. Làm sao có thế? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, xác định và chắc chắn bóng hình đó là Trần Bát Hoang, thì cho dù có chết Trần Ai cũng sẽ không nghĩ anh lại đến đây. Phải biết rằng, có một vị vô lượng tôn, hai vị đại chí tôn, bổn vị cường giả cấp đại tôn ngăn chặn anh. Cho dù nghĩ nát óc, ông ta cũng không hiểu Trần Bát Hoang làm thế nào để chạy được đến đây. Trần Ai, Trần Đức còn sót chút thần trí cuối cùng, anh nhìn chằm chằm Trần Ai. Sát ý cuồn cuộn, không gian Vân Tiêu giới vốn không chịu nổi, trực tiếp đổ sập, khói bụi dày đặc, dường như vừa trải qua trận bão bụi đất. Cùng lúc đó, Trần Đức ra tay. Hóa thành quang ảnh, bỗng chốc xông đến Trần Ai, xông vào trong khe nứt. Anh biết, tuyệt đối không được chiến một trận với Trần Ai ở Vân Tiêu giới, nếu không, e rằng cả Vân Tiêu giới sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, nhân lúc còn tỉnh táo, anh xông vào khe nứt, trong tay kích định thiên. Ly hỏa bừng bừng rực cháy, từng sợi tóc hóa thành hỗn độn tử kim lôi ngập trời, phía sau tự tại thần ma công gào thét, dùng trạng thái mạnh nhất, tấn công về phía Trần Ai. Hừ, chiến lực của cấp sơ tôn mà cũng muốn giao đấu với chí tôn, Trần Ai cũng lập tức phản ứng lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lư đỉnh, đính lớn leng keng, khổng lồ, nặng trịch, lơ lửng trong hư không, vô cùng đáng sợ, chặn kích định thiên run lên, như bị chấn động mạnh. Nhưng cái đính đó cũng bị chấn động, hai binh khí cùng vang lên ầm ầm, cùng lúc đó tự tại thần ma thân của Trần Đức đập xuống một trường, Trần Ai đánh trả một trường từ xa, dư âm đáng sợ lan rộng khắp Vân Tiêu giới, không biết đã hủy diệt bao nhiêu núi lớn, ầm ầm không ngừng. Phụt, Trần Đức ho ra máu, bay ngược xa ra,
suýt nữa bay ra khỏi khe nứt. Không chịu nổi một đòn, Trần Ai vô cùng kiêu ngạo, trong mặt ông ta, một kẻ cấp sơ tôn chỉ là đồ chơi, mày đã đến thì tao sẽ hủy diệt thế giới rác rưởi này trước mặt mày. Ha ha, vậy sao, đã như vậy thì... Trần Đức hung dữ, kích định thiên trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ, ly hỏa, hồn độn tử kim lôi tràn ngập, lúc này, bắt đầu giao nhau đan xen dưới sự điều khiển của Trần Đức. Một luồng dao động mênh mông đáng sợ hợp nhất với ba thứ, bắt đầu lan rộng ra. Từ rất lâu trước đây, Trần Đức đã từng suy nghĩ dung hòa hỏa ly, hỗn độn tử kim lôi thành một thể. Tuy anh có được hai bảo vật này từ rất lâu, nhưng trước nay chưa từng hợp hai thành một thực sự. Những ngày trước đây, Trần Đức âm thầm tiến hành rất nhiều lần, đáp án có được chỉ có một, không được. Hai loại nguyên tố khủng bố khác nhau dung hợp thành một, dường như là không thế nào, chưa nói hai loại nguyên tố sẽ bài trừ lẫn nhau, chỉ với lực bài trừ đó, thì cường giả cấp tôn cũng không thể kiểm soát, cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng lần này, có kích định thiên làm trung gian, đã thử lị hỏa ghé thân lên kích định thiên, bây giờ cho thêm hỗn độn tử kim lôi vào, cũng không phải không có khả năng thành công. Tuy cũng rất khó, nhưng anh phải làm vậy, không được lựa chọn. Vù vù. Ly hỏa và hòn độn tử kim lôi không ngừng dung hợp hòa vào nhau. Trần Đức gặp may mắn rồi. Trong vài cái hít thở, anh đã thành công. Hai nguyên tố lấy kích định thiên làm mối, hoàn toàn dung hợp. Phù. Trần Đức khẽ thở phào. Sau đó, cánh tay hất qua. Kích định thiên lập tức xông ra phía miệng kẽ hở, nằm ngang trước kẽ hở đó, đột nhiên quét tới, hai nguyên tố ly hỏa và hòn độn tử kim lôi hòa hợp. Như vậy. Bắt đầu từ hõm nay, phân tiêu giới và đại thiên thế giới hoàn toàn bị chia lìa. Trần Đức gầm nhẹ một tiếng. Nguyên tố mới hoàn toàn bạo động, theo kích định thiên cất ngang xuống. Chỗ giao nhau trong nháy mắt chia lìa. Đồng thời, kích định thiên giống như tinh hỏa, xuyên qua kẽ hở phía sau cùng. Rơi về phía Lưỡng Nghi Tông. Trên đường, không ngừng trở nên phóng đại lại phóng đại. Rồi sau đó rơi xuống đất. Như cột chọc trời đứng trước Lưỡng Nghi Tông. Tất cả những thứ này xảy ra rất nhanh. Trong thời gian vài ba cái hít thở. Từ hôm nay, mày thay tao bảo vệ mảnh đất này cho đến khi tao trở về. Cuối cùng Trần Đức liếc nhìn Lưỡng Nghi Tông, nhìn Âu Dã Tư Linh, Hoa Linh Vi. Ẩn An Sương, còn có sư tôn của anh Cổ Lục Đạo, mẹ anh đệ Ngũ Vân Yên, cậu đệ Ngũ Hiên lần cuối. Sau đó, kẽ hở hoàn toàn khép lại. Anh cắt đứt chỗ tiếp nối giữa đại thiên thế giới và vân tiêu giới. Đồng thời, anh cũng rất rõ, nếu người của đại thiên thế giới lại một lần nữa muốn đến chỗ tiếp nối của vân tiêu giới thì rất đơn giản, vì vậy phải đế kích định thiên và nguyên tố mới trong kích định thiên ở lại. Chỉ như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho vân tiêu giới. Ầm ầm, chỗ tiếp nối bể tan tành, hư không nơi Trần Đức và Trần Ai đứng đang tan vỡ, có chút không yên. Cần gì phải làm những thứ vô dụng này, Trần Ai lạnh lùng nói, tốc độ Trần Đức rất nhanh, ông ta không thế nào ngăn cản, nhưng ông ta cũng rất khinh thường, tất cả những gì Trần Đức làm đều phí công vô dụng. Cường giả chân chính như ổng ta giáng xuống cắt nơi nối liền thì sao, đế lại kích định thiên thì sao? Trần Bát Hoang, nhớ lấy một câu nói, thực lực tuyệt đối nếu ở trước mặt, tất cả những gì mày làm đều là hư vô, Trần Ai mặt đầy kiêu căng, chắp hai tay sau lưng, chỉ coi anh là con kiến hôi. Trần Đức nhàn nhạt đáp một tiếng, thu hồi ánh mặt từ phía vân tiêu giới, anh quay đầu nhìn Trần Ai. Cùng giây, có thể cảm nhận thấy rõ ràng, linh khí của Trần Đức hoàn toàn biến mất. Đồng thời, da người bát thần nằm bên trong thức hải hỗn độn lại bất ngờ tung bay. Rồi sau đó, bao bọc về phía thần hồn Trần Đức. Da người bát thần tung bay, bao bọc thần hồn Trần Đức. Một cái chớp mắt kia. Trần Đức vốn mất đi thần trí đã trở nên mạnh hơn, khí tức giống như núi lửa phun trào, lại điên cuồng tăng lên, nguyên khí hỗn độn hừng hực lan ra, hư không xung quanh hỗn loạn, thời gian như ngừng lại, đột nhiên yên tĩnh, buồn tẻ không tiếng động. Thiên đạo lục trọng thiên, sức chiến đấu đề thăng rồi sao, lẽ nào vẫn có thể so sánh với bốn tôn, Trần Ai cười nhạt, ông ta nhận ra thần thức của Trần Đức đã biến mất, nhưng cũng không thèm để ý. Từ đầu đến cuối ông ta không hề coi Trần Đức là đối thủ, càng khỏng coi anh ra gì. Ông ta khinh miệt cười một tiếng. Trần Ai lại một nữa sử dụng cái đỉnh lớn kia. Đỉnh lớn ầm ầm vang dội, giống như hàng triệu núi lớn, nặng nề giáng xuống. Ông ta không dùng toàn lực, đối mặt với con kiến hôi như Trần Đức,
Trần Ai tự tin cho dù không dùng hết toàn lực cũng có thể giải quyết được anh. Chỉ là, một khắc sau đó, con người Trần Ai co rút, trên mặt nổi lên vẻ không thể nào tin nổi, toàn thân đều ngây ra. Bởi vì, đỉnh ông ta sử dụng, lúc này lại bị Trần Đức dùng một tay nhận lấy. Không sai, chính là một tay. Tay Trần Đức cầm một chân đỉnh lớn, chẽn mặt khổng có một chút khố sớ hay khó khăn, giống như chiếc đỉnh ngang với hàng tỷ tỷ sức mạnh long tượng làm từ bọt khí, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, không có một chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm vào Trần Ai. Khóe miệng toàn là tia khát máu, hơn quỷ dị. Một cái chớp mắt, Trần Ai vẫn còn chấn động, đột nhiên cánh tay Trần Đức động đậy, đỉnh lớn bị đá ra ngoài, trực tiếp đập về phía ông ta. Đồng thời, Trần Ai cảm thấy mình và đỉnh lớn đã mất liên lạc. Chiếc đỉnh kia là binh khí mạng sổng của ông ta, nó đã theo ông ta từ cảnh giới thấp, lúc này Trần Đức đã cắt đứt sự liên quan giữa nó và ông ta. Trần Ai rợn tóc gáy, còn chưa hồi phục tinh thần, đỉnh lớn đã rơi trên người ông ta. Bụp! Một tiếng rên vang lên, Trần Ai bị đập bay ra ngoài, bay ngược về phía bên kia của kẽ hở. Rồi sau đó, từ đại thiên thế giới rớt xuống trong đại trận chấn vân tẻo, toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù. Giết! Trần Đức xông ra từ trong đại trận, con người đỏ tươi giống như dã thú, gắt gao phong tỏa Trần Ai, bay về phía ông ta. Cái này, sao, sao có thế, tim Trần Ai đập loạn, một loại dự cảm bất thường dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng, Trần Đức lúc này giống như biến thành người khác, khí tức trên người quá kinh khủng, đối mặt với anh, ông ta đường đường là một đại chí tôn, nhưng lại có một loại cảm giác vỏ cùng. Bất lực. Ầm ầm ầm. Không đợi Trần Ai nghĩ nhiều, quả đấm Trần Đức đã tới, một quyền càn quét, núi sông đất đai xung quanh đều vang lên tiếng ầm ầm, không ngừng ầm ầm, trấn Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành phế tích. Bên trong trấn nhỏ, vô số võ giả chạy mất dạng, nhanh chóng chạy mất, đi rất rất xa mới có thể dừng chân, nhìn lên trời cao, ai nấy đều gần như đờ đẫn. Xiết xiết xiết. Trên người Trần Đức, khí tức như tu la thiêu hủy núi sông đất đai, khuấy động sóng hồ biến. Đất đai dưới chân sụp đổ, một quyền cua múa, Trần Đức giơ hai cánh tay, lấy ra 200% tỉnh lực phòng ngự. Nhưng, đều phí công. Lúc này sức chiến đấu của Trần Đức đã đạt đến một trình độ biến thái cao nhất, cực kỳ kinh khủng. Một quyền rơi xuống. Phốc suy, hai cánh tay Trần Ai nát vụn, hóa thành thịt nhão, trước ngực bị mảnh xương lớn xuyên thủng. Trần Đức lúc này quá kinh khủng, Trần Ai đầu óc trống rỗng. Bị nghiền ép một cách trần trụi. Trần Ai vốn không còn sức lực dư thừa để đánh trả. Ông ta cực kỳ sợ hãi, giống như nhìn thấy ma quỷ. Chí ít ông ta đã 100.000 năm không cảm nhận được sự khủng khiếp như vậy, theo bản năng Trần Ai sử dụng hết binh khí này đến quyến trục khác, thậm chí là vũ khí cơ giới hóa, nuốt liên tục đan dược, để thăng sức chiến đấu. Nhưng, không có chút tác dụng. Ông ta trở nên mạnh mẽ. Trần Bát Hoang cũng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa vẫn đang không ngừng mạnh. Tất cả những gì ông ta sử dụng cũng không làm bị thương đến một cọng tóc của Trần Đức, thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư vô, thân ảnh ma quỷ giống như xe ủi đất, điên cuồng phá hư các tầng trở ngại, không tới nửa phút, lại một lần nữa xông đến trước người Trần Ai, xách ông ta lên. Mày! Trần Ai muốn nói gì đó? Chỉ là... Trần Đức rơi vào trạng thái mê muội. Sẽ không cho ông ta cơ hội nói chuyện, một tay kẹp cổ ông ta, một tay khác lại như nhố củ hành, hung hăng nắm đầu ông ta rồi kéo mạnh. Phụt, đầu bị rút gân một cách hung hăng, máu Trần Ai tuôn ra tại chỗ, máu tươi nhuốm đỏ cả bầu trời. Cảnh tượng này hoàn toàn truyền về trước thành Hiên Viên ở Nam Hạ Châu. Trần Ai, trong kiếm vực, con người Trần Phong Hành trợn tròn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đầy máu đỏ, không thể nào tưởng tượng nổi. Mấy vị cường giả cấp trưởng lão ở bên cạnh ông ta tỉnh thần cuồng loạn, con người gần như sắp nổ tung. Nhưng, thứ kích thích con mắt hơn vẫn còn ở phía sau. Lại thấy, trong hình ảnh, Trần Bát Hoang rút đầu lâu của Trần Ai, sau đó, dùng sức bóp, đầu Trần Ai nổ tung, liên lụy đến thần hồn cũng hoàn toàn nổ thành máu vụn, hình ảnh tràn đầy máu tanh, thê thảm khóng dám nhìn. Gầm. Không chỉ như vậy, Trần Đức gầm một tiếng. Một cái tát giáng xuống cơ thể Trần Ai. Bàng, bụ ọ. Máu bắn tung tóe. Trần Ai. Chết rồi. Đến hài cốt cũng không còn. Cùng giây đó,
hình ảnh trước mắt đám người Trần Phong Hành cũng theo đó biến mất. Thứ Trần Bát Hoang đập bế không chỉ là thi thể, còn có cả đá hình chiếu trên người Trần Ai. Toàn bộ Nam Hạ Châu, lúc này, đều rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ, giống như đi đến nhà xác, tĩnh mịch không thể tĩnh mịch hơn nữa, ngay cả tiếng tim đập cũng không phục hồi. Yên tĩnh chỉ duy trì 7-8 cái hít thở. Sau yên tĩnh, từng trận nghị luận ngút trời cũng ầm ầm bùng nổ. Trần Ai, chết, chết rồi. Thiên đạo lục trọng thiên chém chết đại chí tôn. Tôi đang nằm mơ đúng không? Mẹ kiếp, điên rồi, thế giới này điên. Rồi, dù là thế hệ trẻ hay thế hệ già, lúc này đều sôi trào, hiện giờ đã có mấy trăm tỷ người đang quan tâm trận chiến, đối mặt với kết quả như vậy, quả thật giống như trong mộng cảnh, rất không chân thật, Nam Hạ Châu xôn xao. Ngày thường những người được gọi là thi ẻn chi kiêu tử, hẻo nghiệt, thế hệ trẻ biến thái, hiện giờ tất cả miệng đều khò khốc, đầu óc ù ù. So sánh với Trần Bát Hoang, bọn họ tính là gì? Yêu nghiệt, biến thái, thiên chi kiêu tử, chỉ là cái lỏng. Không, nói chính xác, ngay cả lông cũng không tính. Nhưng điều an ủi đáng giá duy nhất là trạng thái của Trần Bát Hoang rất kỳ quái, hình như là không có lý trí, mê muội. Đáng chết. Trong kiếm vực, con người Trần Phong Hành phủ đầy tia máu. Hôm nay tổn thất của nhà họ Trần quá thảm. Đầu tiên là bị thú thủy hư giết chết hai trưởng lão. Bây giờ lại một cười giả siêu cấp cấp bậc đại chí tôn đã chết. Tổn thất như vậy dù nhà họ Trần là thế gia viễn cố cũng khó mà chịu đựng nổi. Trần Phong Hành lảo đảo, kích động suýt nữa ngã xuống. Một luồng ý hận nồng nặc như thủy triều xông lên. Nếu như quay ngược thời gian, nếu như trời cao cho Trần Phong Hành một cơ hội, vậy thì ông ta nhất định sẽ không lựa chọn đến đây, càng sẽ không ngăn cản Trần Bát Hoang chém chết Trần Nguyên Vũ. Không có gì khác. Nhìn kết quả bây giờ, nhà họ Trần đã vì nhỏ mất lớn, tổn thất nghiêm trọng. Hai vị đại tòn và một đại chí tòn, hơn nữa còn là đại chí tôn mạnh nhất, có thể nói tổn thất như vậy cũng đã xem như hao tổn gân cốt, rút gân lột da. Nhưng, Trần Phong Hành không có đường để lui. Việc đã đến nước này, Trần Phong Hành đã không thể khống chế, Trần Bát Hoang phải trả một cái giá tương ứng, nếu không toàn bộ nhà họ Trần sẽ mất sạch danh dự, Trần Phong Hành ông ta lại càng mất mặt. Độc Cô Huyền, thả chúng tôi ra ngoài, chỉ cần cậu đồng ý mở kiếm vực, Trần Phong Hành tôi có thể coi như cậu chưa từng đến đây. Trần Phong Hành gấp gáp, mang theo sát khí nồng nặc, nếu không bốn tôn và cậu không đội trời chung. Độc Cô Huyền lạnh lùng quét mắt nhìn Trần Phong Hành, hắn ta không lên tiếng. Nhưng lập trường rất rõ ràng, kiếm vực vằn vận chuyến, không có một chút ý tứ muốn dừng lại. Độc Cô Huyền, Trần Phong Hành mặt đỏ đến tía tai, đây là lần đầu tiên sống đến tuổi này ông ta gấp gáp, kiếm vực này cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu, nếu chúng tôi cùng đánh vào kiếm vực, nhiều nhất cũng hai canh giờ, mà thứ cậu phải trả giá là mạng, bốn tôn hỏi cậu lần cuối, cậu nhất định muốn đối nghịch với chúng tôi. Chắc chắn. Độc Cô Huyền nhàn nhạt nói ra hai chữ, rồi sau đó lại im lặng. Nắm kiếm trong tay, độc lập trong hư không, sợi tóc phiêu tán, giống như kiếm thần đương thế. Được, nếu cậu u mê không tỉnh, vậy thì, ánh mắt Trần Phong Hành đột nhiên trở nên ác liệt, bất chợt, một quyền đánh về phía kiếm vực. Đồng thời, 6 cao thủ cấp tôn sau lưng ông ta cũng ra tay, toàn bộ kiếm vực bắt đầu rung chuyển, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vù, Độc Cô Huyền tâm niệm chấp động, ổn định kiếm vực, lập tức bắt đầu phản ứng. Vô số thanh kiếm xuyên tới xuyên lui, trong khoảnh khắc liền khiến bốn đại tòn bị thương, mà hai đại chí tôn cũng có chút lảo đảo, chỉ có Trần Phong Hành vẫn ổn định. Ông ta chống đỡ cái lồng phòng ngự, đồng thời dùng tư thế mạnh nhất xông về phía kiếm vực, vô số kiếm dài kiếm ngắn vây xung quanh ông ta, trong vài cái hít thở, Trần Phong Hành đã hủy diệt mấy triệu thanh kiếm, nhưng trên người vẫn có một vài vết thương. Những vết thương này không nghiêm trọng, đối với ông ta chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng điều này đã đủ khiếp sợ rồi. Phải biết rằng, Độc Cô Huyền chỉ là một vương quân. Trần Phong Hành thì sao? Vô lượng tôn. Ủng hộ chúng mình tại LHeyho.com. Không một chút nghi ngờ, kế tiếp Trần Bát Hoang, Độc Cô Huyền tuyệt đối lại là một vị yêu nghiệt. Đương nhiên, hắn ta yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng dùng mạng để trả giá. Có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức sinh mệnh của Độc Cô Huyền đang nhanh chóng mất đi. Thần hồn giống như từng luồng khói mù đang hướng về dòng chảy trong kiếm vực, mặt càng tái nhợt. 7 người là cường giả siêu cấp chân chính,
cho dù kiếm vực nghịch thiên, là cấm thuật, do tính mạng trên 100 triệu người tạo thành, nhưng vẫn không thể sản sinh ra uy hiếp chân chính với tính mạng của bọn họ. Xông phá kiếm vực chỉ là chuyện thời gian. Keng keng keng. Trong kiếm vực, tia lửa lóe lên, từng thanh kiếm hóa thành cặn bã, tán loạn. Phụt. Cùng với hư hại của một nhóm kiếm, Độc Cô Huyền phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, rất nhanh lại bay trở lại, tiếp tục chống chọi. Trấn Vân Tiêu. Máu tươi của Trần Ai rơi như mưa xuống mặt đất, nơi máu rơi xuống, đất đai đều bốc hơi, hóa thành mủ màu máu, máu của Đại Chí Tôn trong nháy mắt khiến cho đất đai hàng ngàn dặm trở thành dung nham. Gầm. Giữa không trung, Trần Đức phát ra tiếng gầm thét giống như một con dã thú. Anh đã hoàn toàn mất đi linh trí, toàn thân giống như điên cuồng, không ngừng ra quyền với hư không và dung nham, thiêu hủy tất cả vật ngăn cản. Võ số sinh linh sợ hãi, tu sĩ nhanh chóng chạy trốn. Thằng nhãi kia, hắn là ai, hình như, bị mê muội. Trấn Vân Tiêu chỉ là một trấn nhỏ nơi biển thủy của đại thiên thế giới, rất nhiều người không biết chuyện xảy ra ở Nam Hạ Châu, càng không biết tục danh của Trần Đức. Nhưng vẫn có người tiến hành so tướng mạo của Trần Đức ở trong không gian đại thiên. Rất nhanh, tin tức của anh đã bại lộ trước ngoại giới. Từng tu sĩ trợn tròn mắt, kinh hãi. Trần Đức, tự Bát Hoang, đang ở Nam Hạ Châu đánh một trận với cường giả cấp tôn nhà họ Trần. Người chết tẽn Trần Ai, đại trướng lão thế gia viễn cố nhà họ Trần. Cái này. Nhìn thân ảnh ở phía xa giữa không trung kia, vô số tu sĩ sững sờ. Ai có thể ngờ, một Trấn Vân Tiêu nho nhỏ lại có loại cường giả này giáng xuống. Điều quan trọng nhất chính là người đến từ Vân Tiêu giới, bọn họ lại không biết. Đặc biệt là mấy người ỷ quản lý của Trấn Vân Tiêu trố mặt nhìn nhau. Từ Vân Tiêu giới đến đại thiên thế giới phải trải qua khảo hạch, hơn nữa sẽ đế lại thông tin, mọi người từng thấy người này chưa, cường giả mạnh nhất Trấn Vân Tiêu hỏi. Chưa, tôi dám khẳng định, hắn chưa từng đến Trấn Vân Tiêu. Đúng vậy, 100% chưa từng tới. Mấy người quản lý đều lắc đầu, không có chút ấn tượng nào với Trần Đức, quả thực bọn họ không nghĩ ra rốt cuộc Trần Đức làm sao đi tới đại thiên thế giới, phải biết rằng điếm tiếp nối giữa Vân Tiêu giới và đại thiên thế giới chỉ có một, cho dù là cường giả cấp bậc đại chí tôn như Trần Ai cũng phải đến đây mới có thể tiến vào Vân Tiêu giới, mà Trần Đức lại trực tiếp vượt qua Trấn Vân Tiêu đến đại thiên thế giới. Tên nhãi này đúng thật là biến thái. Trấn Vân Tiêu cách Trần Đức chưa tới 500 mét, trong hư không có một người phụ nữ đi ra, người phụ nữ rất đẹp, một vẻ đẹp lắng lơ mang theo khí tức quyến rũ, mắt như nước mùa thu, mắt như nước, còn người sâu như giếng cổ, vừa nhìn liền có thể sa vào. Trúc Mặc Uyên, ban đầu là nữ chủ trì buổi đấu giá của Hằng Thiên Các trên đảo Định Thiên, đi theo các chủ tàu Nam Thiên của Hằng Thiên Các, chỉ là sau khi Hằng Thiên Các xảy ra chuyện, cô ta đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, cô ta lại xuất hiện gần Trần Đức. Hơn nữa, khoảng cách không quá 500 mét. Càng đáng sợ hơn, điểm mấu chốt chính là người mạnh như Trần Đức lúc này lại không phát hiện ra cô ta. Ngày đó mỹ thuật của tôi không thể khiến anh mê muội, hôm nay linh trí của anh đã mất hết, đế tiểu nữ thử chút, khạc khạc. Trúc Mặc Uyển cười khẽ, vỏ cùng quyến rũ, đôi mắt thoáng qua từng đường ánh sáng, môi đỏ mọng hé mở, Trần Bát Hoang, xem nơi này. Giọng rất nhỏ, nhưng dường như lại có một loại ma lực nào đó. Trong nháy mắt, Trần Đức gấp gáp rời ánh mắt đỏ ngầu về phía Trúc Mặc Uyên, giống như nhìn thấy con mồi, ánh mắt hung tàn, khát máu, gắt gỏng. Nhưng, một giây kế tiếp, lại đột nhiên yên tĩnh, loại yên tĩnh này không phải do anh đã hồi phục thần trí, mà là... giống như cái xác biết đi, ánh mắt chớ nên trống rỗng vô thần. Thành công rồi sao, Trúc Mặc Uyên ngẩng ra. Giống như đang đánh giá tác phẩm nghệ thuật tự mình sáng tạo ra vậy, nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới, trên mặt tràn đầy đắc ý, còn tưởng rằng tên nhãi này không thể bị tôi chinh phục chứ, nào. Chàng trai nhỏ bé, đi theo chị. Lời vừa dứt, Trúc Mặc Uyên xoay người, đi về phía xa. Mà Trần Đức, thì đi theo sau lưng cô ta một cách đờ đần. Trên phế tích, Trúc Mặc Uyên lăng không bước đi. Mồi khỉ chân Trần bước đi, không gian sẽ nổi lên từng gợn sóng. Chân ngọc thẳng tắp thon dài, trắng đến mức khiến người ta lóa mắt, hơn nữa ăn mặc rất mát mẻ, lẳng lơ lại thêm quyến rũ. Sau lưng cô ta, Trần Đức vẫn nhắm mắt theo đuôi, mặt không cảm giác, hai tròng mặt trống rỗng, giống như dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Tốc độ của Trúc Mặc Uyên rất nhanh, cỏ ta biết rõ, với thực lực hiện giờ của Trần Đức, còn cả tình trạng rối loạn trong cơ thể, thời gian cỏ ta có thể khống chế cũng không lâu. Một cửa truyền tống cơ giới xuất hiện. Cô ta liền đưa Trần Đức một bước nhảy vào, phía sau cửa truyền tống là một rừng rậm. Rõ ràng có thể thấy. Trong rừng rậm, lúc ẩn lúc hiện có các con hồ ly màu sắc khác nhau nhảy vọt ra từ bốn phía trong rừng, cực kỳ nhanh nhẹn. Khi bọn họ tiến vào rừng rậm, rất nhanh đã đến trước truyền tống. Trần, chàng trai nhỏ, vào đi, Trúc Mặc Uyên ngoắc ngoắc tay với Trần Đức. Trần Đức đi từng bước một, rất nhanh liền đi vào truyền tống trận. Ánh sáng trận văn lóe lên. Vài cái hít thở. Trong nháy mắt liền biến mất. Điểm đến của truyền tống trận. Chính là Thành Hiên Viên. Trần Bát Hoang, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, có thể giết mấy tên kia hay không, chính là nhìn vào vận may của anh, trong con người Trúc Mặc Uyên lóe lên chút không nỡ. Lúc trước không nói hắn có thể giết chết những người đó hay không, dù giết chết thì sao, bên cạnh Trúc Mặc Uyên, không biết từ lúc nào xuất hiện một cỏ gái tuổi tác xấp xỉ, thản nhiên nói, đám người Trần Phong Hành chết, hắn vẫn sẽ mất phương hướng, hóa thành cổ máy giết người, tùy ý chém giết. Có lẽ vẫn sẽ có người của bốn đất nước lớn đến giết hắn. Tôi biết. Trúc Mặc Uyên khẽ gật đầu, giúp hắn chỉ là không muốn nhìn thấy một người vì người thân, bạn bè mà từ bỏ linh trí, tu sĩ can tâm tình nguyện bỏ mạng, nhưng cuối cùng ngay cả kẻ địch vẫn không tìm thấy. Đúng vậy, mất đi linh trí, giết chết Trần Ai, nếu như không có ai hỗ trợ, hắn quả thật không về được Thành Hiên Viên, chỉ có thể tàn sát bậy bạ ở nơi nhỏ bé chật hẹp này. Người phụ nữ kia môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, nói đến đây lại thở dài. Đáng tiếc, chuyến đi này dù thắng hay bại cũng 10 phần chết chắc. Thành Hiên Viên. Khí tức sinh mạng của Độc Cô Huyền đã rất yếu ớt, một vương quân như hắn ta đối mặt với công kích của 7 cường giả cấp cao, muốn chịu đựng cũng võ cùng vô cùng khó khăn. Nhưng, hắn ta không có lựa chọn nào khác. Một khi đế mặc cho mấy người này rời khỏi kiếm vực, Độc Cô Huyền nhất định sẽ chết. Dù sao cũng sẽ chết, chỉ bằng kéo dài còn hơn. Kéo dài đến khi Hiên Viên anh hùng quay về, còn có một tia hy vọng sống sót. Kiếm vực vận chuyển đến cực hạn. Trong kiếm vực, mấy người Trần Phong Hành điên cuồng đánh vào, từng thanh kiếm rung chuyến, giống như căn nhà nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ. Sau lưng Trần Phong Hành, 2 cường giả đại chí tòn, 4 cường giả đại tôn đều bị thương, ngay cả bản thân ông ta cũng sẽ bị tổn thương khá nghiêm trọng. Quần áo nát tươm, bị máu tươi nhuộm đỏ cả mảng, nhưng ông ta không hề có ý muốn lùi bước, huyền quang quanh thân phát sáng, thậm chí bắt đầu sử dụng binh khí mạng sống, đó là chiếc chuông màu đồng đen, tiếng chuông du dương vang khắp vạn cổ, mỗi lần chấn động đều có mấy triệu thanh kiếm hóa thành phấn vụn, vô số kiếm hồn hoàn toàn tán loạn. Hơn 8 triệu kiếm theo thời gian chỉ còn lại 5-6 triệu. Nhiều nhất còn 2 đợt nữa, toàn bộ kiếm vực đều sắp sụp đổ. Kiếm vực hủy diệt. Độc Cô Huyền cũng sẽ chết. Trận chiến của thần lâu như vậy sao? Độc Cô Huyền nhìn bầu trời phía xa, 2 vị thần không biết đã đánh đến đâu rồi. Mấy ngày qua, bầu trời chưa từng yên tĩnh, ở nơi đó giống như hình thành một thế giới độc lập, ngoại trừ vừa mới bắt đầu ra, về sau dù có nổi lên sóng lớn mãnh liệt thế nào cũng không ảnh hưởng đến mặt đất. Xem ra chí có thế lưới rách cá chết, không thể mang mấy lão già này đi, để bọn họ bị thương nặng chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Độc Cô Huyền lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe lên kiên quyết. Kiếm vực mạnh nhất là gì? Mạnh nhất không phải hơn 100 triệu kiếm hồn kia. Trung tâm toàn bộ kiếm vực, là hắn ta, và kiếm trong tay hắn ta. Một tầng cuối cùng của kiếm vực là lấy máu tươi làm vật dần, dùng thần hồn dung hòa với kiếm. Anh em tốt, hy vọng kiếp sau mày vẫn theo tao cùng nhau chinh chiến. Độc Cỏ Huyền vuốt ve kiếm trong tay, thân là người luyện kiếm, đặc biệt là kiếm giả như Độc Cô Huyền. Thứ quan trọng nhất và thân thiết nhất chính là kiếm trong tay. Vù! Giống như đáp lại Độc Cô Huyền, trường kiếm khẽ run rẩy, phát ra tiếng kim loại va chạm. Sau đó, Độc Cô Huyền và thân kiếm cùng phát ra ánh sáng màu tuyết trắng, nhiệt độ giữa trời đất lại lần nữa xuống thấp, còn hơn cả băng. Người và kiếm giống như hợp nhất. Độc Cô Huyền giống như hóa thân là kiếm, thanh kiếm trong tay hẳn ta dường như cũng là Độc Cô Huyền, từ khí tức. Hoàn toàn không thể phán đoán ra 2 người có gì khác biệt. Trong lỗ chân lông, từng luồng máu tươi như sợi tơ hồng mảnh mai, đi về phía kiếm vực. Trên máu tươi, từng đường thần hồn quấn quanh, xông vào trong kiếm vực. Nhất thời, mấy triệu trường kỳ ếm gãy bắt đầu va chạm, giống như đang sướng khúc ba buồn,
khiến người ta sợ hãi, tuyệt vọng. Đi thôi. Độc Cô Huyền cầm kiếm, từng bước đi về phía kiếm vực. 100 mét, 50 mét, 10 mét, 3 mét, 2 mét. Gru. Đúng lúc Độc Cô Huyền cách kiếm vực 2 mét, đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lẻn. Lại thấy trên đỉnh đầu bọn họ, không hề có dấu hiệu, xuất hiện một trận văn khổng lồ. Trong trận văn, một bóng hình cực kỳ to lớn đang nhanh chóng hạ xuống. Dưới cùng của biểu mẫu, hướng mà bóng hình đó hạ xuống chính là kiếm vực. Cùng với anh dần lại gần, cả bầu trời cũng đang chấn rung, bước chân tiến về phía trước của Độc Cô Huyền bỗng dừng lại, Trần Bát Hoang. Hắn ta vô cùng kinh ngạc, khí tức của Trần Bát Hoang lại mạnh hơn rồi. Mạnh đến mức ngay cả kiếm vực của hắn ta cũng không thể ngăn cản anh. Không biết từ lúc nào, mái tóc của anh đã biến thành đỏ máu. Cả người cũng cực kỳ cao lớn, ít nhất cao đến 100 mét, giống như một ngọn núi. Trong lúc Độc Cô Huyền kinh hãi trong lòng, đồng thời cũng lập tức phản ứng lại, tránh xa kiếm vực, trực tiếp trốn xa. Bởi vì, hắn ta phát hiện được tình trạng của Trần Đức hơi không đúng, khí tức hung bạo tanh máu đó khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi, không hề có tính người. Huống hồ, kiếm vực thi chiến đến mức độ này, Độc Cô Huyền cũng đã bị thương nặng, không giúp được gì, cho nên, lập tức lấy ra truyền tống trận, bỏ chạy. Trong tích tắc đã trốn đi rất xa, còn nhanh chóng thu hồi kiếm vực, mấy trăm vạn thanh kiếm như hóa thành khói bụi, lập tức biến mất. Trần Bát Hoang, mày còn dám quay lại, ánh mắt Trần Phong Hành hung dữ, tuy ổng ta cũng phát hiện được thần hồn Trần Đức không được ổn, nhưng lại không coi anh ra gì. Một vô lượng tôn như ông ta, sao phải sợ Trần Bát Hoang? Huống hồ, còn có 2 đại chí tôn, 4 đại tôn ở đây. Gru. Đáp lại Trần Phong Hành là một tiếng gầm giận dữ. Ánh mắt đỏ ngầu của Trần Đức đã khóa chặt bọn họ, như thợ săn nhìn thấy con mồi, không nói nhiều, giơ tay tát thẳng một cái. Trần Bát Hoang, mày muốn chết hả? Trần Phong Hành trầm giọng quát, sau đó cũng tung một chưởng nghênh đến, ông ta không dám giết Trần Đức, nhưng có thể khiến anh phục tùng, sau đó, khiến anh sống không bằng chết. Trong nháy mắt, bàn tay của hai người đập vào nhau. Cũng đúng lúc này, khuôn mặt của Trần Phong Hành cứng đờ lại. Đôi đồng tử giãn to. Một cảm giác ngạc nhiên, sợ hãi, kinh hoàng khổng gì sánh được như thủy triều dâng lên trong lòng. Sợ hãi. Lúc này, trong đầu óc của Trần Phong Hành hoàn toàn là nổi sợ. Trần Phong Hành đã sống 10 mấy vạn năm, lúc này tuyệt đối là lúc cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng nhất trong cuộc đời của ông ta. Không vì gì khác, trong lúc hai chưởng của hai người đập vào nhau, ông ta mới kinh hãi phát hiện, một chưởng của ông ta giống như người bằng bùn đất đập vào trong biển cả, khiến ông ta cảm thấy bất lực, tuyệt vọng sâu sắc, sâu trong lòng bị bao trùm bởi một tầng bóng tối ám ảnh dày đặc. Đáng tiếc, ông ta hối hận cũng vô ích. Bởi vì, Trần Bát Hoang sẽ không cho ông ta cơ hội. Ông ta cũng không có cơ hội rút lui. Trong lúc hai chưởng của hai người đập vào nhau, có thể thấy rõ ràng, bầu trời nổi lên từng đợt gợn sóng liên tiếp. Sau đó, một trận máu tươi dập dờn tràn rộng trong gợn sóng. Đó là máu của Trần Phong Hành. Hai người tung chưởng, dường như không có gì bất ngờ, trong tích tắc, cơ thể của Trần Phong Hành hóa thành máu, nối lên sôi sục, thần hồn muốn bỏ chạy, nhưng Trần Bát Hoang lập tức cầm bóp nó trong lòng bàn tay. Sau đó, trực tiếp nuốt chửng, nuốt sống thần hồn. Chưa đến nửa hơi thở, khí tức của Trần Phong Hành hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Sau khi nuốt chửng thần hồn, sức mạnh trong cơ thể Trần Đức càng sôi sục, càng cuồn cuộn, bùng phát màu đỏ máu đang nối lên, mùi sợi tóc như có sức mạnh vĩ đại vô tận, xung quanh anh, đại đạo thiên địa cảm nhận được, như muốn trừng phạt anh, nhưng cuối cùng không thế lại gần. Thịch, anh bước ra một bước, tất cả đại đạo đều bị anh giẫm dưới chân. Cảnh này khiến cả thiên hạ đều kinh hãi ngẩn người, đầu óc của 2 vị đại chí tôn, 4 đại tôn còn lại của nhà họ Trần đang trong trạng thái hỗn độn. Hoàn toàn mất đi tư duy, cái chết của Trần Phong Hành, và thêm cảnh tượng kinh hãi đó, cho dù bọn họ là cường giả hàng đầu, nhất thời cũng khó mà chấp nhận. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Không thể. Tuyệt đối không thể. Đừng nói cách đặc biệt, cho dù tự hủy 1 vạn lần, 100 triệu lần cũng không gây tổn thương được đến một cọng lông của cường giả cấp tôn, huống hồ, còn có 1 vị vô lượng tôn. Cả thế giới đại thiên. Lúc này đều sôi sục, xôn xao, không thể tưởng tượng được, tất cả thế lực cổ xưa,
thế gia viễn cố đều trong trạng thái thộn người mơ hồ, những thế hệ trẻ tự cho mình lợi hại, thiên phú vỏ cùng cũng chố mắt ngây người, so với Trần Bát Hoang, bọn họ. Thôi bỏ đi, có thế sánh được không? Người nào cũng cười khố không? Thôi, cũng may, hình như hắn có vấn đề rồi, hiện giờ là một cái máy giết người. Đúng thế, anh ta đã mất thần trí hoàn toàn, hình như không thể hồi phục. Cứ tiếp tục như vậy, thế giới đại thiên sẽ gặp nguy, bốn thần quốc lớn sẽ không ngồi yên không quan tâm, anh ta. E rằng sẽ không còn sống được lâu. Đúng, anh ta cứ giết như vậy, sẽ liên lụy đến tính mạng của chúng ta liên thủ đi mời bốn thần quốc lớn đi. Trong lúc cảm khái, cũng có người bàn tán đến trạng thái hiện tại của Trần Đức, một số cường giả siêu cấp, thế lực siêu cấp, kể cả cường giả còn lại của nhà họ Trần đã bắt đầu liên thủ với thế lực cổ xưa khác đi xin cứu viện của bốn nước lớn. Có người cho rằng Trần Đức động đến mấy cường giả cấp thần của bốn nước lớn, thì sẽ chết chắc. Sự cường mạnh của Trần Đức hoàn toàn kinh động cả thế giới đại thiên. Thiên đạo lục trọng thiên, giết một vỏ lượng tôn, ba đại chí tôn, bốn đại tôn. Hơn nữa, gần như là chém giết nghiền nát, không có gì bất ngờ. Tin tức này như châu châu nhanh chóng truyền khắp biến hồ sông núi, ngõ nhỏ phố lớn. Ngoại trừ một số nơi nhỏ bé xa xôi như Trấn Vân Tiêu, đại danh của Trần Bát Hoang gần như không ai không biết, không ai không nghe đến. Những người này vừa kinh hãi, vừa vui mừng thấy may mắn. Kinh hãi vì thực lực của Trần Đức quá mạnh, mạnh đến mức khiến những người cùng thế hệ tuyệt vọng, giống như một tòa núi đè nặng trong lòng tất cả bọn họ. Vui mừng thấy may mắn vì anh sắp nhập ma, trạng thái này lại thêm thiên phú của anh, không bao lâu nữa sẽ có cường giả đứng ra đánh với anh, bởi vì cũng từng có tình huống như Trần Đức. Từng có một người tên Bạch Phượng, bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện, không ngừng ăn thịt người khác trong tông môn, hơn nữa, chiến lực tăng cao, tuy không biến thái như Trần Bát Hoang, nhưng cũng kinh động không ít cường giả, thậm chí còn kinh động đến cả nước Vĩnh Hằng, phái một cường giả đến thu phục, bắt hắn đi. Thành Hiên Viên vần chìm trong bóng tối. Trong bóng tối, tinh lực của Trần Đức dường như là vô hạn, từ đầu đến cuối đều trong trạng thái bùng nổ, trong bán kính vạn dặm, đã hóa thành hư vô. Hư không và mặt đất và bầu trời dường như khuấy đảo lẫn với nhau, trời long đất lở, nhật nguyệt không chiếu sáng. Đã là ngày thứ ba anh hoàn toàn mất đi thần trí. Ba ngày này, anh chưa từng dừng nghỉ. Hơn nữa, càng lúc càng cuồng bạo, càng lúc càng tanh máu. Anh hủy diệt tất cả những thứ mà anh nhìn thấy. Rất nhiều người không bỏ đi, phản đang quan sát đều run sợ kinh hãi, cứ tiếp tục như vậy, e rằng anh sẽ tàn phá hủy diệt mạnh hơn. Vù, N, đột nhiên, trên bầu trời, giữa trời đất hỗn loạn, một luồng hào quang lóe lên. Cùng với hào quang không ngừng lan rộng, có thể thấy rõ ràng, một bóng hình đang nhanh chóng lại gần Trần Đức. Người này mình đầy thương tích, ngay cả mái tóc chân cũng bị máu tươi nhuốm đỏ, dáng người ông ta hơi gầy gò, quần áo rách nát, khuôn mặt cũng vô cùng già cỗi, mỗi một bước chân đều để lại dấu máu. Gru, nhìn thấy ông ta. Trần Đức gầm lên giận dữ, lập tức đập một chưởng xuống. Keng! Người đó vung thanh kiếm trong tay, xoay qua bàn tay Trần Đức một vòng, sau đó lưỡi kiếm lập tức đâm xuyên mờ u bàn tay của Trần Đức. Ầm ầm ầm! Đường kiếm đó dường như nặng nề vỏ tận, trong tích tắc, Trần Đức vốn đứng trong hư không lại bị trường kiếm kéo xuống không trung. Sau đó, người đó hơi vung tay, lập tức, mặt đất vốn là dung nham bị pháp tắc bao trùm, ngưng thành hình, đồng thời, đường kiếm cắm sâu vào lòng đất. Đóng chặt bàn tay của Trần Đức xuống mặt đất. Sau đó, ông ta cũng hạ xuống mặt đất, đứng trước anh. Đó là, Hiên Viên anh hùng. Lúc này, ở phía cực xa, những người quan sát Trần Đức cũng đều nhận ra người này. Không phải ai khác, chính là Hiên Viên anh hùng chiến đấu với Đại Uy Thiên Thần. Trải qua mấy ngày chiến đấu ác liệt, cuối cùng đã quay về. Nhưng, lúc đi với tư thế anh hùng tỏa sáng, khí huyết sôi trào, lúc về lại như mặt trời xuống núi, cả người già cỗi, tiểu tụy đi rất nhiều. Là Hiên Viên anh hùng, ông ta quay về rồi. Nói vậy thì, Đại Uy Thiên Thần, thua rồi. Chắc chắn là vậy, nếu không ông ta sẽ không về được. Hiên Viên anh hùng mạnh thật. Người nào cũng tê dại ra đầu, trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy, cuối cùng Hiên Viên anh hùng vẫn giành chiến thắng. Cho dù Đại Uy Thiên Thần của nước Vĩnh Hằng cầm quyền trượng của thần đế, cũng vẫn không phải là địch thủ của ông ta. Quan trọng nhất là, Đại Uy Thiên Thần đến từ thế lực vừa cường mạnh vừa siêu nhiên như nước Vĩnh Hằng,
đối lại là người khác, cho dù là có thực lực cường mạnh như Hiên Viên Anh Hùng cũng tuyệt đối không dám công khai chém giết ông ta. Phải biết rằng, như vậy rất dễ bị báo. Thù, ông ta có thể cứu Trần Bát Hoang không? Khó nói lắm, tuy Hiên Viên Anh Hùng chiến thắng, nhưng bây giờ ông ta đã rất hư yếu, còn Trần Đức, hoàn toàn chìm vào ma đạo, không có nhân tính, chỉ còn đường chết, cho dù là thần cũng không cứu nổi, một ông lão lắc đầu, đầy vẻ tiếc nuối. Nếu hắn có thể sống, thì tương lai chắc chắn sẽ rất mạnh phải không? Có lẽ cũng có thể tạo ra thần quốc thứ năm bằng sức mạnh của mình. Xin lỗi, lần này là tôi chuẩn bị không chu đáo, nhìn Trần Đức tanh máu tàn bạo, sớm đã mất đi nhãn tính trước mặt, Hiên Viên Anh Hùng đầy vẻ đau xót. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng ma huyết trong cơ thể Trần Đức, đồng thời cũng hiểu tại sao vị đó của nước Vĩnh Hằng cho người đưa Trần Đức về, mười mấy vạn năm trước, khi đó, nước Vĩnh Hằng còn có một tên gọi khác. Tộc thần ma. Sau này xảy ra biến động mới trở thành nước Vĩnh Hằng như hiện nay. Hiên Viên Anh Hùng cũng không biết nhiều về chuyện đó, bởi vì mấy năm đó, vừa hay là thời kỳ ông ta tiến vào truyền thừa của Thiên Yêu Hoàng, năm đó ông ta tự xưng mình vô dịch, cho rằng thiên hạ không có chỗ nào không thể đến, vì vậy, tiến vào truyền thừa Thiên Yêu Hoàng, ai ngờ vừa vào đã là 30 vạn năm trước. Trên người Trần Đức có máu của tộc thần ma, Hiên Viên Anh Hùng không thấy kỳ lạ, dù sao anh cũng là người của nhà họ Trần. Chỉ là ma huyết trên người anh quá thuần khiết. Nói một cách không khoa trương, cho dù là đại uy thiên thần Bạch Nguyệt không đó, ông ta là tầng tôn của thần đế, huyết ma trên người ông ta còn kém Trần Đức rất nhiều. Khuyết điểm chí mạng của tộc thần ma là ma nguyên, một khi bị ma nguyên xâm lấn hủy hoại, cũng đồng nghĩa với cái chết, xác suất ma nguyên xuất hiện chưa đến một phần vạn phần, vậy mà cậu. Lại có, nội loạn của tộc thần ma chính là vì ma nguyên, nắm đó, ma hoàng nắm trong tay cách mở ra ma nguyên, tùy ý sử dụng ma nguyên. Thần đế muốn có được, nhưng lại không nắm chắc, đây mới nguyên nhân chính của nội loạn. Bị ma nguyên xâm lấn hủy hoại. Hiên Viên Anh Hùng không cứu nổi. Không cứu nổi, vậy. Chỉ có thể giết. Cả đời Hiên Viên Anh Hùng tôi tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không hổ thẹn với lòng. Lần này, Bát Hoang, tôi thật hổ thẹn với cậu, Hiên Viên Anh Hùng nhìn Trần Đức. Gru. Trần Đức chìm vào điên cuồng không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi kiếm Hiên Viên. Nhưng như bị hàn cứng, bất luận anh giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi nó, thậm chí anh dùng một tay còn lại rút kiếm, cũng không rút nối nửa phân. Trần Đức điên cuồng, vô địch, tanh máu trong mắt người khác. Lúc này, trước mặt Hiên Viên Anh Hùng, giống như một con thú hoang bất lực điên cuồng nổi giận. Bát Hoang, trạng thái này của cậu sống trên đời sẽ chí mang đến tai họa cho người khác, tôi chỉ có thể đích thân chém cậu, Hiên Viên Anh Hùng cất giọng mệt mỏi. Trần Đức chỉ là một người không có ý thức, còn ông ta vẫn còn giữ ý thức nguyên vẹn, có lúc, có ý thức lại rất đau khổ. Lúc này, tuy ông ta là người cầm đao, nhưng còn khó chịu, đau khổ hơn người sắp bị chém. Nhưng ông ta không thế không làm vậy. Thứ nhất, là trừ hại cho thiên hạ, Trần Đức chết, ít nhất còn có thể để lại tên tuổi lừng lẫy, nếu đợi anh rời khỏi đây, chém giết bừa bãi, thì chỉ sẽ để lại vô số lời mắng chửi. Thứ hai, ông ta không muốn để Trần Đức rơi vào tay người khác, nếu bị nước Vĩnh Hằng đưa đi, anh sẽ càng đau khổ hơn, đau khổ còn hơn chết. Bát Hoang, bắt đầu từ hôm nay, cậu và tôi sẽ là huynh đệ. Tôi lớn hơn cậu mười mấy vạn tuổi, tự xưng một tiếng huynh trường. Huynh đệ, xin lỗi. Vừa dứt lời, Hiên Viên Anh Hùng giơ tay, một cánh tay như hóa thành long đao, chém xuống cố Trần Đức, giáng xuống nhanh như chớp. Hiên Viên Anh Hùng chém một chưởng xuống rất nhanh, trong chớp mắt đã đến cố Trần Đức, một cánh tay như lưỡi đao sắc nhọn, tiên binh thần khí, giống như cắt đậu phụ, nhẹ nhàng chém sâu vào cố, thắng đến thần hồn Trần Đức. Đối diện với một vị thần, cho dù là Trần Đức trong trạng thái nhập ma, có năng lực giết được Trần Phong Hành, giết ba đại chí tôn, bốn đại tôn, thì vần như trẻ sơ sinh, không có chút năng lực phản kháng. Chỉ cần Hiên Viên Anh Hùng muốn, thì Trần Đức chết chắc. Nhưng khi Hiên Viên Anh Hùng biết sâu trong thức hải của Trần Đức có hồn lực vô tận, trưởng đó đột ngột dừng lại, hành động đó giống như chạy nước rút, máy bay sắp cất cánh một giây trước khi bay lên thì bỗng dừng lại. Đôi mắt Hiên Viên Anh Hùng phát sáng, nhìn chằm chằm thần hồn được tấm da người bao bọc ở sâu trong thức hải đó. Kinh hãi đến không gì sánh được. Da người bát thần. Ông ta không dám nói ra hai chữ bát thần, bởi vì, giữa trời đất này, rất nhiều cường giả đều coi hai chữ, bát thần, là đối tượng theo dõi đặc biệt,
hai chữ này dường như là cấm kỵ. Dưới bầu trời không có một ai nhắc đến, bởi vì không có nhiều người biết bát thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.